Y Đạo Quan Đồ, Trương Nhất Trâm Trương 841, Nếu như không gặp hai Trong một hành động quân sự nhằm vào người Nhật Bản, liên đội của chúng tôi phụ trách bảo vệ cho chỗ cao. Lý Chiêu Húc tuy rằng bằng cấp rất cao, nhưng trên quân sự lại là một chỉ huy tay ngang, lộ ra rát nhiều sai lầm. Liên đội của chúng tôi thương vong thảm trọng. Trong lúc nguy cấp, Lão Sở đưa ra phương án tác chiến mới, lợi dụng địa hình mà rằng có với người Nhật Bản khi chiến đấu kích liệt nhất. Lý Chiêu Húc thân là liên trưởng lại không thấy đâu. Trương Dương nói, hắn đào ngũ ư. Trần Sùng Sơn lắc đầu, anh ta bị một viên đạn lạc bắn trúng mũ, tuy rằng có mũ cản đạn, nhưng bởi vì sợ hãi quá độ mà ngất đi. Đám binh sĩ còn lại chúng tôi vốn đã ôm ý định lấy cái chết để đền ơn nước, nhưng vào thời điểm cuối cùng, đại bộ đội lại đến. Trần Sùng Sơn cầm chén gốm đen lên uống một ngụm, kết quả cuối cùng của giành được một trận thắng, về sau khi thanh lý thi thể phát hiện Lý Chiêu Húc đang ngất, chúng tôi không ai nói gì anh ta, sau khi chiến tranh kháng nhật kết thúc, mọi người lại bị phân phối đến các bộ đội khác nhay, tài năng quân sự của Đỗ Sơn Khôi và Sở Trấn Nam dần dần được thể hiện ra, cấp bậc của bọn họ trong bộ đội cũng không ngừng đề thăng, cho đến chiến dịch Bình Tân thì chúng tôi mới gặp lại nhau, Lý Chiêu Húc vẫn chỉ là một liên trường. Mà chúng tôi đa số đều đã là cấp đoàn, mọi người trong một lần tụ hội chiến hữu, Lý Chiêu Húc uống say, anh ta cho rằng là chúng tôi nói xấu anh ta, cho nên anh ta mới bị chen ép lúc đó đỗ sơn khôi rất tức giận ở trước mặt nhiều chiến hữu như vậy mà tắt anh ta một cái ngày hôm sau lý chiêu húc tới xin lỗi tôi biết người này rất nhỏ nhen nhất định sẽ ghi hận chuyện này trương dương nghe đến đây trong lòng đối với lý chiêu húc đã vẽ ra một đường nét đại khái quả nhiên là rồng sinh rồng phượng sinh phượng con trai của chuột thì lại đào hang ông già lòng giả hẹp hòi thằng con lòng giả cũng hẹp hòi trần sùng sơn tiếp tục nói sau giải phóng chúng tôi một lần nữa mất liên lạc về sau chúng tôi chiến đấu liên tục với Hàn Quốc, kháng Mỹ Viện Triều, sau khi chiến tranh kết thúc, trở về mới biết được Lý Chiêu Húc đã tổng chính, hoàn toàn từ một quân nhân chuyển thành chính khách, ba người chúng tôi trừ đánh giặc ra thì không biết gì nữa, cho nên tiếp tục ở lại trong bộ đội, khi lại một lần nữa gặp lại Lý Chiêu Húc, anh ta đã trở thành bí thư huyện ủy huyện Danh Hòa, cảm thấy khí thế kiêu căng của anh ta đã quay trở lại. Đám người chúng tôi thô lỗ quen rồi, nhưng thái độ của người ta thế nào thì chúng tôi vẫn có thể cảm nhận được người ta đã tự thị thâm cao chúng tôi cũng không tiếp tục liên hệ với anh ta nữa về sau trần sùng sơn thở dài đỗ thiên giã tiếp lời về sau chính là cải cách văn hóa trần sùng sơn gật đầu nói trong thời gian cải cách văn hóa địa phương phải chịu trùng kích và ảnh hưởng đầu tiên những quân nhân tự nhận là một lòng trung thành cho đảng và quốc gia chúng tôi trong trường phong ba chính trị đột nhiên ập tới này không biết phải làm gì có rất nhiều gia đình bởi vì trận phong ba này mà vợ con ly tán xuất thân của Đỗ Sơn Khôi là tốt nhất. Anh ta ở Kinh Thành, sống những ngày tháng rất thoải mái, tôi vì có liên quan tới Đài Loan, lão sở thì lại liên quan tới nước ngoài. Chúng tôi muốn bảo vệ gia đình của mình, vợ con của mình, nhưng dưới loại tình huống đó, nỗ lực của chúng tôi thực sự là nhỏ bé không đáng kể. Hồi ức khiến Trần Sùng Sơn cảm thấy đau khổ, ông ta nắm chặt quyền đầu, Lý Chiêu Húc bởi vì xuất thân giai cấp tư sản, là người bị đả đảo trước tiên, khi kiểm tra, có người tố cáo chuyện quá khứ của anh ta ở trên chiến trường bị dọa cho ngất. Anh ta cho rằng là một người trong số ba người chúng tôi. Lý Chiêu Húc tố cáo tôi, tố cáo sở Trấn Nam, hy vọng thông qua phương thức này để giải quyết vấn đề của bản thân anh ta. Nhưng vấn đề của anh ta cuối cùng vẫn không được giải quyết, về sau bởi vì không chịu nổi tra tấn mà nhảy lầu tự sát. Lão sở được giải trừ thẩm tra đầu tiên, từ đó về sau tôi cũng mất liên lạc với đám người lão sở, chuyện về sau thì hai đứa biết rồi trương dương nói theo như lời của lý đồng dục tư lệnh sở trong thời gian cải cách văn hóa đã chiếu cố cho nhà của bọn họ trần sùng sơn nói tính tình của lão sở là vậy đó chỉ nhớ chỗ tốt của người ta người khác cho dù có lỗi với anh ta anh ta chỉ trong nháy mắt là quên trương dương nói lý chiêu húc thì ngược lại chỉ nhớ chỗ không phải của người khác tôi thấy ông ta nhất định là truyền lại sự cừu hận của ông ta cho con cái của mình cho nên lý đồng dục mới hận các ông như vậy Trần Sùng Sơn nói, nhân sinh chỉ chẳng qua là mấy chục năm ngắn ngủi, đến cuối cùng chẳng phải vẫn trở về với cát bụi hay sao, tình yêu hay là thù hận, nhắm mắt rồi thì tất cả chỉ là hư vô. Nếu Lý Chiêu Húc ở dưới suối vàng biết, anh ta nhất định sẽ hối hận vì những gì trước kia đã nói. Đích xác, tới tuổi như của ông ta thì đã không còn chuyện gì mà không nhìn thông được nữa. Trương Dương nói, Lý Đồng Dục hiện tại đang chế tạo lời đồn bất lợi cho tỉnh trưởng Tống và Bí Thư Đỗ, mang đến rất nhiều phiền toái không cần thiết. Trần Sùng Sơn nói, thanh giả tự thanh, việc gì phải để ý hắn nói gì. Bất kể gặp chuyện gì cũng coi như là một lần lịch luyện của nhân sinh, có thể nghĩ như vậy, trong lòng các cậu sẽ thanh thản hơn nhiều. Lão đạo sĩ Lý Tín Nghĩa lúc này tìm đến viện tử của Trần Sùng Sơn nói chuyện phiếm, nhìn thấy Trương Dương tới đây, không khỏi kinh hỉ nói, tới rồi sao không đến chỗ tôi. Trương Dương cười nói, vừa mới tới thôi, đang chuẩn bị đi bái phòng ông đây lý tín nghĩa nhìn ra sắc mặt trương dương có chút không ổn vươn tay ra thử mạch của hắn nói khẽ gần đây có phải bị thương hay không trương dương biết lý tín nghĩa là cao thủ hắn cười nói không sao đâu nếu trương dương đã không muốn nói lý tín nghĩa tất nhiên cũng không tiện tiếp tục truy hỏi ông ta ngồi xuống cạnh bàn đá nhíu mày xem ra có chút tâm sự trần sùng sơn nghe nói bọn họ còn phải vội xuống núi đứng dậy lấy ít nấm được phơi nắng cho họ mang đi đỗ thiên giã đi theo giúp thuận tiện nói vài câu thân tình với lão gia tử. Cha tuy rằng ngoài miệng không nói ra, nhưng trong lòng ông ta nhất định đang rất lo lắng cho mình. Lý Tín Nghĩa chờ bọn họ đi rồi mới nói, "Tháng trước tiểu yêu tới, tôi thấy tình hình của nó không ổn." Trương Dương hơi ngẩn ra, An Ngữ Thần tới mà hắn không hề biết, thời gian gần đây tuy rằng không liên lạc với cô ta, nhưng mỗi lần nói chuyện điện thoại An Ngữ Thần đều nói mình vẫn khỏe, bảo Trương Dương không cần phải lo lắng lý tín nghĩa nói tôi lo dương thọ của nó đã tận rồi câu này cũng nói ra chuyện mà trương dương lo lắng nhất hắn mím môi hai hàng lông mày nhíu chặt lại với nhau trầm mặc trong chốc lát rồi mới nói tôi thấy có thể thuyết phục cô ta tới đây một chuyến không lý tín nghĩa nói sắp tới thanh minh rồi nó chắc sẽ về tảo mộ trương dương nói tôi sẽ tranh thủ về một chuyến lý tín nghĩa gật đầu vẻ yêu sầu trong ánh mắt vẫn không giảm đi chút nào lý tín nghĩa tuy rằng là đứa con đã xa cách của an gia nhưng ông ta đã vào không môn người duy nhất biết thân thế của ông ta trong an gia đã chết rồi đám hậu bối này của an gia ông ta tiếp xúc không nhiều trong đó người gặp nhiều nhất là an ngữ thần trong lòng cũng hiểu rõ cô ta nhất khi đại ca còn sống người mà ông ta không yên tâm nhất chính là đứa cháu gái này đứa cháu gái duy nhất của an gia này trên người lại có bệnh tuyệt mạch trời sinh tuy rằng trương dương đã vài lần ra tay cứu giúp nhưng vẫn là chị ngọn không chị gốc không triệt để giải quyết được chứng bệnh của cô ta. Lý Tín Nghĩa cũng có thể nhìn ra, Trương Dương cho tới bây giờ vẫn thúc thủ vô sách, mỗi lần giải cứu An Nữ Thần, hắn đều dồn hết toàn lực, công lực không khỏi suy giảm mạnh, mà với tình trạng hiện giờ của Trương Dương chắc gì đã cứu được cô ta. Tâm tình của Trương Dương bởi vì lời nói của Lý Tín Nghĩa mà trở nên trầm trọng, trên đường về Xuân Dương, ngay cả Đỗ Thiên Giã cũng nhìn ra điểm này, Đỗ Thiên Giã nói sao đột nhiên có chút mất hứng thế. Trương Dương thở dài, nói: "Không có gì, chỉ là trở lại núi Thanh Đài này, nhớ tới tình cảnh năm đó tôi mới đến đây, trong lòng bỗng nhiên sinh ra rất nhiều cảm khái." "Cảm khái gì? Tôi cảm thấy làm quan lớn chưa chắc đã thực sự vui vẻ." "Cảm giác bật cười ha ha, chỉ cần cậu làm việc không thẹn với lương tâm, lúc nào cũng sẽ khoái hoạt." Trương Dương nói, "Năm đó lão tiên sinh An Chí Viễn từng nói mấy câu, con người ta không phải là làm quan lớn đến đâu, mà là làm chuyện lớn tới đâu." Đỗ Thiên Giã nói, cậu không phải là đang làm vậy ư? Trương Dương cười nói, tôi đó là bị đám lãnh đạo này các anh đè việc lên đầu, đầu không lớn mà phải đội cái mũ gió to. Đỗ Thiên Giã nói, thật ra cậu làm rất tốt. Khi hai người đi qua Thanh Vân Trúc Hải, Trương Dương bỗng nhiên nhớ tới phần mộ của An lão ở ngay gần đó, đề nghị tới cúng mộ một chút. Đỗ Thiên Giã đáp ứng đáp ứng, mộ của An lão lặng lẽ nằm trong biển trúc, khi Trương Dương và Đỗ Thiên Giã tới trước mộ phần, phát hiện trước mộ đặt đồ cúng, hoa quả còn mới, gà luộc cũng vẫn còn tỏa mùi thơm, chắc là mới có người để ở đây không lâu. Trương Dương tưởng là Lý Tín Nghĩa mang đến, cười nói, Lý Đạo trưởng đối với người đại ca này thật đúng là tận tâm. chương 842, nếu như không gặp ba. Đỗ Thiên giã hơi ngẩn ra, gã không hề biết rằng Lý Tín Nghĩa có quan hệ với An Chí Viễn, có chút kinh ngạc nói, An Lão là đại ca của Lý Đạo trưởng à. Trương Dương gật đầu, nói, đúng vậy, ông ta và An Lão là anh em cùng cha khác mẹ. Nói xong mới ý thức được mình lắm miệng, cười nói, chuyện này ông ta không muốn người khác biết, anh giữ bí mật giúp tôi nhé. Đỗ Thiên Giã cười nói, tôi giống loại người lắm mồm ư. Trương Dương bỗng nhiên cảm thấy được trong bụi cỏ hình như có động tính, lạnh lùng nói, ai đó, ra đây. Tuy rằng công lực của hắn suy giảm mạnh, nhưng tai mắt so với người thường thì vẫn tinh hơn nhiều, hắn sải bước về phía trước, liền nhìn thấy một con thỏ hoang đột nhiên từ trong bụi cỏ nhảy ra, giống như một tia chớp chạy sâu vào trong rừng trúc. Nếu là trước đây, Trương Đại Quan Nhân nhất định phải đuổi theo tóm bằng được con thỏ này làm thức ăn cho bữa tối, nhưng hiện tại hắn có chút lực bất tòng tâm. Đỗ Thiên Giã nhìn thấy Trương Dương đuổi theo được thì dừng chân, cười nói cậu không phải là cao thủ võ lâm ư. Sao không bắt lấy con thỏ đó? Trương Đại Quan Nhân thở dài nói, tôi có lòng, nhưng không đủ sức hai người ở trước mộ phần của An Lão cúng mộ một lúc, sau đó thì rời khỏi, Trương Dương không hề phát hiện ra, ở sâu trong biển trúc, một đôi mắt sáng đang buồn bãi nhìn chằm chằm vào hắn, có mấy phần nhu tình, mấy phần nhớ thương, chủ nhân của ánh mắt đó chính là An Ngữ Thần. Sự trùng hợp ở trên đời vốn có rất nhiều, An Ngữ Thần cũng không ngờ lại ở chỗ này gặp Trương Dương, cô ta vốn muốn thanh minh mới tới đây tảo mộ, nhưng gần đây tình trạng sức khỏe ngày một kém, An Ngữ Thần biết ngày tháng của mình không còn nhiều, cô ta sợ mình không đợi được tới thanh minh cho nên quyết định đến núi thanh đài trước, tới trước một phần của ông nội thì gặp hắn, an ngữ thần rất muốn gặp Trương Dương, nhưng cô ta sợ mình lại làm liên lụy hắn, lần trước Trương Dương vì chữa thương cho cô ta mà bị thương. Cô ta lúc này vẫn còn nhớ như in, cô ta thật sự không đành lòng để Trương Dương lại mạo hiểm như vậy nữa. Trương Dương và Đỗ Thiên Giã đi rồi, An Ngữ Thần tới trước mộ phần của ông nội rồi quỳ xuống, nhìn di ảnh của ông nội, nước mắt giống như hạt trâu đứt khỏi dây không ngừng rơi xuống. Ông nội, con rất nhớ ông, con sống một mình ở trên đời này thực sự là cô đơn lắm. Bốn phía rất yên tĩnh, chỉ có gió núi là lắng nghe sự thổ lộ của An Ngữ Thần. Cô ta ôm bia mộ, giống như ôm lấy thân hình của ông nội. Ông nội, ông từng nói, phải cố gắng hết sức để cháu được sống vui vẻ, cháu rất vui vẻ rồi. Cháu đã sống rồi, cũng đã yêu rồi, đối với cháu mà nói thì đã không còn gì phải tiếc nuối nữa nói tới đây cô ta lại khóc nức nở chỉ là cháu không biết anh ta có yêu cháu hay không cháu biết mình không có tư cách để nghĩ vậy anh ta đã trả giá rất nhiều vì cháu cháu có phải là rất tham lam không nhưng cô ta ho kịch liệt một lúc sau mới bình phục lại ông nội thật ra ông trời đã quá tốt với cháu rồi trước khi cháu phải đi còn cho cháu một cơ hội được gặp anh ấy nhưng cháu không muốn làm liên lụy tới anh ấy nữa cháu không muốn làm liên lụy vì bất kỳ ai trở thành gánh nặng của bất kỳ ai An ngữ thần thầm thì nói với bia mộ, hoàn toàn không biết trời đã tối, màn đêm bao phủ cả núi thanh đài, cô ta ngồi trước tấm bia đá mơ mơ màng màng thiếp đi, gần đây thường xuyên phát sinh tình trạng như vậy, cô ta đặc biệt rất dễ mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi, ngồi ở đó nói xong một lúc liền ngủ thiếp đi. Khi an ngữ thần tỉnh lại, nhìn thấy trên người khoác đạo bào, nhìn thấy lão đạo sĩ Lý Tín Nghĩa đang ngồi cạnh cô ta. An ngữ thần nhìn Lý Tín Nghĩa rồi mỉm cười, cô ta lúc này mới phát hiện, mắt của Lý Tín Nghĩa và mắt của ông nội cô ta rất giống nhau, tuy rằng ông ta để dâu, nhưng vẫn không che được đường nét quen thuộc, An Ngữ Thần nói khẽ ông nội. Khóe môi Lý Tín Nghĩa bỗng dưng giật giật, khiến cho dâu ông ta rung rung, sau đó mắt Lý Tín Nghĩa đỏ lượng lên, ai, thân thiết quá, ấm áp quá. An Ngữ Thần nhào vào lòng ông ta, nước mắt không ngừng rơi, ông nội. Giống như ông nội đã thật sự quay về bên cạnh cô ta. Lý Tín Nghĩa không khỏi động dung, ngoan, Tiểu yêu ngoan, cháu gái ngoan, có chuyện gì thì cứ nói với ông, có ông đây rồi, đừng sợ, đừng sợ. An ngữ thần gật đầu, rời khỏi lòng lý tín nghĩa, lau đi nước mắt trong suốt trên mặt, chỉ còn lại nụ cười cực kỳ sán lạn, cháu rất vui, cháu lại có ông nội rồi. Lý tín nghĩa nói, ta cũng rất vui, ta lại có cháu gái rồi. Lý tín nghĩa không hề biết chuyện an ngữ thần nhìn thấy Trương Dương, dẫn cô ta trở về đạo quan, Lý tín nghĩa nói, buổi chiều Trương Dương có tới, ta còn nhắc tới cháu, không ngờ hai đứa lại không gặp được nhau. An ngữ thần nói, không sao, cháu ngày mai sẽ đi tìm anh ta. Lý tín nghĩa nói, hắn rất quan tâm tới sức khỏe của cháu, gần đây cháu sao rồi. An ngữ thần nói, vẫn ổn. Lý tín nghĩa không tin, ông ta vươn tay ra, an ngữ thần ngoan ngoan đưa cổ tay cho ông ta, lý tín nghĩa bắt mạch, hai hàng lâu mày nhíu chặt lại. Mạch tượng của An Ngữ Thần so với lần trước gặp cô ta thì càng hỗn loạn hơn, Kỹ thuật của Lý Tín Nghĩa đương nhiên không thể bằng Trương Dương, nhưng ông ta vẫn có thể tra xét ra, đây là một loại kinh mạch đối diện với điểm báo sắp đứt, mạch tượng của nha đầu này vốn đã khác người thường, cho nên Lý Tín Nghĩa cũng không dám tùy tiện có kết luận. Người mà ông ta có thể nghĩ đến vẫn là Trương Dương, để xem Trương Dương có biện pháp nào không. An ngữ thần thản nhiên cười nói, thật ra cháu gần đây cảm thấy vẫn rất khỏe. Lý tín nghĩa nửa tin nửa ngờ, lão đạo sĩ chỉ là cảm thấy an ngữ thần lần này tới rất đột nhiên nhớ rõ lần trước cô ta có nói là thanh minh mới tới đây sao đột nhiên lại tới vào lúc này lão đạo sĩ dẫn an ngữ thần trở lại từ hà quan làm một bát mì cho cô ta an ngữ thần lại không đói lắm lý tín nghĩa nhìn thấy bộ dạng của cô ta trong lòng càng cảm thấy lo lắng nói khẽ tiểu yêu cháu ít nhiều gì cũng ăn một ít đi đừng để ta phải lo an ngữ thần nói ông thật là giống ông nội của cháu Lý Tín Nghĩa nghe thấy vậy, trong lòng rất đau xót, nước mắt thiếu chút nữa thì rơi, khi con trẻ ông ta đã xuất ra, một chút ấn tượng về An ra tất cả đều dừng lại ở khi còn niên thiếu, về sau gặp lại đại ca An Chí Viễn, mới khơi ra được một chút tình thân trong lòng, ông ta vốn cho rằng mình đã sớm cắt đứt quan hệ với An ra rồi, nhưng hiện tại nhìn thấy bộ dạng điềm đạm đáng yêu của An Ngữ Thần, trong lòng cảm thấy khó chịu không nói lên lời, Lý Tín Nghĩa cuối cùng cũng tin rằng huyết mạch trí thân không thể nào dứt bỏ được. Lý Tín Nghĩa hưởng cười, nói cháu không phải gọi ta là ông nội ư. Cháu nếu bằng lòng thì sau này cứ gọi ta là ông nội. An ngữ thần ở bên trong rừng chúc nghe thấy cuộc đối thoại của Trương Dương và Đỗ Thiên Giã, biết thân phận của Lý Tín Nghĩa, cô ta cười yếu ớt, nói thật ra ông chính là ông nội của cháu, cháu biết, cháu biết tất cả rồi. Lý Tín Nghĩa không biết cô ta vì sao lại biết chuyện này, ngẫm lại thấy An ngữ thần không biết còn có thể sống được bao nhiêu ngày nữa, ông ta đương nhiên không đành lòng tiếp tục phủ nhận nói khẽ tiểu yêu cháu chính là cháu gái ngoan của ông an ngữ thần ngồi cạnh lý tín nghĩa kể lại những chuyện thú vị khi năm đó mình đến núi thanh đài trong đầu quanh đi quẩn lại vẫn là hình dáng của trương dương nếu lúc trước mình không tới nơi này có lẽ sẽ không gặp trương dương có lẽ mình đã chết trước cả ông nội rồi vậy thì mình cũng không có nhiều phiền não và vướng bận như vậy trong lòng cô ta hiểu rõ hơn bất kỳ ai mình vì sao muốn tới núi thanh đài không chỉ là để bái tế ông nội, mà còn muốn ôn lại đoạn thời gian mới quen Trương Dương ngày trước. Nếu không muốn thì đừng yêu nhau, khóe môi An Ngữ Thần lộ ra một nụ cười đau khổ, cho tới nay mình chỉ là yêu đơn phương. Nếu Trương Dương biết khi hắn tảo mộ, An Ngữ Thần lén lút nhìn hắn ở ngay trong rừng trúc, hắn tuyệt sẽ không đi rời khỏi núi Thanh Đài, sau khi di động có sóng, hắn lập tức gọi điện thoại cho An Ngữ Thần, đáng tiếc trong điện thoại chỉ vang lên tiếng nói di động hiện đang không kết nối được. Triệu Tĩnh dẫn Đinh Triệu Dũng về nhà, được người trong nhà hoan nghênh nhiệt liệt, Triệu Thiết Sinh đặc biệt gọi tất cả con trai và con dâu của mình về. Từ Lập Hoa lúc ban đầu còn có chút không yên tâm, nhưng sau khi nhìn thấy Đinh Triệu Dũng, phát hiện người trẻ tuổi này tuy rằng là anh em một nhà với Đinh Bân, nhưng trên người Đinh Triệu Dũng không hề có bất kỳ chút ngạo khí của đám con cháu quan to, tính tình khiêm tốn phúc hậu, Từ Lập Hoa rất thích. Đinh Triệu Dũng bởi vì là lần đầu tiên đăng môn, ra tay cũng khá hào phóng, tặng cho mỗi người một món quà. Vợ Du Mỹ Liên của Triệu Lập Quân cầm ví ra mà Triệu Tĩnh mua tặng, cao hứng cười khúc khích, miệng không khép lại được, kỳ thật cô ta nghe nói Trương Dương hôm nay cũng về, lần trước bị Trương Dương tát cho một cái đến giờ vẫn nhớ như in, là Triệu Lập Quân khuyên can mãi mới dụ được cô ta tới đây. Du Mỹ Liên nói rất nhiều, cô ta cười khúc khích nói, Tiểu Tĩnh đúng là tinh mắt, anh nhìn ông em rể của chúng ta xem, trông đẹp trai thật, đúng là anh tuấn tiêu sái, ba anh em nhà anh cộng lại cũng không bằng chương 843, nếu như không gặp bốn. Triệu lập quân cười hắc hắc, hắn hình như bị vợ bắt nạt quen rồi. Triệu lập vũ không nghe nói nữa, triệu dũng trông cũng đẹp trai, nhưng chị không thể khinh thường ba anh em tôi như vậy được. Triệu tĩnh nói, được rồi, chị dâu, chị đừng khen anh ấy nữa, nếu không anh ấy không biết sẽ biến thành như thế nào, đinh triệu dũng, đi, theo em đi chợ. Từ lập hoa nói, tiểu tính, sao lại bảo triệu dũng đi, Triệu tính cười nói con là dẫn anh ấy ra ngoài đi dạo để quen hoàn cảnh nơi đây. Từ lập hoa nói, vừa hay xem xem anh con có về hay không nhé. Trong lòng từ lập hoa vẫn không bớt lo được cho thằng con này. Triệu tính đi rồi, dù Mỹ liên lại chật chật khen, tiểu tính đúng là có phúc khí, lần này thì sướng rồi, được gả vào nhà giàu rồi. Triệu lập vũ ngắt lời, hào môn cái gì, không phải chỉ là một người làm quan thôi ư, lão tam nhà chúng ta cũng là quan. Du Mỹ liên nói, cậu thì biết cái gì? Quan cũng phân lớn nhỏ, lão Tam là cán bộ cấp ban, bố chồng tương lai của tiểu tĩnh là cán bộ cấp tỉnh, còn kém nhiều lắm. Triệu Lập Vũ trong lòng thật sự rất không thích bà chị dâu này, lại hư một tiếng rồi nói cấp tỉnh bộ thì sao? Về hưu rồi thì cũng chỉ là người bình dân, còn lão Tam nhà chúng ta còn đang tuổi lớn, sau này đừng nói là cán bộ cấp tỉnh, cấp chính quốc cũng có thể đó. Du Mỹ liên nói, cậu đúng là nghĩ hay thật? Triệu Thiết Sinh dập mẩu thuốc lá, nói, được rồi, người một nhà khó khăn lắm mới đoàn tụ ăn một bữa cơm, sao mà nói lắm thế. Y cũng không thích đứa con dâu này, mà làm bố chồng thì cũng không tiện nói nhiều. du Mỹ liên trợn mắt lên, cố nặn ra vẻ tươi cười, kéo tay từ lập hoa, nói, mẹ, sáng mai mẹ và cha có phải theo bọn họ tới Đông Giang hay không? Hay là con và tiểu quân theo hai người đi nhé, cha mẹ lớn tuổi rồi, tới thành thị lớn như vậy, con thật sự có chút không yên tâm. Triệu thiết sinh lại châm một điếu thuốc, từ lập hoa không tiện nói gì, có chút khó xử nhìn y. Triệu thiết sinh nói, hai người chúng tôi vẫn đi đứng được, tuy không biết nhiều chỗ nhưng vẫn xem được bản đồ. Đứa con dâu này ở trong lòng ông ta là một kẻ thế lợi, tới Đông Giang rồi không biết sẽ còn gây ra chuyện gì. Dù Mỹ liên tức giận nhéo tay Triệu Lập Quân một cái, Triệu Lập Quân cố nhịn đau, hắn cũng biết lão bà bảo hắn lên tiếng, liền cười nói tiểu liên cũng là nghĩ cho cha mẹ thôi, vừa nghe thấy vậy con cũng thật sự có chút không yên tâm bên ngoài vang lên một giọng nói rất vang có gì mà không yên tâm chính là trương dương và đỗ thiên giã cùng nhau đến bí thư thị ủy đến đây cả nhà không khỏi có chút kinh sợ đừng nhìn du mỹ liên bình thường lắm mồm lắm miệng nhưng khi nhìn thấy người lãnh đạo cao nhất của giang thành mà chỉ có thể thấy trong tin tức trên tv bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình bị dọa cho không dám lên tiếng trương dương đi tới trước mặt mẹ gọi một tiếng mẹ khiến cho từ lập hoa trong lòng ấm áp vô cùng, hắn lại đi tới trước mặt triệu thiết sinh gọi một tiếng chú triệu. Trên mặt triệu thiết sinh cũng lộ ra nụ cười hiền hòa, trước đây y vẫn coi Trương Dương là bình dầu, đối với Trương Dương chưa từng hòa nhã bao giờ, nhưng những năm gần đây theo Trương Dương một bước lên mây, gia đình y cũng được chiếu cố rất nhiều, sự lấy ơn báo oán của Trương Dương khiến cho triệu thiết sinh cảm thấy hổ thẹn, hiện tại nhìn Trương Dương thế nào cũng thấy thuận mắt, có đôi khi thậm chí có chút mất mát con trai tốt như vậy sao không phải là con ruột của mình nhỉ? Triệu Lập Quân, Triệu Lập Vũ hai người nhìn thấy Trương Dương cũng tươi cười. Đỗ Thiên Giã cười nói, chú Triệu, dì Tư, cháu hôm nay không mời mà đến, gây phiền phức cho hai người rồi. Triệu Thiết Sinh nói, bí thư Đỗ, bình thường tôi có muốn mời thì ngài cũng không đến. Từ Lập Hoa nói, bí thư Đỗ, tới đây thì cứ coi như nhà mình đi. Đỗ Thiên Giã nói, nếu vậy, mọi người đừng gọi tôi là bí thư đỗ giải bí thư đỗ ngắn nưa cứ gọi là thiên giã được rồi tôi và trương dương thân như anh em một câu đã kéo gần lại khoảng cách giữa y và người của triệu gia đinh triệu dũng và triệu tính lúc này cũng đã về đinh triệu dũng nhìn thấy đỗ thiên giã không ngờ cũng có mặt liền vô cùng cao hứng đỗ thiên giã nói triệu dũng triệu tính cũng là em gái của tôi cậu về sau nhất định phải đối đãi với nó thật tốt đó nếu không tôi không tha cho cậu đâu Đinh Triệu Dũng chỉ biết cười cười. Dù Mỹ Liên vẫn nhớ tới chuyện cùng bố mẹ chồng tới Đông Giang, dục Triệu Lập Quân nói với Trương Dương, cô ta cũng hiểu rõ, hiện tại người có địa vị cao nhất trong nhà là Trương Dương, chỉ cần Trương Dương đáp ứng, khẳng định sẽ không thành vấn đề. Triệu Lập Quân tìm cơ hội mở lời với Trương Dương, Trương Dương nói, để sau đi, lần này chỉ có một xe, cha mẹ lại thêm hai người họ nữa là đủ rồi. Trương Dương trả lời rất huyền chuyển, cũng không làm tổn thương mặt mũi của hắn, Triệu Lập Quân bất mãn nói, chị dâu cậu luôn muốn được ra ngoài cho mở mang đầu óc, chúng tôi kết hôn lâu như vậy rồi mà vẫn chưa từng được ra ngoài du lịch. Trương Dương cười nói, chờ em xong việc trong khoảng thời gian này đã, hay là thế này đi, tháng 10 mọi người cùng tới Nam Tích, cả Bình Hải nơi có nhiều chỗ chơi nhất đều ở Nam Tích, tới đó rồi ăn uống, tất cả để em an bài. Triệu Lập Quân nghe em trai nói như vậy, cũng thấy có mặt mũi, với phía bà vợ cũng dễ ăn nói, tất nhiên là vô cùng vui vẻ. Dù Mỹ Liên có được tin tức này, cũng vui vẻ vô cùng, tựa hồ đã quên chuyện lần trước bị em chồng vả cho một cái, luôn miệng gọi em rất thân thiết. Buổi tối từ Lập Hoa và Triệu Thiết Sinh tự mình xuống bếp, Triệu Thiết Sinh chủ nghệ không tồi, làm đồ ăn rất ngon, có điều bình thường y rất ít khi làm, gần đây cũng vì con gái từ ngoài về nên mới chủ động ra tay. Dù Mỹ Liên thấy vậy, trong lòng có chút không vui, Triệu Lập Quân và cô ta trước giờ chưa từng được hưởng đãi ngộ như vậy, nghĩ tới là cảm thấy nam nhân của mình không có bản sự, lại tìm cơ hội nhéo cho Triệu Lập Quân một cái. Đinh Triệu Dũng lần này là đặc biệt tới cầu thân, trong lúc uống rượu, gã nhắc tới hôn sự của mình và Triệu Tính. Triệu Thiết Sinh chỉ biết là con gái đang yêu, nhưng không ngờ nhanh như vậy đã chuẩn bị kết hôn rồi, hiện tại cách tháng năm chỉ còn hơn một tháng, cha mẹ bình thường đều mong con gái mau lớn, sớm ngày thành ra thất, nhưng thật sự tới lúc này rồi, trong lòng lại thấy không nỡ, về phương diện này, con trai và con gái rất khác nhau, con tai đó là cưới về một người, còn con gái thì là được gả đi, tuy nói rằng triệu tĩnh mấy năm nay luôn đi học ở bên ngoài, nhưng cái này khác với cưới chồng, trong lòng cảm thấy rất khác. Triệu thiết sinh không nói gì, lặng lặng hút thuốc. Đinh triệu dũng nhìn thấy nhạc phụ tương lai có phản ứng này, trong lòng cảm thấy có chút không yên tâm, gã liếc triệu tĩnh. Triệu tĩnh nói, cha. Triệu thiết sinh chỉ cười cười, vẫn không nói gì. Triệu tĩnh đẩy trương dương, trương dương cười nói chú triệu mẹ hai người có phải là vui quá nên không có phản ứng gì không từ lập hoa nói chúng ta quả thực rất vui tuy rằng hai ta không có văn hóa gì nhưng cũng không phải là người phong kiến ai có phúc nấy con gái lớn rồi sớm muộn gì cũng có ngày này nó chọn ai là tự do của nó chúng ta chỉ có thể kiến nghị một chút thôi chúng ta không thể làm chủ cho nó được tiểu tĩnh là sinh viên đại học lớn như vậy rồi cũng đã hiểu chuyện không cần mẹ phải lo lắng chàng trai triệu dũng này không tồi, tuổi còn trẻ, lại có sự nghiệp của mình, còn là bạn tốt của thằng ba, bạn của thằng ba thì tôi lúc nào cũng tin tưởng. Nó công nhận thì tôi cũng công nhận, nó lúc nào cũng chỉ muốn tốt cho em gái, so với tôi thì còn bao bọc tiểu tính hơn. Vừa nói, mắt từ lập hoa vừa đỏ lượng lên. Triệu thiết sinh hút thuốc, nói ý của mẹ nó cũng là ý của tôi, triệu dũng à, hai đứa có thể đi đến hôn nhân cũng không phải là dễ dàng gì, tôi cũng không nhiều lời, tiểu tĩnh từ nhỏ đã bị chúng tôi chiều quá nên hư rồi, có gì thì cậu cố gắng bỏ qua cho nó. Cha! Đinh Triệu Dũng cười nói, chú Triệu, dì từ, hai người cứ yên tâm. Tiểu tĩnh rất tốt, bình thường đều là cô ấy chiếu cố cháu. Đỗ Thiên Giã cười cười nói giúp, chuyện tốt mà, chúng ta đều thương cảm như vậy, tôi đề nghị mọi người cạn chén. Trương Dương, Triệu Lập Vũ, Triệu Lập Quân cùng nhau nâng chén. Từ lập hoa nói, hiện tại người mà tôi lo nhất chính là thằng ba, lớn rồi mà vẫn chưa định tính. Trương Dương nói, mẹ đừng dục con, mẹ nhìn bí thư đỗ của chúng ta kìa, đã sắp 40 rồi mà vẫn chưa kết hôn đó thôi, những cán bộ quốc gia như bọn con trước tiên phải lập nghiệp đã, sau đó mới thành ra thất. Đỗ Thiên giã cười nói, cậu đừng có kéo tôi vào làm đệm lưng, đúng rồi, cậu không phải đã đính hôn rồi sao? Chuyện này chưa nói với người nhà hà. Từ lập hoa nghe nói hắn đính hôn, cũng kinh hỉ vô cùng, sau đó thì lại không khỏi có chút oán thán, thằng này giỏi, chuyện lớn như đính hôn mà cũng không nói với người nhà một tiếng, nói mau, là khuê nữ nhà ai. Trương Dương nói, vẫn là người đó thôi. Từ Lập Hoa nói, yên nhiên ư. chương 844, bất ngờ một. Người làm cha mẹ luôn nói con gái như vậy, nhưng thái độ đối với con gái thì lại khác, đều muốn con gái được gả vào nhà tử tế, cao môn đại hộ thì không sợ, tự hải hầu môn cũng không sợ, nhưng với con trai thì chỉ mong sao nó tìm được một người vợ hiền lương thục đức, ôn nhu khả ái, môn hộ của đối phương đừng quá cao mới tốt, nhưng sở yên nhiên là con gái của tỉnh trưởng Bình Hải, lại là đương gia của tập đoàn tài chính nước Mỹ, nữ hài tử như vậy có thể ở an phận ở nhà giúp chồng dạy con ư. Đám bạn gái bên cạnh Trương Dương, từ lập hoa gặp không ít, nhưng người để lại ấn tượng tốt nhất cho bà ta chính là Hà Hâm Nhan, cô gái đó nhu thuận biết điều, lại là con gái nhà nghèo, từ lập hoa trên tình cảm cũng dễ câu thông hơn, có điều con trai mình đã chọn bà ta cũng không tiện nói gì. Triệu Tĩnh nói vừa hay lần này cha mẹ tới Đông Giang rứt khoát gặp mặt luôn nhà tỉnh trưởng tống đi chuyện của anh ba và chị yên nhiên cũng nên định ngày rồi. Trương Dương nói vẫn chưa tới lúc đâu. Triệu Thiết sinh gặp bí thư thị ủy đã cảm thấy có chút kinh sợ rồi bảo y gặp tỉnh trưởng y thật sự là không dám. có điều ngấm lại phần mộ tổ tiên của lão Triệu gia nhà y đúng là bốc hơi nước con gái sắp được gả cho con trai của bí thư ủy ban chính pháp tỉnh, con trai thì sắp cưới con gái của tỉnh trường, triệu thiết sinh y nằm mơ cũng không nghĩ tới được chuyện tốt như vậy. Sau khi ăn cơm chiều, triệu tính dẫn đình triệu dũng tới Hồ Xuân Thủy chơi, Trương Dương và Đỗ Thiên Giã thì đi lên ban công, xếp một cái bài nhỏ, làm mấy món thức ăn, tiếp tục uống rượu. Trương Dương và Đỗ Thiên Giã quen nhau đã nhiều năm, biết mấy năm nay tính tình cương liệt của Đỗ Thiên Giã trong hiện thực đã bị mài đi góc cạnh của ngày trước rồi, rất nhiều chuyện bắt đầu giấu trong lòng, nhưng từ tình huống mà Trương Dương nắm được, Đỗ Thiên Giã gần đây cũng không được tốt lắm, hắn nói khẽ Lý Đồng Dục tố cáo liệu có gây phiền toái cho anh không. Đỗ Thiên Giã cười cười, ủy ban kỷ luật tỉnh chỉ là bước đầu tiên của hắn, theo tôi biết thì hắn đã tới chung kỷ ủy rồi. Trương Dương nói cái tên vương bát đản này. Đỗ Thiên Giã nói, nhưng hắn lại quên mất, tôi trước đây là từ đâu đi ra. Trương Dương nhìn thấy sự tự tin trên mặt Đỗ Thiên Giã, Đỗ Thiên Giã năm đó chính là chủ nhiệm phòng năm của Trung Kỳ ủy, quan hệ ở Trung Kỳ ủy rất nhiều, loại chuyện bắt bóng bắt gió này, Lý Đồng Dục không lật đổ được gã, và lại gã bản thân chưa kết hôn, cho dù là Lý Đồng Dục lấy quan hệ của gã và Tô Tiểu Hồng ra chọc ngoáy thì cũng chẳng sợ. Trương Dương nói, loại tiểu nhân này không thể không phòng. Không cần lo lắng cho chuyện của tôi, tôi có thể giải quyết được. Đỗ Thiên Giã so với trước đây thì chấn định hơn vài phần, chấn định một cách dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân trương dương nói tôi có chút không hiểu những thứ vô căn cứ đó vì sao ủy ban kỷ luật tỉnh lại coi trọng như vậy đỗ thiên giã mỉm cười nói tôi và lý đồng dục không quen nhau nhưng hắn đã có thể làm tới tổng biên tập nhật báo đông nam chắc không phải là một người xung động mù quáng tố cáo tôi với ủy ban kỷ luật tỉnh còn có thể lý giải được nhưng hắn vì sao lại tố cáo cả tỉnh trưởng tống trương dương nói đều là để báo thù thôi với anh là mối thù truyền kiếp còn với tỉnh trưởng Tống là tình cừu. Đỗ Thiên Giã nói, nhiều năm như vậy rồi, hắn vì sao phải lựa chọn lúc này, vì sao phải lựa chọn đồng thời tố cáo hai người chúng tôi. Trương Dương Nhíu mày nói, cái này thì tôi cũng không nghĩ ra. Đỗ Thiên Giã nói, bắt đầu tôi cũng không nghĩ ra, Lý Đồng Dục chắc có thể nghĩ rằng sự tố cáo vô căn cứ này sẽ không tạo thành ảnh hưởng trên căn bản gì cho chúng tôi, nhưng hắn cố tình làm như vậy, vì sao? nhưng hai chuyện phát sinh gần đây khiến tôi bắt đầu hiểu được sau lưng hắn nhất định có người chống lưng, có người đang lợi dụng hắn. Ngoài mặt thì không gây ảnh hưởng gì cho tôi và tỉnh trưởng Tống, nhưng trên thực tế, sự tố cáo của Lý Đồng Dục vẫn tạo thành ảnh hưởng đối với chúng tôi. Trương Dương nói, Lưu Diễm Hồng đã từ chức rồi. Đỗ Thiên Giã nói, cậu chắc cũng không biết bí thư thị ủy thành phố Nam Võ đã được đề danh trở thành phó tỉnh trưởng thường vụ tỉnh Bình Hải. Trương Dương nói, là y. Đỗ Thiên Giã nói, đối tượng được khảo sát tổng cộng có 3 người, bí thư thị ủy Đông Giang Lương Thiên Chính, bí thư thị ủy Nam Võ Tiêu Nãi Vượng, và một người là tôi. Trương Dương hiểu ra rồi, Lương Thiên Chính bởi vì sự kiện nước sông Thoan bị ô nhiễm mà biến thành tối tăm mặt mũi, chuyện này cũng là do mình một tay tạo thành, Đỗ Thiên Giã hiện tại lại bị Lý Đồng Dục tố cáo, trong ba đối tượng được khảo sát, hai người đã xảy ra vấn đề, Tiêu Nãi Vượng chiến thắng là điều không phải nghi ngờ, từ đó có thể thấy, chuyện này từ lúc đầu chính là bí thư tỉnh ủy kiều trấn lương bài bố trong sự kiện nước sông thoan bị ô nhiễm y quyết đoán tiến hành trừng phạt và chèn ép phía đông giang không chỉ là để trả lại sự công bằng cho người dân mà cũng là để nhân tiện chèn ép lương thiên chính mà lần này y lại lợi dụng sự kiện lý đồng dục tố cáo bài trừ lưu diễm hồng và đỗ thiên giã ra khỏi ban lãnh đạo tỉnh ủy mà tống hoài minh hiện tại không thể xóa sạch phiền toái của mình đã trở thành cô gia quả nhân Trương Dương không thể không bội phục sự đa mưu túc trí của Kiều Trấn Lương, nhưng hắn lại có chút khó hiểu, cách làm của Kiều Trấn Lương thật sự có lợi cho Bình Hải ư. Kiều Trấn Lương trong ấn tượng của hắn không phải chỉ là một người lãnh đạo giỏi chơi quyền mưu, hắn không tin sự tố cáo của Lý Đồng Dục là một bộ phận trong kế hoạch của Kiều Trấn Lương, nhưng chuyện lại đúng là do Lý Đồng Dục mà nên, chẳng lẽ tất cả đều là trùng hợp. Đỗ Thiên Giã nói, trong quan trường, xếp đội vĩnh viễn là vấn đề mấu chốt. Trương Dương nói, anh đứng ở bên nào? Hỏi xong những lời này, Trương Dương thấy mình hỏi có chút sư thừa, Đỗ Thiên Giã đương nhiên là đứng ở phía Tống Hoài Minh, nếu không, Kiều Trấn Lương cũng sẽ không chèn ép gã. Đỗ Thiên Giã mỉm cười nói, cậu nói đúng, người ta không phải là ở làm quan lớn thế nào, mà làm được chuyện lớn đến đâu, Giang Thành còn chưa làm tốt, tôi cũng không nên nghĩ tới những chuyện khác. Từ Lập Hoa và Triệu Thiết Sinh trở lại phòng mình, cả hai đồng thời thở dài. Triệu thiết sinh nói, mẹ nó à, bà thở dài gì vậy? Từ lập hoa cũng nói, vậy ông thở dài gì? Triệu thiết sinh nói, tôi không muốn đi Đông Giang. Từ lập hoa không nói gì, gật đầu theo, bà ta cũng không muốn đi. Triệu thiết sinh nói, thằng bé Triệu Dũng đó không tồi, tôi có thể nhìn ra nó là thật lòng với tiểu tính của chúng ta, nhưng người ta là, cha mẹ đều là cán bộ lớn, tôi chỉ là một công nhân bình thường, bà nói xem chúng ta lấy gì ra mà so với người ta. Từ lập hoa lại thở dài, bà ta nói khẽ tôi sợ chúng ta không đi, sẽ thiếu cấp bậc lễ nghĩa, con gái kết hôn, hai nhà dù sao cũng phải gặp mặt, trốn cũng không được, nhưng lại sợ gặp mặt thì không biết nói gì, vạn nhất nói sai rồi thì lại gây thêm phiền cho tiểu tính. Còn không phải ư, hôm nay tôi thấy bí thư đỗ đến là chân đã bị chuột rút rồi đây này, nếu gặp cán bộ cấp tỉnh, chỉ sợ tới ngay cả đứng cũng không đứng nổi. Hai vợ chồng càng nói càng sợ, không khỏi thở ngắn than dài, Kết quả sau khi thương lượng là quyết định để Từ Lập Hoa đi tìm Trương Dương, nói với hắn xem chuyện này hắn có thể đại diện toàn quyền không. Trương Dương vừa nghe thấy vậy lập tức lắc đầu, "Mẹ, chuyện này con sao có thể làm thay được?" Lệnh cha mẹ, lời mai mối, người lớn phải bàn chuyện hôn nhân với nhau, hai người không ra mặt thì còn ra thể thống gì nữa. Thằng ba, không đợi mẹ nói xong, Trương Dương đã biết bọn họ đang lo lắng điều gì, hắn cười nói, "Mẹ, mẹ yên tâm, có con đi cùng." hai người chỉ cần ra mặt là được rồi những chuyện khác cứ để con lo từ lập hoa nói nhưng người ta trương dương nói bí thư ủy ban chính pháp tỉnh cũng là người thôi không có gì đáng sợ cả hai người không đi trong lòng tiểu tĩnh sẽ nghĩ gì nó sẽ nghĩ cha mẹ không thương nó phía đinh gia sẽ nghĩ gì người ta sẽ cho rằng hai người không đồng ý cuộc hôn nhân này nghe con trai nói như vậy từ lập hoa cũng không tiện nói gì nữa thở dài bảo được rồi mẹ và chú Triệu của con đành cố gắng đi một chuyến, có điều, mẹ cũng phải nói trước, con phải theo chúng ta đó. Trương Dương lớn như vậy rồi mà chưa từng thấy mẹ khẩn trương như vậy, không khỏi bật cười. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa rồn rập, mở cửa phòng ra thì thấy là Đỗ Thiên Giã, Đỗ Thiên Giã bước vào chào một tiếng gì từ rồi gọi Trương Dương ra ngoài, có chút khẩn trương nói cậu lập tức theo tôi về Giang Thành một chuyến. Nhìn thấy vẻ mặt của gã, Trương Dương biết nhất định đã xảy ra chuyện, trương dương không nói câu nào quay về báo với mẹ một tiếng rồi theo đỗ thiên giã ra ngoài khi lái xe ra khỏi xuân dương đỗ thiên giã mới nói tô viện viện gọi điện thoại tới nói mẹ của cô ta đột nhiên lên cơn điên vừa hay anh trai của cô ấy lại ra ngoài cho nên trương dương nghe thấy lại là chuyện của tô viện viện không khỏi thở dài nói anh đối với cô ta đúng là tốt thật đỗ thiên giã nói mọi người dù sao cũng quen nhau hơn nữa chuyện trước đã nói rõ rồi cô ta không phải là có lòng muốn hại tôi. chương 845, bất ngờ hai Trương Dương nhìn gã một cái, nói chán chả buồn nói với anh, tô viện viện này cũng có gì hay đâu, có điều mẹ của cô ta thẩm tính hiền có quan hệ rất phức tạp với đại ca của anh, tôi luôn cảm thấy bà ta không có hảo ý với nhà của các anh. Đỗ Thiên Giã nói, chuyện đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, bất kể ai đúng ai sai, chúng ta cũng không có tư cách bình luận, nếu không phải có bức ảnh đó của tô viện viện, Cậu cũng sẽ không điều tra rõ được chuyện cũ năm xưa." Trương Dương cười nói, "Điều tra rõ cái gì? Tới hiện giờ tôi vẫn chưa hiểu được là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì." Có điều nhắc tới Thẩm Tĩnh Hiền, Trương Dương lại nổi lên lòng hiếu kỳ muốn tra rõ chuyện này. Thẩm Tĩnh Hiền phát điên ư? Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến bà ta đột nhiên phát điên? Ở trong lòng Trương Dương, nữ nhân vốn tên là Thẩm Lương Ngọc này là một người âm trầm và lý trí, người có tính tình như vậy rất khó nổi điên nhưng khi bọn họ tới nhà tô viện viện mới phát hiện thẩm tính hiền biên thật rồi miệng không ngừng kêu trần thiên trọng tôi giết anh trần thiên trọng tôi giết anh tô viện viện hoang mang lo sợ khóc đến phát ngất cô ta không biết trần thiên trọng là ai đỗ thiên giã thì biết trần thiên trọng là đại ca của gã tô viện viện dương dương nói mẹ tôi không biết sao lại như vậy hôm qua nhận được một cú điện thoại thế là bắt đầu hò hét đòi giết người tôi không biết nên làm như thế nào cả cho nên đỗ thiên giã gật đầu gã liếc trương dương trương dương đi tới khi tới gần thẩm tĩnh hiền hoảng sợ nhìn hắn trương giải phóng anh giết tôi rồi anh giết tôi rồi tiếng hét này của thẩm tĩnh hiền khiến trương đại quan nhân hết hồn trương giải phóng là ai trương giải phóng chính là cha ruột của hắn chồng của từ lập hoa trương dương tuy rằng không có bất kỳ ấn tượng nào đối với người cha này nhưng tên thì hắn biết thẩm tĩnh hiền sao biết tên của ông già hắn cũng may mà đỗ thiên giã và tô viện viện cũng không biết chuyện này thẩm tính hiền sợ đến nỗi cả người run rẩy trương giải phóng anh làm nhiều chuyện xấu như vậy sao vẫn còn sống sao vẫn còn sống tô viện viện cho rằng mẹ mình đầu óc hồ đồ liền thúc thiết khuyên nhủ mẹ mẹ nhìn lầm người rồi đây là chủ nhiệm trương trương dương tôi không nhìn lầm anh có hóa thành cho tôi cũng nhận ra anh anh là trương giải phóng anh là hung thủ anh rõ ràng đã chết rồi anh rõ ràng đã chết rồi. Tô viện viện chỉ cho rằng mẹ mình nổi điên rồi, đỗ thiên giã thì cảm thấy chuyện này không tầm thường, trên người thẩm Tính hiền có quá nhiều bí ẩn. Giữa bà ta và đại ca của mình có quan hệ gì? Trương giải phóng trong miệng bà ta là ai? Trương giải phóng này có quan hệ gì với đại ca của mình hay không? Trương Dương cảm thấy ngạc nhiên hơn bất kỳ ai, hắn lấy hộp châm ra, nói khẽ, bí thư đỗ, tô tiểu thư, phiền hai người ra ngoài một chút, tôi phải thi châm cho bà ta nhớ kỹ bất kể xảy ra chuyện gì cũng không được vào khi đỗ thiên giã và tô viện viện sang phòng bên cạnh liền đóng cửa lại trương dương từ trong hộp châm rút ra một cây châm đâm vào mắt thẩm tính hiền hai tay bà ta nắm chặt xe lăn run giọng nói trương giải phóng anh tới giết tôi anh tới bà thù trương dương hừ một tiếng nói không sai tôi đến giết bà tôi tới báo thù bà hại tôi chết rất thảm từ trong lời nói của thẩm tính hiền hắn mơ hồ nghĩ ra được gì đó chẳng lẽ cái chết của cha mình có liên quan tới người đàn bà này thẩm tĩnh hiền nói anh quả nhiên đã tới rồi tôi biết tên xúc sinh anh sẽ không bỏ qua cho tôi anh và tên họ hứa các anh tất cả đều là tiểu nhân ti bỉ trương dương cười nói biết là tốt rồi trong đầu lại cố tìm xem rốt cuộc là ai có họ hứa hắn rất nhanh liền nghĩ tới hứa thường đức nói khẽ bà cho rằng bà không nói thì tôi không biết chuyện giữa bà và hứa thường đức ư thẩm tĩnh hiền lẩm bẩm nói, anh đã chết rồi, anh rõ ràng đã chết rồi. Trương Dương nói, bà nhìn rõ lại đi, tôi là Trương Giải Phóng, tôi tới tìm bà tính sổ đây. Thẩm tĩnh hiền muốn hét lên, nhưng lại bị Trương Dương dùng châm phong bế huyệt đạo ở cổ, bà ta cảm thấy giọng nói của mình biến thành rất yếu. Trương Dương lo lắng tô viện viện ở bên ngoài nghe lén cho nên cho nên khi nói chuyện với thẩm tĩnh hiền dùng truyền âm nhập mật. Người khác tuy rằng không nghe thấy, nhưng thẩm tĩnh hiền lại nghe rất rõ ràng, bà ta hoảng sợ nói anh đã chết rồi. Anh đã chết rồi. Trương Dương cười nói tôi cho dù hóa thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho bà. Thẩm tĩnh hiền vốn thần trí mơ hồ, bị hắn dọa cho một cái, lại nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của Trương Dương, càng tin người trước mắt chính là Trương Giải Phóng, bà ta giết lên anh hại tôi còn chưa đủ ư. Anh hại tôi còn chưa đủ ư. Trương Dương nói, bà hại tôi mới đúng. Hắn nhận định thẩm tĩnh hiền chính là hung thủ hại chết cha mình, nghiến răng nghiến lợi nói, hôm nay tôi trở về để báo thù, tôi chẳng những muốn giết bà, còn muốn giết con gái bảo bối của bà nữa. Thẩm tĩnh hiền nghe thấy câu này, liều mạng đánh Trương Dương, lại bị Trương Dương một chỉ điểm trúng huyệt đạo, Trương Dương lại rút ra một cây châm, tôi trước tiên giết bà, sau đó tiền dâm hậu sát con gái bà. Trương đại quan nhân tuy rằng chưa từng gặp cha ruột là Trương Giải Phóng, nhưng dù sao cũng là hắn, thu giết cha không đội trời chung, lời độc ác gì cũng nói ra được, thật ra cho hắn làm như vậy hắn cũng không làm được. Thẩm tĩnh hiền điên điên khùng khùng lại bị dọa, đừng, đừng, anh không thể làm vậy với nó, anh không thể. Trương Dương cười nói, vì sao không thể, lúc trước bà hại tôi, hiện tại tôi phải đòi lại gấp bội. Thẩm tĩnh hiền giống như nhìn thấy chuyện khủng bố nhất trên đời, anh là tên súc sinh, anh năm đó cưỡng hiếp tôi, anh còn đối đãi với con gái ruột của anh như vậy, nó chính là nhiệt chủng do anh lưu lại, nó chính là nhiệt chủng do anh lưu lại. Trương Đại Quan Nhân như bị xét đánh, mẹ ơi, bà già này thực sự điên rồi, lời gì cũng nói ra được, quả thật là nói bậy, cha ruột của mình chẳng lẽ lại là hạng người như vậy ư. Trương Đại Quan Nhân tuy rằng có tố chất tâm lý rất mạnh, nhưng nhất thời bán hội cũng có chút không chịu nổi, thẩm tính hiền chuyện rất độc ác, nếu tất cả đều là sự thật, như vậy ông già mình năm đó hám hiếp thẩm tính hiền, tô viện viện chính là chị gái cùng cha khác mẹ với hắn, ông trời không phải là đang chơi hắn chứ. Trương Dương nói, bà nói thật ư, ngực thẩm tĩnh hiền phập phồng kịch liệt, đối diện với một bệnh nhân chi dưới bị liệt, trương đại quan nhân vốn cũng không đành lòng xuống tay, nhưng chuyện này cha đi cha lại, cuối cùng lại cha tới đầu cha ruột hắn, chuyện này không thể không cha tới cùng, hắn nhất định phải làm rõ chuyện này, hắn lấy kim châm ra đâm vào huyệt đạo nhiều nơi của thẩm tĩnh hiền, cái này không là muốn ép cung, mà là muốn mê hồn, nếu đối với người bình thường, với nội lực hiện tại của Trương Dương không nắm chắc làm được vậy nhưng đối mặt với thẩm tính hiền đã thần trí mơ hồ thì lại có kỳ hiệu liên tục đâm mấy châm vẻ mặt của thẩm tính hiền trở nên càng mê mang hơn bà ta lẩm bẩm nói anh muốn làm gì anh muốn làm gì bộ châm pháp này của trương đại quan nhân lợi hại ở chỗ sau khi bị hắn châm ý thức của đối phương sẽ mất đi năng lực kháng cự sẽ thật thà nói ra hết chuyện của mình trương dương sở dĩ nghiên cứu bộ châm pháp này là vì lần trước ở kinh thành bởi vì nhất thời lơ là Suýt nữa bị cao thủ Nhật Bản Phục Bộ Nhất Hiệp dùng chu hồn mộc ám toán, cho nên hắn mới nhớ tới bộ châm pháp cổ này. Trước đây Trương Đại Quan Nhân rất khinh thường loại châm pháp hạ lưu này, nhưng sau khi suýt nữa chịu quả đắng của Phục Bộ Nhất Hiệp, hắn mới một lần nữa nghiên cứu bộ châm pháp cổ này, bộ châm pháp này hắn cũng là lần đầu tiên sử dụng. Trương Dương nói, vì sao muốn giết tôi? Thẩm tĩnh hiền mơ màng nói, anh là một tên xuất sinh, anh lợi dụng quốc trạch uy hiếp tôi, anh vỗ nhục tôi anh đã hủy đi cả đời tôi, tôi hận không thể ăn thịt uống máu anh. Quốc trẻ cũng là con của tôi ư, trương đại quan nhân trợn mắt lên, mẹ ơi, mình ngàn vạn lần đừng bị mọc thêm một thằng anh nữa, chuyện hôm nay quá đột một rồi, sắp vượt khỏi năng lực chịu đựng của hắn rồi. Thẩm tính hiền nói, anh và tên họ hứa tất cả đều là hạng súc sinh. Nghe lời nghe âm, Trương Dương mơ hồ đoán được, con trai của Thẩm Tĩnh Hiền có 89 phần 10 là của Hứa Thường Đức, chẳng lẽ người cha ruột của mình biết hứa thường đức và thẩm tĩnh hiền ăn nằm với nhau hai người sinh ra một đứa con trai là tô quốc trạch trương giải phóng lợi dụng chuyện này để uy hiếp thẩm tĩnh hiền khi phụ bà ta khiến bà ta sinh ra tô viện viện trương đại quan nhân cảm thấy mặt nóng bừng cha mình nếu thật sự là hạng người như vậy thì hắn không còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa xấu hổ thì xấu hổ nhưng hiện tại bất kỳ chuyện gì cũng không ngăn cản được lòng hiếu kỳ của trương đại quan nhân Hắn cười nói, Tô Quốc Trạch là con trai của Hứa Thường Đức. Thẩm Tĩnh Hiền nói, anh đã biết, anh trước giờ đều đã biết. Trương Dương nói, cho nên bà muốn giết tôi. Thẩm Tĩnh Hiền mơ màng nói, hai người các anh đã hại đời tôi, tôi hận anh, tôi hận không thể băm thay các anh ra thành vạn mảnh. Lúc này điện thoại ở bên cạnh bỗng nhiên đổ chuông, Trương Dương giật mình, hắn sợ tiếng chuông điện thoại làm kinh động tới Tô Viện Viện và Đỗ Thiên Giá ở bên ngoài, nhưng sau khi điện thoại đổ chuông vài tiếng, bên ngoài vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, xem ra Đỗ Thiên Giã và Tô Viện Viện đều không có ở trong nhà. chương 846, bất ngờ 3. Trương Dương cầm điện thoại, lại nghe thấy một giọng nói cực kỳ quen thuộc, chị Thẩm có nhà không? Trương Dương ngay lập tức nghe ra người ở đầu dây bên kia không ngờ lại là Lý Đồng Dục, lại thêm một sự ngạc nhiên nữa. Trương Đại Quan Nhân phát hiện tối nay chuyện khiến hắn giật mình thật sự quá nhiều, chuyện này nối tiếp chuyện kia, Lý Đồng Dục không ngờ lại gọi điện thoại cho Thẩm Tĩnh Hiền. Bọn họ giữa bọn họ có quan hệ gì? Mang theo đầy sự ngạc nhiên, Trương Dương áp ống nghe vào tai Thẩm Tĩnh Hiền. Thẩm Tĩnh Hiền lẩm bẩm nói: Súc sinh, anh là đồ súc sinh. Lý Đồng Dục cười lạnh một tiếng. Hắn không biết bên cạnh Thẩm Tĩnh Hiền người lại càng không ngờ được người ở bên cạnh cô ta chính là Trương Dương. Quả nhiên là người định không bằng trời địch. Lý Đồng Dục nói: Thẩm Lương Ngọc, người khác không biết bí mật của bà nhưng tôi thì biết, chỉ cần tôi nói ra sự thực, bà chẳng còn mặt mũi nào mà sống trên đời này nữa. Bà tốt nhất hãy ngoan ngoãn nghe lời, bảo con gái bảo bối của bà đi tố giác đỗ thiên giã. Thẩm tĩnh hiền căn bản không nghe thấy trong điện thoại đang nói gì, chỉ lẩm bẩm nói anh là đồ xúc sinh, xúc sinh. Trương Dương sợ lý đồng dục nghe ra sơ hở, dứt khoát dập máy. Cả sự kiện hắn trên cơ bắn đã nắm rõ rồi, Trương Dương lúc này cảm xúc nhấp nhô, tất cả những điều này đều tới rất đột nhiên, khiến hắn có chút không chịu đựng nổi, hắn nói khẽ hứa thường đức hại bà nhiều hơn, bà vì sao không giết hắn. Thẩm tĩnh hiền miệng chỉ lặp đi lặp lại xúc sinh xúc sinh, không nói những lời gì khác. Trương Dương biết mình không thể hỏi ra được gì khác nữa, liền nhổ châm trên người thẩm tĩnh hiền, rồi hành châm lại, đồng thời điểm huyệt ngủ của bà ta, khiến bà ta thiếp đi. Thẩm tĩnh hiền ngủ chưa được bao lâu thì Đỗ Thiên Giã và Tô Viện Viện quay trở lại, Vừa rồi hai người bọn họ không đi xa, chỉ đi một vòng ở trong ngõ, nhìn thấy mẹ đã ngủ, Tô Viện Viện kinh nghỉ nói, ngủ rồi à? Trương Dương gật đầu, thằng ôn này tâm sự trùng trùng, nhìn thấy Tô Viện Viện, tư vị ở trong lòng phức tạp đến cực điểm, nói ra cũng lạ, thầm tính hiền sau khi vạch trần chuyện này, Trương Dương càng nhìn càng cảm thấy Tô Viện Viện và mình có chút giống nhau, kỳ thật muốn chứng thực chuyện này cũng không khó, chỉ cần lấy một chút mẫu máu của Tô Viện Viện, đối chiếu với máu của mình là có thể đưa ra kết luận trải qua chuyện vừa rồi, Trương Dương cảm thấy căn bản không cần phải đi làm giám định DNA làm gì, những lời này của Thẩm Tĩnh Hiền có 89 phần 10 là sự thực. Đỗ Thiên Giã nhìn ra tình tự của Trương Dương không ổn, hỏi khẽ cậu sao thế? Trương Dương nói, không sao, chỉ là bệnh tình của dì Thẩm không nhẹ, lại thêm gì ấy vốn đã có bệnh trên người, chỉ sợ là muốn khang phục thì phải cần một đoạn thời gian rất dài. Hắn bảo tô viện viện lấy giấy bút, nhanh chóng viết ra một phương thuốc, sau khi làm xong những chuyện này liền vội vàng rời khỏi tô ra. Tô viện viện vốn muốn tiến, nhưng Đỗ Thiên Giã bảo cô ta ở lại chiếu cố cho thẩm tĩnh hiền, khi gã và Trương Dương rời khỏi ngõ nhỏ, một chiếc mô tô đi sạt qua họ, chính là đại ca của tô viện viện, tô quốc trạch về đến, có điều đang vội nên không hề nhìn thấy Đỗ Thiên Giã và Trương Dương. Đỗ Thiên Giã và Trương Dương trở lại ô tô, Đỗ Thiên Giã vẫn cảm thấy vẻ mặt của Trương Dương không đúng, nói khẽ, làm sao vậy? trương dương cười nói bị thẩm tính hiền mắng trong một trận trong lòng không thoải mái đỗ thiên giã cười nói bà ta thần trí mơ hồ cậu đừng chấp bà ta làm gì trương dương nói đương nhiên không chấp rồi đỗ thiên giã nói tới chỗ tôi đi tối nay hai chúng ta nói chuyện với nhau trương dương nói không đi đâu anh thả tôi ở cửa hoàng gia giả nhật tôi muốn tới chỗ tô tiểu hồng chơi đỗ thiên giã nghe thấy tên của tô tiểu hồng thì có vẻ hơi mất tự nhiên Gần đây Lý Đồng Dục đang lấy chuyện giữa gã và Tô Tiểu Hồng ra chọc ngoáy, cho nên gã đương nhiên không tiện đi cùng. Gã luôn thấy Trương Dương sau khi từ nhà Tô Viện Viện đi ra thì biểu hiện có chút khác thường, có chút lo lắng hỏi cậu thực sự không sao chứ? Trương Dương cười nói, không sao, đúng rồi, anh và Tô Viện Viện trong thời gian này nhất định phải giữ khoảng cách, trăm ngàn đừng để con rùa đen Lý Đồng Dục nắm được cơ hội gì đó. Đỗ Thiên Giã chỉ cười cười, không nói gì. Trương Dương xuống xe trước cửa Hoàng gia giả nhật, sau khi thấy xe của Đỗ Thiên Giã đã đi xa, hắn gọi điện thoại cho Khương Lượng. Khương Lượng nghe nói Trương Dương trở lại Giang Thành, không nhịn được liền trách cứ, về mà sao không tìm tôi. Trương Dương cười nói, lần này về vì hôn sự của tiểu tính, đương nhiên giải quyết việc nhà xong xuôi thì mới nghĩ được tới đám bạn bè các cậu rồi. Khương Lượng hỏi Trương Dương đang ở đâu, chuẩn bị tới thì Trương Dương nói, cậu đừng vội, giúp tôi một việc đã. Việc gì? Trương Dương nói tên cha hắn là Trương Giải Phóng ra, cậu giúp tôi điều tra một chút, Trương Giải Phóng này trước đây làm gì, vì sao mà chết? Ấn tượng của hắn đối với cha mình ít tới đáng thương, bởi vì hắn là từ nhà đại tùy đến đây, cho nên rất ít hỏi về việc này. Khương Lượng sau khi hỏi rõ Trương Giải Phóng là cha ruột của Trương Dương, gã lập tức đáp ứng. Vào cửa lớn của Hoàng gia giả nhật, hai tiểu thư tiếp khách chạy ra đón, cười nói tiên sinh đi một mình ư, Trương Dương nói: "Tô tổng có ở đây không?" Đang nói thì vừa hay Tô Cường tiến khách ra cửa, nhìn thấy Trương Dương, thật sự là vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, gã xông lên nắm lấy vai Trương Dương, "Chủ nhiệm Trương, đến đây lúc nào vậy?" Trương Dương cười nói: "Vừa tới, chị Hồng có ở đây không?" Tô Cường nhiệt tình ôm bà vai Trương Dương đi vào bên trong, gã nói với Trương Dương: "Chị của tôi ở bên Ngư Mễ Chi Hương rồi, gần đây chuyện ở đây giao hết cho tôi." gã vừa nói vừa lấy di động ra gọi cho chị gái. Trương Dương và Tô Cường cùng nhau vừa rượu vang vừa đợi cô ta. Tô Tiểu Hồng vừa vào cửa đã thét to, "Chủ nhiệm Trương, cậu đã quên người chị nghèo đói này rồi à?" Trương Dương cười nói, "Chị có nghèo đâu, hiện tại là đã là phú tỷ số 1 số 2 ở Giang Thành rồi, nếu là trước thời giải phóng thì chị chính là thành phần tư bản đó. Nếu xét tới cùng, đám cán bộ quốc gia chúng tôi mới nghèo, hai tay áo sạch trơn, trên người không có một phân tiền." cho nên mới tới chỗ chị hồng xin ăn xin uống đây tô tiểu hồng cười nói cậu đó đi ra ngoài một thời gian nói năng cũng khéo hơn rồi tôi nói không lại cậu tô cường đi mở một bình hoàng ra lễ pháo đi chị và chủ nhiệm trương không say không về trương dương nói chị hồng tôi hôm nay đến cũng không phải là để uống rượu chỉ là thuận đường qua thăm chị thôi tô tiểu hồng là người tinh minh chỉ liếc một cái là biết trương dương không có chuyện thì không lên điện tam bảo Cô ta đánh mắt ra hiệu, tô cường lập tức hiểu ý chị gái, mượn cớ ra ngoài đi tiếp khách. Tô tiểu hồng cầm lấy bình rượu vang trên bàn trà rót một ly cho trương dương, cũng rót cho mình một ly, lắc lắc chén rượu, nhìn rượu màu đỏ trong chén, nói: nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Trương dương nói: chị hồng, gần đây có một tên tiểu nhân tố cáo bí thư đỗ. Vẻ mặt của tô tiểu hồng thong dong chấn định, mặc dù trong lòng cô ta không thể nào bình tĩnh như rượu vang đang lay động trong chén lặng lẽ cười nói những người làm quan như các cậu cũng không dễ dàng gì vừa khổ cực làm việc cho người dân vừa phải đề phòng tiểu nhân cô ta biết trương dương nếu đã nói cho mình nghe thì chuyện này nhất định có liên quan tới cô ta trương dương nói thậm chí có người còn úp chuyện chị mua lại hộp đêm này lên đầu bí thư đỗ tô tiểu hồng nói trương dương cậu nói rõ ra đi trương dương uống một ngụm rượu rồi nói chị hồng thật ra có một số việc tôi không nên nói nhưng tôi thật sự là không thể nào nhịn được. Tô Tiểu Hồng uống một hơi cạn sạch rượu vang trong chén, được rồi, không cần phải nói, tôi hiểu rồi, tôi biết nên làm gì rồi. Trương Dương kinh ngạc nhìn Tô Tiểu Hồng. Tô Tiểu Hồng lại rót thêm một chén, Trương Dương, cảm ơn cậu, bất kể là như thế nào tôi cũng phải cảm ơn cậu. Khi nói những lời này, trong lòng cô ta bỗng nhiên cảm thấy chua sót, cô ta biết đỗ thiên giã bởi vì chuyện của cô ta mà gặp phiền toái, Tô Tiểu Hồng tuyệt không muốn chuyện như vậy phát sinh, cô ta phát hiện mình đã yêu Đỗ Thiên Giã rồi, điều này đối với cô ta mà nói là chuyện cực kỳ đáng sợ. Cô ta ý thức rõ sự tranh lệch giữa mình và Đỗ Thiên Giã, cô ta là một người đàn bà có quá khứ xấu xa, Hải Phương Văn Nam, Hải Hồng Vĩ Cơ, nếu nói hai người trước bị trừng phạt là đúng tội, nhưng Đỗ Thiên Giã thì không. Khi lần đầu tiên gặp Đỗ Thiên Giã, Đỗ Thiên Giã đã cứu cô ta từ dưới bánh xe ra, Đỗ Thiên Giã tính tình chính trực vô tư, Người như vậy là tình nhân lý tưởng của Tô Tiểu Hồng. Từng có một lần, cô ta bởi vì phát sinh biến cố bên người, chán ghét tòa thành thị này, chán ghét bản thân, chính là nhờ sự xuất hiện của Đỗ Thiên Giã nên mới thay đổi tất cả, khiến cô ta đối với cuộc sống, đối với tương lai lại một lần nữa tràn ngập hy vọng. Cô ta chưa bao giờ muốn cầu Đỗ Thiên Giã chuyện gì, cô ta và Đỗ Thiên Giã đều gặp tổn thương trên tình cảm, khi bọn họ ở cùng một chỗ, giống như là hai con sói cô độc, đang liếm vết thương cho nhau, khi Tô Tiểu Hồng cảm thấy vết thương của mình sắp khép lại, cô ta phát hiện mình rất bất hạnh đã yêu Đỗ Thiên Giã mất rồi, mà quá khứ của cô ta khiến tình yêu của cô ta trở nên gian nan, tình yêu của cô ta sẽ không mang lại hạnh phúc cho Đỗ Thiên Giã, chỉ có thể mang tới sự đau khổ và phiền toái cho Đỗ Thiên Giã mà thôi. chương 847, Bất ngờ 4 Tô Tiểu Hồng đặt chén rượu trống trơn xuống, Trương Dương nhìn thấy chén rượu đó, có chút hối hận vì mình đã tới nơi này, hắn nói khẽ chị Hồng. Đừng nói gì cả, Tô Tiểu Hồng cầm lấy chén rượu đã được rót đầy, nhìn thế giới trước mặt qua chén rượu này, thế giới là một màu đỏ, cô ta tựa như ngửi thấy mùi máu tanh tàn khốc, cô ta biết mùi máu tanh này là tới từ sâu trong lòng mình, nội tâm của cô ta đang nhỏ máu. Tô Tiểu Hồng nói khẽ Trương Dương, tôi là nữ nhân không xứng đáng có được tình yêu, nhưng cậu yên tâm, tôi vẫn yêu, tôi sẽ vẫn nỗ lực vì tất cả những gì của mình để bảo vệ người tôi yêu. Trương Dương im lặng không nói gì, hắn không nên tới đây hắn thật sự không nên tới đây. Khương Lượng gọi điện thoại tới, Trương Dương nhân cơ hội này đứng dậy cáo từ. Tô Tiểu Hồng nói, Trương Dương, tôi sẽ không bao giờ mang lại phiền toái cho anh ta. Trương Dương trong lòng rất không thoải mái, bất kể là bí mật biết được từ chỗ thẩm tính hiền hay là những lời này của Tô Tiểu Hồng, đều khiến hắn cảm thấy tâm tình phiền muộn, hắn cảm thấy ngực mình giống như bị một hòn đá đè lên, ép cho hắn không thở nổi. Tô Tiểu Hồng chỉ nói mấy câu nhưng đã tỏ rõ tình ý của cô ta đối với Đỗ Thiên Giã, Trương Dương tin Đỗ Thiên Giã đối với điều này tuyệt đối không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Đỗ Thiên Giã là bí thư thị ủy Giang Thành, mà Tô Tiểu Hồng lại là tình phụ cùng thuộc sở hữu của Phương Văn Nam và bí thư thị ủy tiền nhiệm Hồng Vĩ Cơ, Đỗ Thiên Giã và cô ta không thể có kết quả, tuy rằng Trương Dương trên tình cảm nhìn rất thoáng, nhưng cũng không muốn Đỗ Thiên Giã lấy tiền đồ và vận mệnh của gã ra đùa. Những lời đó của Tô Tiểu Hồng hắn tin, Tô Tiểu Hồng cũng sẽ không để Đỗ Thiên Giã làm như vậy. Khương Lượng và Trương Dương hẹn nhau ở quán đồ nướng sông Hán. Khi Trương Dương đến, Khương Lượng đã gọi xong thức ăn rồi. Trương Dương tâm tình không tốt, thậm chí còn không có tâm tình hàn huyên với chủ quá Lý Thừa Kiền. Chào một cái rồi vào trong phòng. Khương Lượng nói, bia hay rượu? Trương Dương lắc đầu, ngồi xuống đối diện Khương Lượng, không muốn uống, một chút tâm tình uống rượu cũng không có. Nghe hắn nói như vậy, Khương Lượng cũng không miễn cưỡng, tự mình gọi một bình rượu nhỏ, hắn có chút đói bụng, trước tiên gọi mấy sâu thịt nướng. Trương Dương không ăn cũng không uống, trông rất ủ rũ, hôm nay Trương đại quan nhân thật sự là giống như trái cả dính xương. Nhìn thấy Khương Lượng chỉ lo ăn chứ không nói năng gì, Trương Dương cuối cùng không nhịn được, tôi nói này, anh nói gì đi chứ, rốt cuộc là đã giúp tôi tra rõ chưa? Khương Lượng nói, tra được một ít, Trương giải phóng chết vào tháng 5 năm 1973, cách đây 23 năm trương dương nói tôi biết rồi khương lượng lại uống một ngụm rượu rồi nói nguyên nhân chết là uống thuốc độc bởi vì ông ta trước khi chết uống rượu lại chết ở trong xe cho nên không tra được bất kỳ manh mối nào trương dương nói chỉ thế thôi à khương lượng gật đầu ông ta là cha cậu à trương dương nói nghe mẹ tôi nói ông ta là uống rượu quá độ mà chết không có nhắc gì về chuyện chúng độc với tôi khương lượng nói thuốc sâu mua rất dễ Mỗi năm đều có rất nhiều người uống thuốc sâu tự sát. Trương Dương nói, cha tôi không phải là tự sát. Khương Lượng nói, nói vậy là có ý gì, không tự sát thì chả lẽ ông ta bị giết? Trương Dương không nói gì, chuyện này không thể nào nói ra được, căn cứ vào những lời nghe được từ chỗ Thẩm Tĩnh Hiền, cha mình cũng không phải là người tốt, nếu ông ta thật sự cưỡng hiếp Thẩm Tĩnh Hiền và khiến Thẩm Tĩnh Hiền sinh ra một đứa con gái cho ông ta, như vậy Thẩm Tĩnh Hiền giết ông ta cũng là điều trong tình lý trương đại quan nhân đối với người cha ruột chưa từng gặp này không có một chút tình cha con nào khương lượng nói chuyện đã qua nhiều năm rồi đừng để tâm nữa trương dương nói tôi không phải là để tâm trong lòng tôi có chút hiếu kỳ không hiểu sao ông ta lại chết như vậy khương lượng nói đúng rồi còn có một chuyện nữa cha cậu cũng chính là trương giải phóng lúc sinh tiền là lái xe của nhà máy cơ khí giang thành lúc ấy hứa thường đức chính là phó quản đốc của nhà máy cơ khí giang thành Trương Dương cầm bình rượu ở trước mặt Khương Lượng, uống sạch chỗ rượu còn lại. Khương Lượng nói, từ từ thôi, rượu của quán vẫn còn mà. Gã lại gọi thêm một bình, có điều lần này là bình một cân. Gã cũng nhìn ra, Trương Dương tâm sự trùng trùng, tuy không rõ Trương Dương vì sao lại muốn tra tư liệu của cha ruột hắn, nhưng gã có thể đoán được chuyện này đã mang tới cho Trương Dương sự chấn động không nhỏ, giữa bạn bè có một số lời căn bản không cần phải nói. Căn cứ vào tư liệu mà Khương Lượng tra được, trong lòng Trương Dương đã hình thành được nét khái quát, giữa hứa thường Đức và thẩm tính hiền có ám muội về sai hai người châu thai ám kết, sinh ra tô quốc trạch, Trương giải phóng, cha ruột của mình bởi vì hứa thường Đức mà quen được thẩm tính hiền, cũng phát hiện hứa thường Đức và thẩm tính hiền qua lại với nhau, ông ta loại dụng bí mật nắm được này mà áp chế thẩm tính hiền, cưỡng hiếp thẩm tính hiền, cũng khiến thẩm tính hiền sinh ra một bé gái, người này chính là tô viện viện hiện tại. Thẩm tính hiền bởi vì bị trương giải phóng dây dưa mãi, ngầm hạ sát tâm, Hạ độc giết chết ông ta trong cái thời loạn lạc đó, bởi vì chứng cứ không đủ, cho nên chân tướng bị che giấu cho tới hiện tại. Nếu thật sự là như vậy, cha ruột của mình chết chẳng oan uổng tí nào. Nhưng Trương Dương vẫn nghĩ không thông quan hệ giữa Hứa Thường Đức và Thẩm Tĩnh Hiền, theo như lời của Trần Sùng Sơn, Thẩm Tĩnh Hiền và thằng con cả Trần Thiên Trọng của ông ta mới là một đôi, cho dù Trần Sùng Sơn phản đối, Thẩm Tĩnh Hiền chẳng lẽ lại vì yêu mà sinh hận lên đi lại với Hứa Thường Đức? cái chết của cha mình phải chăng cũng liên quan tới hứa thường đức. Trong quá trình thẩm tính hiền độc sát trương giải phóng, hứa thường đức có tham dự hay không? Hứa thường đức trong toàn bộ quá trình có phải là kẻ bày mưu hay không? Trương Dương nhấp một ngụm rượu, vừa cay vừa đắng, kỳ thật cha ra được chân tướng thì sao? Hứa thường đức đã chết, thẩm tính hiền hiện giờ cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng, một nữ nhân cả ngày sống trong thù hận và dày vò thì nhân sinh có khác gì chết, cho dù bà ta có yên lành thì trương dương cũng không thể đi báo thù cho cha ruột được có lẽ trời cao đã chú định đoạn ân oán này cuối cùng sẽ kết thúc trên người hắn hứa thường đức gián tiếp chết trong tay hắn hứa gia dũng cũng đã chết trước đó trương dương chưa bao giờ ngờ rằng giữa mình và hai cha con họ hứa lại có thù như vậy khương lượng nói nghĩ thoáng một chút đi trương dương mỉm cười tôi chưa từng gặp cha tôi khương lượng nói gặp rồi chỉ là cậu không nhớ thôi Trương Dương nói, tôi thậm chí không biết ông ta là người tốt hay là người xấu. Quan trọng lắm ư, tốt hay xấu thì cũng không thay đổi được sự thật ông ta là cha cậu. Vấn đề này Trương Dương để lại cho mẹ, ngày hôm sau trên đường cùng nhau tới Đông Giang, khi ở trạm nghỉ ngơi dọc đường, Trương Dương và mẹ đi tới một chỗ vắng vẻ, hỏi khẽ mẹ, mẹ có biết một người tên là Thẩm Lương Ngọc không? Từ lập hoa mờ mịt lắc đầu. Vậy Thẩm tính hiền. Từ lập hoa vẫn lắc đầu. Trương Dương từ vẻ mặt của mẹ không nhìn ra điều gì khác thường, điều này khiến cho hắn tin rằng mẹ mình không nói dối, mẹ chỉ là một bà nội trợ bình thường, bà ta không giỏi che giấu tình tự của mình. "Mẹ, cha con là người như thế nào?" Từ Lập Hoa ngây ra một thoáng, bà ta có chút kinh ngạc nói, "Vì sao đột nhiên hỏi như vậy?" Trương Dương nói, "Con gặp một người quen, ông ta nói từng làm cùng một nhà máy với cha con, lại sống ở gần nhà chúng ta, nói rằng cha con lúc sinh tiền tính tình không tốt." thường xuyên đánh mẹ. Những lời này của Trương Đại Quan Nhân chỉ là nói bừa, chỉ là không ngờ lại nói chúng, Trương Giải Phóng lúc sinh tiền quả thật là không tốt với Từ Lập Hoa. Từ Lập Hoa thở dài nói, đó chính là số của mẹ, ông ta thích uống rượu, tính tình có chút nóng nảy, năm đó đối với mẹ quả thật là không được tốt lắm, nhưng sau khi có con thì tất cả đã thay đổi, ông ta rất thương con, từ sau khi có con, ông ta không còn đánh mắng mẹ nữa, mỗi ngày cứ tan ca là về nhà, chơi đùa với con, Tình yêu của ông ta đối với con là vô tư. Trương Dương gật đầu, hắn tin lời mẹ mình, hổ dữ cũng không ăn thịt con, Trương giải phóng đối với đứa con trai thân sinh là hắn chắc không có bất kỳ tư tâm gì. Từ Lập Hoa lại nói thôi, chuyện đã qua nhiều năm như vậy rồi, mẹ không muốn nhắc tới nữa, con cũng đừng hỏi, bất kể ông ta là người như thế nào thì con cũng phải nhớ kỹ, ông ta là cha của con, ông ta đối đãi tốt với con là đủ rồi. Trương Dương nói, ông ấy được chôn ở đâu? Từ Lập Hoa cắn môi, cho cốt được đưa về quê rồi. "Mẹ, quê của con ở đâu?" Trương Dương vẫn luôn cho rằng mình là người Xuân Dương. Từ Lập Hoa thở dài, nếu không phải con trai hỏi, bà ta thật sự không muốn nhắc lại, chồng trước chỉ để lại cho bà ta ký ức đau khổ và bất hạnh, so với y thì Triệu Thiết Sinh còn tốt hơn nhiều. Từ Lập Hoa nói: "Thôn Tiểu Thạch Hoa, Lô Gia Lương, huyện Tây Sơn, núi Kinh Sơn." Chương 848: Thiên Kiến Môn Hộ 1 Đầu óc của Trương Đại Quan Nhân trở nên mê muội, thiếu chút nữa thì ngã cắm đầu xuống đất, như có sấm sét bên tai, thì ra cha mình có quan hệ với đám thanh niên xuống nông thôn này, chẳng trách ông ta lại tới Giang Thành, chẳng trách ông ta lại trở thành lái xe của nhà máy cơ khí Giang Thành, ông ta và Hứa Thường Đức khẳng định đã quen nhau từ trước rồi. Từ Lập Hoa không muốn nhớ lại chuyện cũ này nữa, xoay người đi lên xe jeep, Trương Dương một mình đứng đó, trong đầu là một đống lộn xộn, trong thời gian ngắn ngủn chuyện bất ngờ liên tiếp đập lên đầu hắn. Chuyện năm đó dần dần hiện lên trước mắt hắn, yêu hận tình thù của những người này hắn đã biết được hơn phân nửa, chỉ là lúc mới điều tra, hắn ngàn vạn lần không ngờ rằng cha ruột của mình lại có quan hệ với đám người này. Còn Lý Đồng Dục, Lý Đồng Dục vì sao muốn uy hiếp Thẩm Tĩnh Hiền, hắn biết chuyện gì? Hắn năm đó có liên quan tới thôn Tiểu Thạch Hoa hay không? Trương Dương thầm hạ quyết tâm, chờ sau này có thời gian, nhất định phải tới thôn Tiểu Thạch Hoa một chuyến, hắn muốn làm rõ cả chuyện này khi gần tới đông giang lão đạo sĩ lý tín nghĩa gọi điện thoại tới vì để gọi điện thoại cho hắn ông ta phải từ núi thanh đài chạy đến xã hắc giả sơn ngữ khí của lý tín nghĩa rất gấp gáp trương dương tiểu yêu có đi tìm cậu không trương dương hơi ngẩn ra không cậu còn ở xuân dương không trương dương nhìn nhìn chung quanh cũng sắp đến đông giang mất rồi lý tín nghĩa thở dài nói nó ngày hôm qua tới đây buổi tối khi tôi ra mộ thấy nó ngủ ở đó Trương Dương giật mình, hắn không khỏi nhớ tới ngày hôm qua khi đi qua Thanh Vân chúc cúng mộ an lão, nghe thấy động tính trong rừng Trúc, lúc ấy chỉ nhìn thấy một con thỏ hoang, chẳng lẽ khi đó an ngữ thần đã nhìn thấy mình. Cô ta ẩn thân trong rừng Trúc nhìn mình, Trương Dương cảm thấy một dấu hiện không may, hắn nói khẽ, đạo trưởng tiểu yêu tiểu yêu hiện đang ở đâu. Lý Tín Nghĩa nói, tối hôm qua hai người chúng tôi nói chuyện cả một đêm, nó gọi tôi là ông nội, tôi nghĩ chắc là cậu nói chuyện này cho nó. Trương Dương càng kết luận an nữ thần lúc ấy ẩn thân bên trong rừng trúc, cuộc đối thoại giữa mình và đỗ thiên giã bị cô ta nghe thấy toàn bộ rồi. Lý Tín Nghĩa nói, tôi đã xem thử mạch đập của nó, cực kỳ mỏng manh, lúc nhanh lúc chậm. Trương Dương lo lắng nói, vậy ông vì sao lại để cô ấy đi? Lý Tín Nghĩa nói, nó nói là đi tìm cậu, tôi còn tưởng rằng hai đứa đã gặp nhau, nhưng khi nó đi rồi, tôi ngẫm lại thì thấy không đúng, cho nên mới gọi điện thoại cho cậu. Trương Dương nói, đạo trưởng, ông đừng lo, tôi sẽ lập tức liên lạc với cô ta. Trương Dương gác điện thoại rồi lập tức gọi cho An Ngữ Thần, sau khi tiếng chuông vang lên, An Ngữ Thần rất nhanh liền bắt máy, từ giọng nói của cô ta không nghe ra bất kỳ điều gì khác thường, giọng nói của An Ngữ Thần lộ ra vẻ vui vẻ, sư phụ, tìm tôi có việc gì à? Trương Dương nói, cô đến Xuân Dương vì sao không tới tìm tôi? An Ngữ Thần nói, Lý Đạo Trưởng bảo anh à, tôi cũng muốn tìm anh, nhưng tôi định hai ngày nữa mới tới. Trương Dương nói, vì sao? An ngữ thần cười nói, anh tưởng rằng anh quan trọng lắm à, tôi tới nội địa thì phải bỏ hết mọi chuyện để tới gặp anh ư. Quảng trường chùa Nam Lâm có khoản đầu tư của tôi, Giang Thành có nhiều trường học như vậy, tôi chẳng lẽ không được đi xem à? Còn nữa, mấy hôm nữa là tới Tết Thanh Minh rồi, cha tôi, chú tôi, bọn họ toàn bộ đều tới tảo mộ ông nội, tôi tới trước cũng là để an bài chuyện này, Đợi sau thanh minh rồi tôi mới dành thời gian đi gặp anh, thỉnh an sư phụ đại nhân ạ. Trương Dương nửa tin nửa ngờ, cô không gạt tôi chứ? An ngữ thần nói, thần kinh à, tôi gạt anh làm cái gì? Với chỉ số thông minh của anh, tôi liệu có cần phải thế không? Trương Dương bật cười, chiêu tôi phải không? Sức khỏe của cô thế nào rồi? An ngữ thần nói, không tốt lắm, gần đây bị cảm, cứ ho suốt, mấy hôm nay đỡ hơn được một chút rồi nếu an ngữ thần nói mình không có việc gì trương dương ngược lại sẽ không tin đây chính là chỗ thông minh của an ngữ thần nếu không phải trương dương phải cùng người nhà tới đông giang hắn khẳng định sẽ quay trở lại gặp an ngữ thần tuy rằng nhận được điện thoại của cô ta nhưng không thấy cô ta thì trong lòng vẫn có chút không yên tâm an ngữ thần nói anh sau tết thanh minh thì thật thà ở nam tích đợi tôi nhé tới lúc đó ít nhất cũng phải dành thời gian đi chơi cùng tôi cô ta vẫn bá đạo như trước kia trương dương bật cười đây mới là tiểu yêu mà hắn quen, đây mới là tiểu yêu của trước kia, được, tôi sẽ cố gắng an bài công tác, tranh thủ khi ăn cơm, đi nhà xí, ngủ nghe đều ở bên cạnh cô. An ngữ thần cười mắng, cút đi, anh mà xứng là sư phụ của tôi à, già mà đổ đốn. Trương đại quan nhân tắt điện thoại, tâm tình thoải mái hơn rất nhiều, từ biểu hiện của an ngữ thần trong điện thoại cho thấy, cô ta chắc không gặp chuyện lớn gì. Trương Dương lại gọi một cú cho Lý Tín Nghĩa, Lão đạo sĩ vẫn đang chờ điện thoại của hắn, Trương Dương kể lại tình huống của An Ngữ Thần, Lý Tín Nghĩa luôn miệng nói vậy thì tốt, vậy thì tốt, huyết mạch Tương Liên, ông ta đối với đứa cháu gái này là yêu thương từ tận đáy lòng. Trương Dương không nhìn thấy An Ngữ Thần ở đầu dây điện thoại bên kia, An Ngữ Thần vừa bỏ điện thoại xuống liền bật khóc, cô ta ngồi ở bên cạnh trường trung học xã Hắc Giả Sơn, nhìn ký túc xá mà Trương Dương từng ở, nhớ lại tình cảnh ở núi Thanh Đài quen Trương Dương từng cảnh từng cảnh, rất quen thuộc nhưng lại biến thành xa vời. Xui ra lần đầu tiên đến, bí thư ủy ban chính pháp tỉnh Bình Hải Đinh Nguy Phong cũng biểu hiện ra vẻ trọng thị, y đặt một bàn cơm ở nhà khách chính phủ tỉnh, còn gọi cả vợ chồng thằng con cả Đinh Triệu Vĩ tới, con trai út Đinh Bân trước mắt vẫn du học ở nước ngoài. Tất nhiên là không thể về, kỳ thật không về càng tốt, tránh cho mọi người cùng khó xử. Nhớ tới triệu tính đầu tiên là bạn gái của thằng Út, nhưng hiện tại lại biến thành vợ chưa cưới của thằng con thứ hai đinh nguy phong không khỏi nhíu mày đinh nguy phong ở sâu trong lòng rất bất mãn với chuyện này vì thế y còn đặc biệt nói chuyện với con trai vài lần nhưng thái độ của đinh triệu dũng rất kiên quyết ở trước mặt y tỏ rõ không cưới triệu tĩnh thì không cưới ai cả đinh nguy phong quả thực không có cách nào khác y hiểu rõ thằng con thứ hai của mình đừng nhìn bình thường thì cợt cợt nhả nhả nhưng tính tình rất bướng chuyện mà nó đã nhận chuẩn thì tuyệt không quay đầu đã không phản đối được thì chỉ đành mặt kệ nó thôi đinh nguy phong mặc dù vì bất lực mà phải đồng ý chuyện này nhưng tiền huệ mẫn vợ y thì vẫn không chấp nhận được vốn là bà ta hôm nay cũng không muốn tới nhưng đinh nguy phong ép bà ta phải tới trên đường đi tiền huệ mẫn còn không nhịn được mà than thở thế này là sao anh không sợ người ta cười cho à lông mày đinh nguy phong nhíu chặt lại vẻ mặt rất nghiêm túc thật ra đa số thời gian y đều mang vẻ mặt này sao mà cười bà nói linh tinh gì thế Tiền Huệ Mẫn nói, trước tiên là yêu thằng ba, nháy mắt cái lại quay sang lừa thằng hai, chưa được mấy ngày đã đòi cưới, ông không cảm thấy mất mặt à. Tôi thì cảm thấy không còn mặt mũi nào mà nhìn người ta cả. Đinh Nguy Phong tức giận nói, nói linh tinh. Tiền Huệ Mẫn nói, tôi nói sai ư. Từ sau khi hai đứa nó yêu nhau, tôi ngay cả đi trong đại viện cũng phải cúi đầu mà đi, sau lưng không biết có bao nhiêu người nghị luận chúng ta. Đinh Nguy Phong cực kỳ buồn bực nhắm mắt lại, nói khẽ, đủ rồi, Hiện tại đều đề xướng tự do hôn nhân, chúng ta làm cha mẹ chỉ có thể đề nghị, lựa chọn cuối cùng vẫn là của bọn nó. Tiền Huệ mẫn nói, tôi thật sự là không chịu nổi cô ta, anh nhìn cái tướng lẳng lơ của nó xem, anh cho rằng nó thực sự thích Triệu Dũng nhà chúng ta ư? Nó là nhìn chúng điều kiện nhà chúng ta thôi. Đinh Triệu Vĩ phụ trách lái xe và vợ là Chu Tinh liếc mắt nhìn nhau, hai người không nói chen vào, nhưng trong này ít nhiều cũng không thích cuộc hôn nhân này. Ô tô đi tới nhà khách chính phủ tỉnh. Đinh Nguy Phong nhìn đồng hồ, còn gần 10 phút nữa mới tới 6 giờ, y nói với Đinh Triệu Vĩ Tiểu Vĩ, liên hệ với em con chưa? Đinh Triệu Vĩ nói cha, liên hệ rồi, bọn họ đã tới Đông Giang rồi, buổi chiều cùng gia đình Triệu Tính tới công viên Giang Than chơi, nói là 6 giờ sẽ tới. Đinh Nguy Phong gật đầu, y nói với vợ, lát nữa gặp người ta thì khách khí một chút. Tiền Huệ Mẫn tức giận nói, anh ở với tôi từng đấy năm mà còn chưa hiểu tôi à, con người tôi không biết hư tình giả ý đâu mấy người xuống xe đinh nguy phong bảo đinh triệu vĩ chờ ở ngoài cửa tiền huệ mẫn nói chờ cái gì có phải là không biết chữ đâu đinh triệu vĩ có chút khó xử lại nhìn nhìn sang cha đinh nguy phong gật đầu với gã con dâu cả chu tinh rất khéo vội vàng chạy lên khoác tay mẹ trong mấy đứa con trai tiền huệ mẫn trong lòng thương nhất là lão nhị lão đại hiện tại nhậm chức bộ tư lệnh cảnh bị đông giang bình thường không thích nói chuyện sau khi trưởng thành ít khi về nhà kết hôn rồi thì lại càng ít về hơn, thằng út đinh bân ham chơi, tới giờ vẫn chưa hiểu chuyện, chỉ có lão nhị đinh triệu dũng là hiếu thuận săn sóc mẹ nhất, cho nên tiền huệ mẫn đối với thằng con thứ hai này cũng ký thác hy vọng nhiều nhất, hiện giờ sự lựa chọn trong hôn nhân của đinh triệu dũng khiến tiền huệ mẫn cực kỳ bất mãn. Tải miễn phí nhiều chuyện hơn ở ebook full trăm Trường 849, Thiên Kiến Môn Hộ 2 Bởi vì trên đường kẹt xe, Đình Triệu Dũng cùng gia đình Trương Dương 6 giờ 10 mới tới nhà khách chính phủ tỉnh. Vì cuộc gặp mặt này, Trương Dương đặc biệt mua quần áo mới cho mẹ và Triệu Thiết Sinh. Xui ra lần đầu gặp mặt, nói sao cũng phải ăn mặc chỉnh tề một chút. Triệu Thiết Sinh từ lúc chào đời tới nay vẫn chưa từng được mặt Tây Trang bao giờ. Mặc bộ Tây Trang hơn ngàn đồng này lên người, cứ cảm thấy không phải là quần áo của mình vậy. Y thỉnh thoảng lại lắc đầu một cái, dùng cổ cọ cọ vào cổ áo sơ mi, quần áo mới đúng là mặc vào không thể nào thoải mái bằng quần áo cũ. Mắt nhìn người ta cũng có chút rụt rè, trong lòng có một loại người cảm giác như người khác đều đang nhìn y, giống như bộ quần áo này là y ăn trộm vậy. Triệu tĩnh nhìn ra y không được tự nhiên, bước lên khoác tay y, cười nói cha, trông cha đẹp trai lắm. Thật không, triệu thiết sinh cười rất không tự nhiên. Từ lập hoa nhỏ giọng nói với Trương Dương, thằng ba, mẹ trong lòng thật sự cảm thấy không tự tin lắm. Trương Dương cười nói, mẹ, chỉ là vừa ăn vừa nói chuyện thôi mà, không có gì đâu. Đinh Triệu Vĩ nhìn thấy một nhà bọn họ tới, cười cười đứng dậy đón, Trương Dương mỉm cười đi tới, bắt tay với y, Triệu Vĩ, chào anh, đã lâu rồi không gặp. Đinh Triệu Vĩ cười ha ha nói, tôi toàn ở trong bộ đội, đâu có giống như cán bộ địa phương các anh, tự do tự tại. Gã lại chào Triệu Thiết Sinh và Từ Lập Hoa, cháu chú Triệu, dì Tư, cha cháu bảo cháu ở đây chờ, cháu là đại ca của Triệu Dũng, Đinh Triệu Vĩ. Triệu Thiết Sinh đứng đó tuét miệng cười, Triệu Tĩnh đẩy y một cái, y mới có phản ứng, bước lên giơ tay ra, "Thủ trưởng." "Chào anh, y quá khẩn trương, nhìn thấy Đinh Triệu Vĩ mặc quân trang, nghĩ chắc là một đại cán bộ của bộ đội, không ngờ lại gọi là thủ trưởng." Triệu Tĩnh quấn quá mà đỏ bừng, Trương Dương thì bật cười. Đinh Triệu Vĩ cười nói, "Chú Triệu, chú gọi cháu là Triệu Vĩ được rồi, cháu không phải là thủ trưởng gì cả, mời vào, mời vào." gã dẫn mọi người vào trong phòng. Nhìn thấy gia đình Trương Dương đến, Đinh Nguy Phong cười cười đứng dậy, tuy rằng trong lòng y rất không thoải mái, nhưng công phu mặt mũi vẫn phải làm, nếu y giã không ngăn cản được con trai kết hôn, chỉ có thể thuận theo tự nhiên thôi. Biểu hiện của Đinh Nguy Phong rất nhiệt tình, cũng rất chủ động, y chủ động vươn tay về phía Triệu Thiết Sinh, anh là cha của Triệu Tĩnh phải không? Triệu Thiết Sinh cả đời này chưa từng bắt tay với một cán bộ to như vậy bao giờ, khẩn trương đến nỗi đầu đầy mồ hôi, lòng bàn tay cũng đẫm mồ hôi, y cho rằng nếu cứ để vậy thì khẳng định là không lễ phép với người ta, liền lau lau lên người rồi mới vươn tay ra, Đinh Nguy Phong nhìn ra y đang khẩn trương, cười cười bắt tay với y, vỗ mở u bàn tay y, nói, lão triệu à, mọi người đều là người một nhà, đừng khách khí mà. Triệu thiết sinh ậm ừ hai tiếng, nhưng lại không biết nên nói gì. Đinh Nguy Phong buông tay triệu thiết sinh ra, lại cười cười với Đinh Nguy Phong, hoàn nghênh các vị tới Đông Giang. Từ Lập Hoa mỉm cười nói mỉm cười nói, khách khí rồi. Đinh Triệu Dũng liếc mẹ mình một cái, Tiền Huệ Mẫn vẫn ngồi đó không động đậy, trong lòng gã cảm thấy cảm thấy có chút không ổn. Đinh Nguy Phong giới thiệu với vợ chồng Triệu Thiết Sinh và Từ Lập Hoa, đây là mẹ của Triệu Dũng, hôm nay sức khỏe của bà ấy không tốt, tôi vừa rồi phải qua bệnh viện đón bà ấy tới đây. Đinh Nguy Phong dù sao cũng là lão thủ chính trị, ứng phó với trường hợp như vậy không có gì là khó. Triệu thiết sinh lúc này cuối cùng cũng có chút hòa hoãn lại, y lại trà trà tay lên âu phục, sau đó vươn tay về phía tiền huệ mẫn, bà xui. Chào bà, tiền huệ mẫn sắc mặt rất khó coi, chẳng thèm cười lấy một cái, bà ta cũng không tỏ thái độ gì, vẫn ngồi đó, nói, ngồi đi, thân thể tôi không được thoải mái, ngại quá. Tay triệu thiết sinh cứng đờ ra đó, mặt đỏ bứng lên, tuy rằng triệu thiết sinh không có nhiều văn hóa, nhưng hắn vẫn hiểu cách xem sắc mặt của người khác, bà xui này căn bản là khinh thường y, triệu thiết sinh ngượng ngùng bỏ tay xuống. Triệu tĩnh cũng thấy rất khó xử. Từ lập hoa nói, mẹ triệu dũng à, sức khỏe không tốt thì đừng ra ngoài làm gì, bà phải mang bệnh mà tới, hai chúng tôi thật sự là ngại lắm. Sự tùy cơ ứng biến của từ lập hoa vào lúc này là cực kỳ cần thiết, bà ta hóa giải bầu không khí khẩn trương này, cũng hóa giải sự xấu hổ của chồng. Trương Dương vừa vào cửa đã nhìn ra sắc mặt của tiền huệ mẫn không đúng, Hắn lăn lộn trên quan trường nhiều năm như vậy, từ vẻ mặt của đối phương đã đoán được tiền huệ mẫn không hài lòng đối với cuộc hôn nhân này, nếu đổi lại là trường hợp khác, Trương Dương sẽ không nể mặt bà ta, nhưng hôm nay thì khác, hôm nay đến là để bàn hôn sự của em gái, trước lúc đến, mẹ đã đặc biệt kéo hắn sang một bên dặn dò, điều kiện của nhà họ không bằng người ta, vạn nhất có gì khó chịu thì Trương Dương bất kể là như thế nào cũng phải cố nhẫn nhịn. Ngàn vạn lần đừng vì xung động mà làm hỏng hôn sự của em gái. Ninh Nguy Phong mở miệng rất đúng lúc, mời ngồi, ngồi xuống đi, đều là người một nhà mà, đừng khách khí. Tiền Huệ mẫn âm dương quái khí trên vào, đã sắp 6 giờ 20 rồi, mau ngồi xuống đi, nhà hàng dục mang đồ ăn mấy lần rồi. Trương Dương nhìn thấy bộ dạng của bà ta thì tức lắm, nhưng loại trường hợp ngày hôm nay mình mà nổi giận thì đích xác là không hay, nếu trở mặt, cái bị tổn thương không phải là tình cảm của hai nhà, mà là hạnh phúc cả đời của em gái, bỏ qua nhân tố của Tiền Huệ mẫn. Những người khác của đinh gia vẫn rất nhiệt tình, thôi thì nể mặt em gái và đinh Triệu Dũng, hôm nay nhịn vậy. Đinh Nguy Phong mời vợ chồng Triệu Thiết Sinh ngồi trước, Triệu Thiết Sinh nào có dám, y hoảng sợ nói, "Bí thư đinh, ngài là lãnh đạo, ngài ngồi trước đi." Đinh Nguy Phong cười nói, "Đóng cửa lại thì đều là người một nhà, lãnh đạo và chả không lãnh đạo cái gì, cùng nhau ngồi đi." Thế là y và Triệu Thiết Sinh ngồi trước, Từ Lập Hoa ngồi ở bên cạnh chồng, Triệu Tĩnh thì ngồi cạnh mẹ. Đinh Triệu Dũng vốn định ngồi cùng với Triệu Tính thì Tiền Huệ mẫn nói, Triệu Dũng, con ra đây ngồi. Đinh Triệu Dũng cười cười, trước mặt nhiều người như vậy không thể không nể mặt mẹ được, liền đi tới ngồi bên cạnh mẹ. Trương Dương ngồi cạnh em gái, Đinh Triệu Vĩ ngồi ở bên cạnh hắn, nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, lại đưa khăn tay để lau tay. Triệu Thiết Sinh lần đầu tiên trải qua trường hợp như vậy, cả người đều cảm thấy không được tự nhiên, lúc này mồ hôi lại túa ra, nhìn thấy có khăn y cầm khăn lên lau tay, sau đó lau cổ, cuối cùng lau cả cái gáy trống trơn. Chu Tinh nhìn thấy bộ dạng buồn cười của Triệu Thiết Sinh, không nhịn được liền cười ra tiếng, sau khi cười xong mới thấy không được lễ phép chạy nhanh vội vàng cúi đầu, nhưng vai thì không ngừng rung. Trương Dương coi như không thấy gì, đâu phải ai sinh ra là cái gì cũng biết, Triệu Thiết Sinh khẩn trương cũng là điều không thể tránh khỏi. Đinh Nguy Phong bảo nhân viên phục vụ rót rượu, khi nhân viên phục vụ rót rượu cho Triệu Thiết Sinh, Triệu Tính nhắc nhở cha, sức khỏe của cha không tốt, uống ít một chút. Triệu Thiết Sinh ngây ra một thoáng, thật ra sức khỏe của y rất tốt, nguyên nhân là con gái nhắc nhở y là, Triệu Thiết Sinh sau khi rượu vào thì không giữ được cái miệng, thích nói hưu nói vượt, vạn nhất nói sai, khẳng định sẽ khiến mọi người đều xấu hổ. Triệu Thiết Sinh cười cười, "Ừ, dạ dày tôi không được tốt lắm, không uống." Đinh Nguy Phong cười nói, "Vậy thì uống ít thôi, không miễn cưỡng mà." Từ lập hoa nói, uống ít một chút, hai nhà lần đầu gặp mặt, triệu thiết sinh nếu không uống chút nào thì cũng khó ăn khó nói. Sau khi rót rượu xong, Đinh Nguy Phong cầm chén rượu lên, mỉm cười nói, lão triệu à. Hoan nghênh gia đình anh tới Đông Giang làm khách, chúng ta cùng nhau cạn một ly. Ai, triệu thiết sinh chờ y nói xong, ực một tiếng uống cạn rượu trong chén, triệu thiết sinh cho rằng uống càng thống khoái thì càng tôn trọng chủ nhân. Đinh Nguy Phong cũng nhìn ra Triệu Thiết Sinh là người thật thà, cũng uống cạn rượu trong chén, Trương Dương một mực không nói gì, hôm nay hắn chỉ sắm vai nhân vật vãn bối. Sau khi uống xong ba chén, Đinh Nguy Phong nói, Lão Triệu à, anh ở Giang Thành làm công tác gì vậy? Những lời này cho thấy Đinh Nguy Phong cũng không biết gì về gia đình Triệu Tính, thậm chí trước lần gặp mặt này, y cũng không rõ Triệu Thiết Sinh là ở tại Giang Thành hay là Xuân Dương. Triệu Thiết Sinh nói, Bí Thư Đinh, nhà tôi ở Xuân Dương, tôi là công nhân của nhà máy máy móc nông nghiệp Xuân Dương, hiện tại đã về hưu rồi. À, Đinh Nguy Phong à một tiếng, hỏi từ Lập Hoa, còn chị? Triệu Thiết Sinh nói, ở nhà, bà ấy trước giờ không đi làm, chỉ ở nhà giặt quần áo nấu cơm, chính là làm nội trợ đó. Khi Triệu Thiết Sinh giới thiệu những điều này nói rất thản nhiên, Trương Dương nghe cũng rất thản nhiên, bởi vì Triệu Thiết Sinh nói thật, Triệu Tĩnh thì cúi đầu xuống, những lời này của cha mình khiến cô ta cảm thấy có chút tự ti, Tuy rằng khi yêu Đinh Triệu Dũng, cô ta cố gắng bỏ qua sự chênh lệch về điều kiện gia đình giữa hai người, nhưng sự thật bày ra đó, bất kể cô ta muốn hay không muốn, sự thật vẫn tồn tại. Đinh Nguy Phong cầm chén rượu lên, nói, lão Triệu, hai người đúng là không dễ dàng gì, không lơ là việc giáo dục con cái, bồi dưỡng được một cán bộ trẻ tuổi cho và một sinh viên cho quốc gia. chương 850, Thiên Kiến Môn Hộ 3 Triệu Thiết Sinh và Đinh Nguy Phong chạm cốc, bởi vì do hơi men, y lúc này nói chuyện tự nhiên hơn rất nhiều, kể ra thì tôi cũng rất có lỗi với hai đứa nhỏ này, tiểu tính có thể học đại học toàn là nhờ anh nó, lúc trước thành tích của nó không tốt lắm, may mà thằng ba tranh thủ được một suất cử đi học đại học. Cha, triệu tính trong lòng quính lên, cha vừa uống rượu vào là nói chuyện không suy nghĩ gì cả. Tiền Huệ mẫn nghe thấy vậy, trong lòng càng khinh thường triệu tính, nói khẽ, được học đại học thì sao, vấn đề là bằng tốt nghiệp thế nào. Đinh Triệu Dũng vội vàng nói đỡ cho Triệu Tính, thành tích của Tiểu Tính rất tốt, trong những tốt nghiệp sinh đồng giới cũng được xếp thứ hạng cao. Tiền Huệ Mẫn nói, không phải vẫn chưa tốt nghiệp ư. Ninh Triệu Dũng nói, chúng con đã tính kỹ rồi, đợi sau khi Tiểu Tính tốt nghiệp sẽ gia nhập công ty của con, hai chúng con cùng nhau khai sáng sự nghiệp. Tiền Huệ Mẫn nói, nói lên chuyện này tôi liền có chút không hiểu, làm nghề giáo viên không tốt ư. Sao cứ phải đi làm sinh ý? Ninh Triệu Vĩ vội vàng nói đỡ, hiện tại không phải đều lưu hành đi làm ăn ư. Ngay cả con lắm lúc cũng động tâm, mẹ nhìn Triệu Dũng hiện tại đổi xe liên tục xem, con thì vẫn lái xe của bội đội, dựa vào chút lương của hai đứa con, cả đời này cũng chẳng mua được xe cho mình. Tiền Huệ Mẫn nói, có tiền thì có gì hay, có tiền thì thị phi càng nhiều. Ninh Triệu Dũng cười nói, mẹ, con thật sự không phải là người có tiền đâu, bạn chơi với con, Trần Thiệu Bân, Lương Thành Long, bọn họ đều có tiền hơn con. Tiền Huệ Mẫn nói, Lương Thành Long khẳng định là có tiền hơn con rồi, công ty của cậu ta lại không nhỏ, Thanh Hồng lại là chủ tịch của tập đoàn Thiên Kiêu, xuất thân môn đệ, nghe nói hai vợ chồng bọn họ cũng sắp con rồi, sướng thật, môn đang hộ đối như vậy mới khiến cho người ta hâm mộ. Khi Tiền Huệ Mẫn nói ra bốn chữ môn đang hộ đối, triệu tĩnh mặt liền trắng bệch ra, trong lòng cô ta khó chịu như bị dao cắt. Trương Dương suýt nữa thì đứng lên chửi mẹ nó, cảm thấy tay đột nhiên cứng lại, là em gái nắm tay hắn, triệu tính rất hiểu tính tình của anh trai mình, những lời này của tiền huệ mẫn khẳng định sẽ chạm vào dây thần kinh mẫn cảm của hắn. Triệu thiết sinh mặt cũng đỏ, có điều cũng may là đã uống rượu nên người khác không nhìn ra, y móc thuốc ra, rút một điếu đưa cho Đinh Nguy Phong, Đinh Nguy Phong mỉm cười ý bảo mình không biết hút, triệu thiết sinh tự mình châm một điếu. Tiền huệ mẫn chán ghét nhíu mày, ngửi thấy mùi thuốc, giải vờ ho rất kịch liệt. Triệu tĩnh có chút oán giận nhìn cha. Triệu thiết sinh ngây ra một thoáng, điếu thuốc ngậm trong miệng run run, sau đó y vội vàng dập thuốc vào gạt tàn. Ninh triệu dũng ý thức được mình phải lên tiếng rồi, không thể để tình hình tiếp tục chuyển biến xấu nữa. Gã cười nói, hôm nay mọi người đều có mặt, con là tiểu tĩnh muốn tuyên bố một việc, chúng con định mùng một tháng năm sẽ kết hôn. Sau khi gã nói xong tất cả mọi người đều yên lặng trên mặt triệu tính một lần nữa hiện ra vẻ hạnh phúc, thái độ của mẹ vợ tương lai cô ta sớm lĩnh giáo rồi, có điều chỉ cần hôm nay thuận lợi định hôn sự, chịu chút hủy khuất cũng chẳng tính là gì. Người mà triệu tính vốn lo lắng nhất chính là Trương Dương, cô ta sợ anh trai không kiềm chế được, nhưng hôm nay biểu hiện của hắn rất tốt, không nói gì cả. Đinh Triệu Dũng thấy không có ai đáp lời, gã cầm một chén rượu lên đi tới trước mặt Triệu Thiết Sinh, chú Triệu, cháu kính chú, cháu và Tiểu Tĩnh là thật lòng yêu nhau, xin chú đồng ý cho hôn sự của chúng cháu. Thật ra Triệu Thiết Sinh đối với hôn nhân của bọn họ ngay từ đầu đã tán thành rồi, Đinh Triệu Dũng nói như vậy là muốn cấp cho Triệu ra mặt mũi, cũng chẳng khác nào là gián tiếp xin lỗi về sự khắc bạc của mẹ mình. Triệu Thiết Sinh cười cười nhận lấy chén rượu đó, nói, được, được, hai đứa kết hôn, tôi rất vui, rất vui. Giọng nói lãnh đạm của tiền huệ mẫn lại vang lên, Triệu Dũng, con nói là mùng một tháng năm sang năm hay là năm nay. Đinh Triệu Dũng ngây ra một thoáng, trước khi đến đã nói rõ với mẹ rồi, bà ta hôm nay xem ra là đang cố ngăn cản, Đinh Triệu Dũng cười nói, mẹ, mùng một tháng năm năm nay. Tiền Huệ Mẫn nói, Triệu Tính, mùng một tháng năm năm nay cháu còn chưa tốt nghiệp mà, còn chưa học xong đã học sao lại muốn kết hôn, câu này khiến cho bầu không khí ở hiện trường lập tức đóng băng. Đinh Triệu Dũng nói, mẹ, chúng con. Tiền Huệ Mẫn nói, hôn nhân là đại sự cả đời, sao có thể coi như là trò đùa mẹ còn tưởng rằng là mùng 1 tháng 5 năm, năm sau, sao đột nhiên là biến thành mùng 1 tháng 5 năm, năm nay. Triệu Tĩnh cũng chưa tốt nghiệp đại học, hai đứa sao phải vội vã kết hôn như vậy? Thật ra Tiền Huệ Mẫn đương nhiên biết rõ con trai và Triệu Tĩnh muốn kết hôn vào mùng 1 tháng 5 năm, năm nay, bà ta trước đó đã phải đối, về sau bởi vì sự kiên trì của con trai mà không nói gì nữa, nhưng bà ta mốt mực không bảo là đồng ý, hiện tại ở ngay trước mặt Triệu gia nói ra là muốn cho Triệu gia mất mặt. Sắc mặt của Triệu Thiết Sinh và Từ Lập Hoa đều rất khó coi, bọn họ có chút hối hận vì lần này đã tới Đông Giang, bọn họ tới đây là để người hai nhà gặp mặt, quyết định chuyện hôn nhân, nhưng không ngờ mẹ của Đinh Triệu Dũng đối với cuộc hôn nhân này lại chống đối như vậy, bọn họ liền cảm thấy mình như không trèo lên được cửa của Đinh ra, lúc này thật sự cảm thấy rất xấu hổ. Trương Dương muốn phát tác nhưng nhưng Triệu Tĩnh Thủy Trung tóm lấy tay hắn, Trương Dương cảm thấy rõ rằng tay của em mình đã lạnh toát, đinh nguy phong coi như là vẫn lấy đại cục làm trọng y cười cười giải thích triệu dũng triệu tính mẹ con không phải là có ý phản đối hôn nhân của các con chỉ là với tình hình hiện tại của các con có phải là hơi gấp không có phải nên đợi sau khi tốt nghiệp rồi hãng tính không còn trẻ mà dù sao cũng phải lấy nghiệp học làm trọng lão triệu anh nói có đúng không triệu thiết sinh không nói gì cầm chén rượu lên lặng lẽ uống một ngụm trong lòng ông ta rất uất nghẹn nhưng có uất hơn nữa cũng phải nhịn Ông ta biết nhà người ta không phải là chê khuê nữ nhà mình, mà là chê gia đình bọn họ, bởi vì ông ta là cha của Triệu Tĩnh mà không có bản sự, khiến cho người ta khinh thường nhà mình. Đinh Triệu Dũng nói: "Cha, mẹ, con và Tiểu Tĩnh đã cân nhắc kỹ rồi, chuyện chúng con đã định ra sẽ không thay đổi, mùng 1 tháng 5 năm, năm nay chúng con sẽ kết hôn." Hắn nói một cách chém đinh chặt sắt không hề có chút dư địa thay đổi. Triệu Tĩnh si ngốc nhìn Đinh Triệu Dũng, anh ta đối đãi với mình như vậy chút ủy khuất vừa rồi trở thành không đáng kể. Trương Dương nhìn Đinh Triệu Dũng, cũng lộ ra mấy phần an ủi, chàng diện như vậy quả thật là không đến lượt mình lên tiếng, cho dù là tồn tại vấn đề, cũng nên để Đinh Triệu Dũng và Triệu Tĩnh giải quyết. Đinh Triệu Dũng là hán tử, vào thời khắc mấu chốt có gan đứng ra chịu trách nhiễm, Triệu Tĩnh lần này coi như là không nhìn lầm người. Đinh Nguy Phong cười cười, không nói gì, nhưng từ đáy lòng y đối với cuộc hôn nhân này cũng có chút không đồng ý, có điều y không phản đối kịch liệt mà thôi, y cho rằng vợ mình làm khó dễ như vậy là có đạo lý nhất định, y cho rằng cuộc hôn nhân của con trai mình có quả nhiều thành phần xung động, kéo dài một đoạn thời gian cấp cho bản thân nó thêm một khoảng thời gian, một quá trình để bình tĩnh lại, có lẽ nó sẽ suy nghĩ lại vấn đề hôn nhân này. Tiền Huệ Mẫn nói, Triệu Dũng, con còn trẻ, rất nhiều chuyện con chưa hiểu, Triệu Tính cũng vậy, người trẻ tuổi, nên tập trung vào công tác và học nghiệp, đừng một lòng một dạ nghĩ tới tình yêu, làm ảnh hưởng tới bản thân và ảnh hưởng tới người khác hiện tại không bình tĩnh suy nghĩ sau này có hối cũng không kịp đinh triệu dũng nói mẹ con đã nghĩ rất kỹ rồi con thích triệu tính con đã nhận chuẩn cô ấy rồi con muốn kết hôn với cô ấy con muốn sống cả đời với cô ấy triệu tính rất cảm động cô ta cảm thấy mình phải lên tiếng cô ta nói khẽ di tiên cháu biết cháu ở nhiều phương diện vẫn còn khiếm khuyết nhưng cháu sau này nhất định sẽ nỗ lực làm tốt cháu và Triệu Dũng là thật lòng yêu nhau. Tiền Huệ Mẫn hôm nay rất có dáng vẻ quyết không bỏ qua, bà ta cười lạnh, nói thật lòng yêu nhau ư. Câu này tôi nghe quen lắm rồi, tình cảm của tuổi cô cậu tôi không hiểu, tôi cũng không tin, thế hệ của các cô giờ làm gì cũng thực tế lắm, lúc nào cũng có tính mục đích. Mặt Triệu Tĩnh soạt một cái trở nên trắng bệch, cô ta dùng sức cắn môi, nước mắt ủy khuất cũng tràn nghi. Triệu Thiết Sinh lặng lặng cầm chén rượu lên, uống một ngụm rồi sau đó nhẹ nhàng giặt chén rượu lên bàn, đứng lên nói không cưới xin gì nữa cả. Tất cả mọi người đều sửng sốt, triệu tĩnh không nhịn được gọi một tiếng cha. Triệu thiết sinh đứng lên, lưng của y rất thẳng, từ lúc chào đời tới nay y chưa bao giờ ưỡn thẳng như vậy, y nhìn tiền huệ mẫn, tôi sẽ không gả khuê nữ vào nhà của các ngươi, con trai của các người là Hòn Ngọc, còn khuê nữ nhà chúng tôi là Cọng Cỏ à. Tôi không có học vấn gì, cũng không có kiến thức gì, nhưng tôi biết khuê nữ của tôi là một đứa bé tốt, cho dù là có chỗ không đúng, nhưng cũng không đến lượt người ngoài dạy bảo, nên đánh nên mắng tự tôi sẽ ra tay, người khác nói xấu khuê nữ của tôi một chữ, tôi con mẹ nó sẽ liều mạng với người đó. Hai mắt triệu thiết sinh như phun lửa. chương 851, Kiếm Tẩu Thiên Phong 1 Tiền Huệ Mẫn bị y nhìn mà trong lòng không khỏi run lẩy bẩy. Từ lập hoa cũng đứng dậy, lão triệu, chúng ta về tôi. Mắt bà ta đã ươn ướt. Môi trường dương mím chặt lại, từ lúc hắn biết triệu thiết sinh tới nay, đối với người cha dượng này không có chút ấn tượng tốt nào, nhưng những lời này của triệu thiết sinh hôm nay đã phủ định tất cả ấn tượng xấu về y trước đây. Triệu thiết sinh cũng là một người cha tốt, khi thấy con gái phải chịu ủy khuất, y có thể bộc phát ra dũng khí vô cùng, y cũng không tiếc tất cả để bảo vệ lợi ích của con gái mình. Đinh Nguy Phong cười bồi, nói, lão triệu, đừng nóng giận mà, chúng ta không nói những chuyện không vui này nữa, ăn cơm, ăn cơm. Triệu Thiết Sinh nói, con trai anh mời chúng tôi tới đây là để bàn hôn sự, tôi chưa ăn à. Đã không vui vẻ, hôn sự lại không bàn nữa thì còn gì nữa mà nói. Lúc này Đinh Nguy Phong trong mắt Triệu Thiết Sinh chẳng còn chút ánh sáng nào cả, cái gì mà bí thư ủy ban chính pháp, chó má, anh vì con trai anh, tôi vì khuê nữ của tôi, đều là người làm cha, ai sợ ai chứ. Trương Dương vẫn không nói gì, đứng dậy chuẩn bị đi về, hắn dùng hành động thực tế để biểu đạt sự ủng hộ đối với Triệu Thiết Sinh triệu tính vừa thấy người nhà muốn đi có chút quýnh lên đinh triệu dũng cũng hoảng rồi vội vàng đứng dậy giữ lại triệu tính biết tính cha rất gương đã giận lên rồi thì không ai khuyên được cô ta nắm lấy tay mẹ mẹ từ lập hoa nói đi đinh triệu dũng nói chú triệu gì từ đừng tức giận mà chúng ta ngồi xuống từ từ nói có được không gã là thật lòng muốn giữ triệu tính nói mẹ cha đừng nóng giận mà hai người hiểu lầm rồi Cô ta lại quay sang Đinh Nguy Phong và Tiền Huệ Mẫn, "Chú Đinh, dì Tiền, cha cháu thẳng tính, bình thường nói chuyện đều như vậy đó, hai người ngàn vạn lần đừng chấp." Cô ta còn chưa nói xong thì Từ Lập Hoa bỗng nhiên giơ tay lên tát cho cô ta một cái, cái tát này không những đánh cho Triệu Tĩnh ngây ra, mà tất cả mọi người đều giật mình. Triệu Tĩnh ôm mặt nước mắt ủy khuất không nén được mà chảy xuống, "Mẹ, mẹ." Từ Lập Hoa đau lòng nhìn con gái, bà ta gần từng chữ, "Mẹ từ nhỏ đã dạy con" chúng ta tuy rằng là bình bá tánh, nhưng chúng ta phải đường đường chính chính làm người, người khác coi thường, chúng ta không sợ, nhưng bất kể là lúc nào cũng không được coi thường chính mình, đánh con, là bởi vì con là con gái mẹ, đánh con là để con nhớ, con người ta sống trên đời thì phải có tôn nghiêm. Sắc mặt của vợ chồng Đinh Nguy Phong rất khó coi, một cái tát này của từ lập hoa nhìn thì là đánh vào mặt triệu tính, nhưng bọn họ lại cảm thấy mặt mình nóng lên, Triệu Thiết Sinh và Từ Lập Hoa đi ra ngoài, Trương Dương kéo tay em gái ra ngoài theo. Đinh Triệu Dũng cũng muốn chạy ra theo, Tiền Huệ mẫn tức giận nói, Triệu Dũng, con đứng lại đó cho mẹ. Đinh Triệu Dũng nói, mẹ, mẹ làm cái gì vậy? Lã chuẩn bị đuổi theo Triệu ra để giải thích thì lại nghe thấy anh cả hô lên, mẹ, mẹ sao thế? Đinh Triệu Dũng xoay người lại, nhìn thấy sắc mặt của mẹ mình vàng như nến, tay ôm ngực, đờ đẫn ngồi ở ghế may mà đinh triệu vĩ kịp thời đỡ lấy bà ta nếu không khẳng định là bà ta đã ngã ra đất rồi tiền huệ mẫn yếu ớt vô lực nói mày đi đi mày đi đi cho dù tao chết mày cũng không cần phải quan tâm tới tao đinh triệu dũng nhìn thấy mẹ như vậy thật sự là tiến thoái lưỡng nan cắn cắn môi cuối cùng quay lại bên mẹ mẹ triệu thiết sinh giận dữ bỏ đi bởi vì đi quá vội suýt nữa đụng vào mấy người đang đi ở hành lang có người cản đi lại triệu thiết sinh ngẩng đầu lên nhìn thấy một đám người mặc tây trang, y đang máu nóng sộc lên đầu, tức giận quát cản tôi làm gì. Tôi phạm pháp à. Trương Dương theo sau chạy tới, hắn nhận ra, mấy người đang đi tới chính là tỉnh trưởng Tống Hoài Minh và mấy nhân viên tùy hành của y. Người cản triệu thiết sinh và thư ký trung bồi nguyên của Tống Hoài Minh, hắn sợ triệu thiết sinh có va chạm với Tống Hoài Minh. Trương Dương vội vàng đi tới, hô một tiếng, tỉnh trưởng Tống, đây là cha tôi, Triệu Thiết Sinh nghe nói đối phương là tỉnh trưởng, một chút ngạnh khí vừa rồi lập tức biến sạch, trong lòng lão bách tính bình thường bọn họ, quan lớn nhất của tỉnh lý chính là bí thư tỉnh ủy và tỉnh trưởng, còn ủy ban chính pháp tỉnh, trong lòng họ so với hai người kia khẳng định là không cùng một đẳng cấp, Triệu Thiết Sinh sợ đến nỗi chân nhũn cả ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tống Hoài Minh vừa mới tiếp đãi khách xong, y cũng không ngờ lại ở cùng một hành lang gặp người nhà của Trương Dương. Tống Hoài Minh cười nói, Trương Dương, người nhà cậu tới mà sao không nói với tôi một tiếng? Thật đúng là, y bước lên một bước, Trung Bồi Nguyên thức thời lui sang một bên. Tống Hoài Minh cầm tay triệu Thiết Sinh nói, lão ca, tôi luôn muốn tới bái phỏng anh chị, nhưng gần đây công tác bận rộn quá, mãi không rút ra được. Nếu không phải là hôm nay gặp nhau ở đây, tôi cũng không biết được là anh chị tới Đông Giang. Y lại không nhịn được mà trách cứ Trương Dương, Trương Dương, đây là lỗi của cậu vì sao không mời cha mẹ cậu tới nhà tôi làm khách triệu thiết sinh không ngờ đối phương là tỉnh trưởng càng không ngờ vì tỉnh trưởng tống này đối với y lại nhiệt tình như vậy biểu hiện ra vẻ bình dị gần gũi như vậy y chỉ là một người dân bình thường người ta thì là một tỉnh trưởng triệu thiết sinh lắp bắp nói tống tỉnh trưởng tống chào ngài tống hoài minh cười ha ha nói lão ca anh khách khí với tôi như vậy làm gì hai đứa nhỏ nhà chúng ta đã đính hôn rồi tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng sớm muộn gì cũng là xui ra mà. Triệu thiết sinh bởi vì những lời này của Tống Hoài Minh mà mặt mày dạng người, tỉnh trưởng đại nhân ở trước mặt nhiều người như vậy nhận y là thông gia, đây là sự vinh quang cỡ nào chứ? Từ lập hoa lúc này mới biết Tống Hoài Minh là cha sở yên nhiên, Trương Dương cười cười giới thiệu mẹ với Tống Hoài Minh, tỉnh trưởng Tống, đây là mẹ tôi. Tống Hoài Minh cười nói chị, tôi là cha của yên nhiên, anh chị đã ăn cơm chưa? từ lập hoa nói khẽ ăn rồi ăn rồi tống hoài minh nói đừng khách khí với tôi mà vừa rồi tôi tiếp đãi khách nên chưa được ăn no tiểu trung đi ăn bài một chút đi tôi và anh chị xui ăn một chút thuận tiện nói chuyện của bọn trẻ triệu thiết sinh vội vàng nói tỉnh trưởng tống chúng tôi thực sự đã ăn rồi mà tống hoài minh nhìn sang triệu tính trương dương đây là triệu tính em gái cậu đúng không trước đây ở đại viện tôi đã gặp rồi triệu tính mắt vẫn còn hơi đỏ có chút ngượng ngùng cười nói, chào chú Tống. Tống Hoài Minh hài lòng gật đầu, y chủ động mời, nếu đã ăn rồi thì vào trong ngồi đi, Trương Dương, gì liếu của cậu cũng mong được gặp cha mẹ cậu lắm đó. Trương Dương nói, để ngày khác đi, hôm nay gấp gáp quá. Tống Hoài Minh nói, cũng được, vậy để tối mai nhé, đến nhà tôi ăn cơm, đều là người một nhà, việc gì phải ra ngoài, ở trong nhà náo nhiệt hơn, nói chuyện cũng tiện hơn. Trước khi đi, Y bắt tay với Triệu Thiết Sinh, lão ca. Ngày mai tôi còn phải đi làm, không có thời gian đi cùng anh chị. Để Trương Dương đi chơi cùng anh chị nhé. Buổi tối tôi nhất định sẽ về nhà sớm, ở nhà chờ đại giá của anh chị. Triệu Thiết Sinh thích động liên tục gật đầu hắn trong lòng y thầm nghĩ, cũng là quan lớn, cũng là thông gia, nhưng sao lại khác nhau thế? Tống Hoài Minh lại lịch sự chào gia đình Trương Dương rồi mới đi. Tối hôm đó Trương Dương không an bài cho người nhà ở lại nhà khách chính phủ mà dẫn bọn hắn tới nam quốc sơn trang triệu thiết sinh có rất nhiều cảm xúc đối với tất cả tao mộ tối nay sau khi tới phòng triệu tính thuốc thiết khóc không ngừng triệu thiết sinh nói khóc cái gì con học anh con đi làm người không thể không có cốt khí cửa đinh ra cao lắm chúng ta trèo không tới đâu trương dương biết triệu tính rất coi trọng cuộc hôn nhân này hắn vỗ vai em gái nói tiểu tính chúng ta ra ngoài một chút triệu tính dương dương gật đầu cùng trương dương đi ra ngoài tối hôm đó trăng rất sáng, giống như thủy ngân giải xuống đất, cảnh vật trước mặt giống như là được phủ lên một tầng xương. Trương Dương có chút thương xót nhìn em gái, nói khẽ có đau không? Triệu tĩnh lắc đầu, mắt lại đỏ lên. Trương Dương thở dài, anh biết tối nay em rất khó xử, nhưng cha em làm như vậy cũng là vì em. Triệu tĩnh nói khẽ, em biết. Trương Dương nói, thật ra mẹ cậu ta có câu nói không sai, em vẫn chưa tốt nghiệp, đừng vội vàng kết hôn triệu tĩnh không nói gì mắt rủ xuống nhìn mũi chân trương dương nói anh biết em thích triệu dũng triệu dũng cũng thật lòng thích em nhưng hai người có từng nghĩ tới nếu không được cha mẹ đồng ý mà kết hôn cuộc hôn nhân của hai người từ lúc ban đầu đã tồn tại vấn đề rồi không triệu tĩnh nói em luôn cho rằng hôn nhân chỉ là chuyện của hai đứa em trương dương bật cười vì sự ngây thơ của em gái nếu em thật sự cho rằng như vậy vì sao còn muốn an bài cho hai nhà gặp mặt hai người không thông chi cho ai cả, cứ tự kết hôn là được, hà tất phải bận tâm người khác nghĩ gì. Triệu tĩnh cắn môi. Trương Dương nói, không có ai là không muốn được tổ chức hôn lễ một cách long trọng, không có ai là không muốn có được sự chúc phúc của cha mẹ. Tiểu tĩnh, em đã có lòng tin với tình cảm của bọn em như vậy, vì sao nhất định phải dùng hôn nhân để chứng minh? chương 852, Kiếm Tẩu Thiên Phong 2 Triệu tĩnh không biết nói gì, vốn cô ta cũng không muốn kết hôn sớm như vậy nhưng về sau cô ta mang thai cho nên mới quyết định kết hôn không ngờ lại phát sinh chuyện sinh non đinh triệu dũng cũng không định thay đổi ngày cưới đã định trước triệu tĩnh sau khi sinh non liền ở trong tâm trạng lo được lo mất cô ta sợ sự kiện sinh non sẽ mang tới sự thay đổi cho mình và đinh triệu dũng tuy rằng đinh triệu dũng đối với cô ta vẫn trước sau như một nhưng tâm thái của phụ nữ luôn rất vi diệu cô ta bắt đầu biến thành sợ hãi bắt đầu biến thành mất tự tin vào tình cảm của mình mà những điều này, triệu tính đều chôn chặt trong lòng, cô ta không có cách nào nói với người khác. Nếu như bọn họ biết trước được tình huống này, cô ta sẽ không để cha mẹ cô ta gặp mặt họ, cũng không khiến cho bọn họ phải khó xử. Trương Dương thở dài, từ tình cảnh tối nay cho thấy, vợ chồng Đinh Nguy Phong cũng không thích triệu tính. Trương Dương hôm nay Thủy Trung không phát biểu bất kỳ ý kiến gì, hắn cho rằng bất kể là triệu thiết sinh hay là mẹ mình trong xử lý chuyện này đều rất đúng. Trương Dương nói, thật ra chúng ta cũng không hề cảm thấy khó xử, không thích thì cùng lắm là không gặp mặt nữa, coi như người qua đường là được, nhưng em và Triệu Dũng kết hôn rồi, phải đối mặt bảo cha mẹ cậu ta, đây là điều không thể tránh khỏi. Triệu Tĩnh rơi lệ, anh, em nên làm như thế nào bây giờ? Trương Dương nói, anh nghĩ đinh ra sở dĩ không thích cuộc hôn nhân của các em, không chỉ là bởi vì nguyên nhân gia đình. Trương Dương nói rất huyền chuyển, nhưng ý tứ của hắn được biểu đạt rất rõ ràng. Đinh gia phản đối cuộc hôn nhân này, còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn là, Triệu Tĩnh trước đây từng là bạn gái của Đinh Bân, hiện tại đối tượng kết hôn lại là Đinh Triệu Dũng, thân là cha mẹ, vợ chồng Đinh Nguy Phong trong lòng cũng không vui, có hơi khắt khe cũng là điều khó tránh khỏi, đây cũng là chuyện thường tình của con người. Triệu Tĩnh cúi đầu, chuyện tình cảm cô ta cũng không thể khống chế được. Trương Dương nói, tiểu tính, có câu tục ngữ là ăn một miếng thì không béo được, chuyện gì cũng phải từ từ, em còn nhỏ, vẫn chưa chuẩn bị hoàn toàn, thật sự đừng nên vội vàng kết hôn, anh khuyên em như vậy, cũng không phải là bảo em bỏ Triệu Dũng, Triệu Dũng đối với em rất tốt, anh nhìn ra được, các em vội vã kết hôn là muốn cho đối phương một sự chứng minh, để đối phương yên tâm, thật ra không cần thiết phải như vậy, tình cảm thật sự là phải trải qua sự khảo nghiệm của thời gian, em cho Triệu Dũng thời gian, chẳng khác nào là cho chính em thời gian, dùng thời gian để chứng minh tình cảm của hai đứa là thật dùng thời gian để chứng minh sự lựa chọn của Triệu Dũng là đúng, trên đời này không có cha mẹ nào là không muốn tốt cho con mình. Tiểu tính, anh tin Đinh Triệu Dũng, cha mẹ cũng vậy, chờ bọn họ chờ bọn họ hiểu rằng hạnh phúc của Triệu Dũng chính là ở trên người em, bọn họ nhất định sẽ không cản trở bọn em. Triệu tính ngẩng đầu, hai mắt của cô ta phát sáng, những lời của Trương Dương khiến cô ta hiểu ra gì đó, cô ta nói khẽ anh, em hiểu rồi. Trương Dương thân thiết vươn tay ra, xoa tóc cô ta. Triệu tĩnh mỉm cười, giống như quay lại khi cô ta còn đi học, động tác có tính chiêu bài của người anh trai này vẫn không thay đổi. Cô ta nói khẽ, mẹ nói đúng, bất kể người khác nhìn thế nào, nhưng chúng ta không thể coi thường chính mình. Trương Dương tuy rằng người ở Đông Giang, nhưng không có thời khắc nào là không vướng bận về An Ngữ Thần. Hắn lo lắng An Ngữ Thần nói dối với mình, mỗi ngày đều gọi mấy cú điện thoại, điện thoại của An Ngữ Thần cũng thông, trong khi nói chuyện cũng không lộ ra điều gì bất thường nhưng Trương Dương vẫn có chút không yên, hắn cho rằng, mình sở dĩ như vậy, thật ra chẳng những là bởi vì lo lắng cho An Ngữ Thần, còn bởi vì chuyện xảy ra gầy đây quá nhiều sự tình, chuyện trong nhà, chuyện công tác, tất cả đều dồn lên não. Mỗi chuyện đều cần hắn phải đi giải quyết, phía Giang Thành có khương lượng giúp hắn tra xét chuyện Lý Đồng Dục, quả nhiên không ngoài sở liệu của Trương Dương, Lý Đồng Dục trước đây không ngờ từng làm việc ở nhà máy cơ khí Giang Thành. Hắn là báo đạo viên thông tin của nhà máy cơ khí Giang Thành, nhưng Lý Đồng Dục không có bất kỳ liên quan gì tới thôn Tiểu Thạch Hoa, Trương Dương đoán rằng, quan hệ của Lý Đồng Dục và Thẩm Tĩnh Hiền cũng bắt đầu từ thời gian này. Lương Đông Bình sau khi cân nhắc thận trọng, cuối cùng quyết định tới Nam Tích công tác, trên thực tế hắn đã không có lựa chọn tốt hơn, hắn ở đại học là học chuyên ngành tin tức, từ ngành này ra thì hắn không có bất kỳ kiến thức về ngành nào khác. Lương Đông Bình trước khi đưa ra quyết định này, lại tới trước cửa trụ sở Nhật Báo Đông Nam, ở đường cái đối diện ngắm nhìn nơi đã từng được ký thác hy vọng và mộng tưởng của hắn nói một cách công bằng nếu không phải vì xảy ra chuyện này lương đông bình ở nhật báo đông nam cũng rất thỏa mãn hắn vốn cho rằng mình đã tìm được một nơi để có thể phấn đấu và nỗ lực nhưng hiện thực lại cho hắn một đòn rất đau sau này không cũng không còn là phóng viên nữa trong lòng lương đông bình rất khó chịu tới trước cửa tòa soạn báo từ xa nhìn năm chữ nhật báo đông nam xã giống như là mình nhìn thấy quá khứ đã bị dập tắt năm chữ đó giống như là chữ khác trên bia mộ hắn đang cáo biệt quá khứ của mình trong văn nhân rất nhiều người đều là đa sầu đa cảm lương đông bình cũng vậy khi hắn tới cáo biệt quá khứ bất ngờ nhìn thấy một người lý đồng dục lý đồng dục đã trở lại khi lương đông bình thông báo quyết định tới ủy ban thể dục thể thao nam tích nhậm chức của mình cho trương dương cũng thuận tiện nói cho hắn biết lý đồng dục đã trở về điều này đối với trương dương mà nói là một phần quà hai ngày nay hắn đã tra ra được rất nhiều chuyện của Lý Đồng Dục, hắn đã chuẩn bị tốt thủ đoạn và thể lệ đối với Lý Đồng Dục. Lý Đồng Dục từ Kinh Thành trở về tối hôm qua, chuyện so với sự tưởng tượng của Y thì khó khăn hơn rất nhiều, phản ứng của Trung Kỳ ủy đối với sự tố cáo Y là rất lãnh đạm, thậm chí hai người anh Y cũng tìm đến Y, bọn họ bởi vì chuyện của Lý Đồng Dục mà phải chịu áp lực từ một phương diện nào đó, hai người chẳng những không ủng hộ thằng em tiếp tục làm nữa, ngược lại khuyên Y hãy mau thu tay. Đừng lấy tiền đồ và vận mệnh của mình ra chơi đùa." Lý Đồng Dục rất thất vọng, tiền đồ và vận mệnh đối với y đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa, y cũng không có tiền đồ gì, căn cơ của Tống Hoài Minh so với hắn sự tưởng tượng của y thì còn vững hơn nhiều, Tống Hoài Minh đã sách động quan hệ ở các phương diện để gây áp lực cho bọn họ, y tiếp tục làm nữa là không sáng suốt. Hiện tại Lý Đồng Dục đã mất lý trí rồi, người như y sao có thể sáng suốt được? Lý Đồng Dục lặng lẽ lên kế hoạch cho những ngày sau cùng của cuộc đời y, y phải ra đi một cách không còn gì tiếc nuối, y muốn giải quyết xong tất cả ân cừu. Khi Lý Đồng Dục đang ngồi trong văn phòng lặng lặng suy tư, thì nghe thấy bên ngoài xôn xao, sau đó nghe thấy rầm một tiếng, tiếp đó là có tiếng đổ vật rơi xuống đất. Lý Đồng Dục nhíu mày, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài xem xảy ra chuyện gì, thì nghe thấy từ cửa văn phòng của mình bị người ta một cước đá bay. Trương Dương xuất hiện ở ngoài cửa, có điều trên mặt thằng ôn này không ngờ không có một chút vẻ tức giận nào, mặt mày tươi cười, tuy rằng cười không chân thật, nhưng quả thực là hắn đang cười, hai bảo vệ của tòa soạn báo lảo đảo chạy theo, trên mặt hai người đều có vết bầm, Lý Đồng Dục xua tay, rất chấn định nói, không có chuyện của các anh. Y nhìn Trương Dương, sự chấn định mà Y biểu hiện ra khiến Trương Dương cũng không thể không bội phục, Lý Đồng Dục mỉm cười nói, vào trong ngồi đi. Trương Dương gật đầu, đi tới ngồi xuống đối diện Lý Đồng Dục, Lý Đồng Dục rất khách khí, cũng rất lịch sự, đưa cho hắn bình nước khoáng. Trương Dương mở bình nước khoáng, uống một ngụm rồi nói: không hạ độc ở bên trong chứ. Lý Đồng Dục mỉm cười nói: sợ sao còn uống? Trương Dương nói: anh không có gan đó. Lý Đồng Dục nói: người làm tin tức chúng tôi muốn giết người không cần phải dùng thủ pháp sơ cấp như vậy. Trâm Phong tương đối, chẳng lẽ cậu chưa nghe qua câu này? Nghe rồi. Hơn nữa còn biết tổng biên tập Lý là cao thủ tuyệt đỉnh ở phương diện này. Lý Đồng Dục bật cười, tìm tôi có việc gì? Trương Dương nói, tới kinh thành tố cáo về rồi à? Lý Đồng Dục không phủ nhận, về rồi, trên đời này nói chung vẫn có được mấy người dám nói thật. Trương Dương nói, cảnh giới cao nhất của người xấu chính là trước giờ không chịu cho rằng mình đang làm chuyện xấu. Lý Đồng Dục nói, tiêu chuẩn bình phán tốt xấu của mỗi người đều khác nhau, tôi chỉ chiếu theo tiêu chuẩn của tôi mà làm. Trương Dương nói: "Tiêu chuẩn gì?" "Cậu không hiểu đâu." Trương Dương nói: "Mục đích sống trên đời là để báo thù, biết vì sao lại để ý tới thủ oán như vậy không? Bởi vì lòng dạ hẹp hòi, lại là người cực kỳ tự ti." Lý Đồng dục cười rất tươi, "Trong mắt tôi, cậu chỉ là một thằng nhóc." Trong ngôn ngữ đầy vẻ khinh thường đối với Trương Dương. Trương Dương nói: "Anh hận Tỉnh trưởng Tống, cho rằng ông ta cướp đi tình yêu của anh, đáng tiếc lại không rõ một chuyện, cho dù là không có Tỉnh trưởng Tống mẹ của Yên Nhiên cũng sẽ không yêu ông, loại người lòng dạ hẹp hòi như vậy ai mà yêu được chứ. chương 853, Kiếm Tẩu Thiên Phong 3 Lý Đồng Dục vẫn mỉm cười nhìn hắn. Trương Dương nói, tố cáo Đỗ Thiên Giã, bởi vì cho rằng cái chế của cha mình có liên quan tới những chiến hữu như Đỗ Sơn Khôi, Trần Sùng Sơn, cho rằng là bọn họ bán đứng ông ta, nhưng anh có từng nghĩ rằng, lòng giả dạ của cha anh cũng rất hẹp hòi không? Lý Đồng Dục tức giận nói, câm mồm y không thể chịu nổi trương dương đánh giá cha y như vậy trương dương nói có lẽ tôi không có tư cách đánh giá cha anh nhưng tôi quen đỗ sơn khôi trần sùng sơn sở trấn nam tôi hiểu rõ con người của bọn họ khí khái và phẩm cách của bọn họ tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện như bán đứng chiến hữu sau khi cha anh xảy ra chuyện ông ta ta có khai trần sùng sơn có khai sở trấn nam ra không chỉ nhớ bất hạnh của gia đình mình có nghĩ tới ông ta cũng mang tới bất hạnh tương tự cho người khác không gia đình của Sở Trấn Nam và Trần Sùng Sơn bởi vì bị cha anh tố cáo mà ly tán, vợ con của bọn họ bởi vì che chở cho chồng, toàn bộ lựa chọn lặng lẽ bỏ đi, vết thương này vĩnh viễn không thể nào khép lại được. Lý Đồng Dục tức giận nói, cho dù cha tôi không khai họ thì bọn họ cũng vẫn sẽ xả ra chuyện. Trương Dương nói, câu này thì đúng, vào thời đó, cho dù không có ai tố cáo cha anh, thì ông ta cũng sẽ xảy ra chuyện, một người trên chiến trường bị đạn bắn cho sợ vỡ cả mật, ở trong lòng bất kỳ ai cũng không được tính là anh hùng. Lý Đồng Dục rõ ràng bị Trương Dương kích động rồi, y giận dữ hết, nếu hôm nay tới đây là để nói những lời vô liêm sỉ này thì hiện tại có thể cút được rồi đấy. Trương Dương cực kỳ chấn định, hắn không phẫn nộ chút nào, Lý Đồng Dục trước giờ luôn đa mưu túc trí, rất ít khi mất bình tĩnh, y hiện tại cuối cùng cũng bị Trương Dương chọc cho tức giận rồi, rõ ràng là đã bị Trương Dương nắm được chỗ yếu hại. Trương Dương cười ha ha, nói, đừng nóng giận, một người ở sau lưng người ta dở trò lưu manh cũng không cảm thấy mất mặt, nhưng nếu ban ngày ban mặt, ở giữa bàn dân thiên hạ bị lột chuồng, chắc chắc sẽ thẹn quá hóa giận, tổng biên tập lý, có phải vậy hay không? Lý Đồng Dục hừ lạnh một tiếng, phép phép khích tướng, thằng ôn này không ngờ đang dùng phép khích tướng với mình cũng quá xem thường mình rồi, Lý Đồng Dục nhanh chóng tỉnh táo lại, y cũng muốn nhìn xem, thằng ôn này rốt cuộc còn biết gì nữa. Lý Đồng Dục nói, dò xét tìm hiểu về tôi xem ra cậu đã tốn rất nhiều thời gian nhỉ. Trương Dương nói, muốn người không biết, trừ phi đừng làm, một người muốn không bị người ta phát hiện ra chuyện xấu mà mình làm thì tốt nhất đừng làm. Anh cũng tính là một người có văn hóa, ra ngoài đường cũng được người ta gọi một tiếng tổng biên tập lý, nhưng những chuyện mà anh làm, chật chật, thực sự là làm nhục những người có văn hóa. Lý Đồng Dục nói, cậu không có tư cách chỉ trích tôi. Trương Dương nói, bước tiếp theo định làm gì? Chuẩn bị tiếp tục tố cáo à? Tống Hoài Minh hay là Đỗ Thiên Giã Nếu hận bọn họ vì sao không tự mình đi làm việc gì phải lợi dụng một nữ nhân đã bại liệt lý đồng dục giật thoát mình trong hai mắt y đầy là vẻ không thể tưởng tượng nổi y thật sự là không thể nào tin được Trương Dương vì sao lại biết chuyện này y làm sao mà ngờ được lúc đó khi thẩm tính hiền nói điện thoại Trương Dương ở ngay bên cạnh thẩm tính hiền nghe được rõ ràng tất cả mọi chuyện trương dương nói anh khi ở nhà máy cơ khí giang thành từng làm công tác tuyên truyền tuy thời gian không dài nhưng cũng đủ để biết một số chuyện bí mật loại người như anh sinh ra chính là để làm phóng viên nghe lén nhìn lén chụp lén toàn bộ đều là sở trường phát hiện ra được một số chuyện bí mật muốn lợi dụng những chuyện này để uy hiếp nữ nhân đó khi sơn dân thôn chu kiều xảy ra đánh nhau có vũ khí liền lợi dụng chuyện này để uy hiếp bà ta bắt bà ta ép con gái mình lật cung làm khó trần sùng sơn nhưng lại không đạt được mục đích của mình lý đồng dục biến sắc trương dương không ngờ lại biết nhiều như vậy lý đồng dục bỗng nhiên cảm thấy vô cùng nản lòng một bàn cờ mà mình tinh tâm bố trí đã bị người ta phá rồi trương dương nói thật đáng thương những năm nay vẫn vị oán thù mà sống trên đời này nhưng cái ngày chết đi lại phát hiện mình ở trên thế giới này chẳng lưu lại được gì cả lý đồng dục gầm lên như phát điên cút tôi muốn cậu thiện tại cút ra ngoài cho tôi y giống như một con sư tử đang phẫn nộ lao lên, muốn tóm lấy cổ áo Trương Dương, muốn ném hắn ra khỏi phòng mình, nhưng trước khi y kịp hoàn thành động tác của mình thì đã bị Trương Dương đẩy ngã xuống đất. Trương Dương đứng thẳng dậy, khinh thường nhìn đồng dục đang nằm bệt dưới đất, anh thật đáng thương. Nói xong câu này, hắn nghênh ngang bỏ đi. Lý đồng dục nhìn cửa văn phòng từ từ đóng lại, y bỗng nhiên khom người xuống ho kịch liệt, giống như là muốn ép toàn bộ không khí trong phổi ra ngoài. Lý đồng dục hiểu rằng, y đồng thời còn ép cả sinh mệnh của mình ra ngoài, không còn sống được bao nhiêu ngày nữa, nếu cứ vậy mà chết thì y không cam lòng, y còn chưa kịp báo thù, y vẫn chưa tận mắt nhìn thấy bộ đảng đau khổ của Tống Hoài Minh. Lý Đồng Dục nhớ tới một người, y cầm điện thoại lên, nhanh chóng bấm số tôi muốn anh giúp tôi làm một chuyện. Triệu thiết sinh nằm mơ cũng không ngờ được mình lại có cơ hội làm khách trong nhà tỉnh trường, bởi vì có kinh lịch của cuộc gặp mặt với Đinh Gia ngày hôm qua, triệu thiết sinh có chút sợ hãi, y không muốn đi, tuy rằng biểu hiện của Tống Hoài Minh rất bình dị gần gũi, nhưng Triệu Thiết Sinh cũng hiểu rõ cũng hiểu rõ địa vị của mình kém người ta thực sự là quá xa, trên điểm này biểu hiện của Từ Lập Hoa vô cùng quyết đoán, đi. Thằng Ba và Yên Nhiên đã đính hôn rồi, chúng ta làm cha mẹ, về tình về lý đều phải đi một chuyến. Triệu Tĩnh không đi cùng, Đinh Triệu Dũng hẹn cô ta, Triệu Tĩnh sau khi suy nghĩ kỹ càng, quyết định nói chuyện với Đinh Triệu Dũng. Trương Dương vừa dẫn cha mẹ đi thì Đinh Triệu Dũng tới Nam Quốc Sơn Trang, triệu tính sợ cha mình giận chó đánh mèo, cho nên cố ý hẹn cách giờ, để tránh họ gặp nhau. Tuy rằng chỉ một ngày không gặp, nhưng Ninh Triệu Dũng lại cảm thấy triệu tính gầy đi, gã có chút đau lòng cầm tay triệu tính, nói tiểu tính, em gầy đi rồi. Triệu tính cười nói, mới có một ngày không gặp, sao có thể gầy đi được. Ninh Triệu Dũng nói, xin lỗi, tiểu tính, là anh không an bài tốt chuyện này, em yên tâm, anh nhất định sẽ thuyết phục được mẹ anh. Triệu tính lắc đầu nói thôi, em đã quyết định rồi, tạm thời không kết hôn vội. Ninh Triệu Dũng ngây ra đó, vì sao? Không phải chúng ta đã nói rõ rồi sao? Triệu Tĩnh nói, anh em nói đúng, em vẫn chưa chuẩn bị tốt, chúng ta lúc trước sở dĩ gấp gáp kết hôn như vậy, là bởi vì em không cẩn thận mà mang thai. Anh muốn giữ đứa bé, nhưng đứa bé hiện tại đã không còn nữa rồi, anh không cần cảm thấy phải nợ em gì cả. Ninh Triệu Dũng nói, Tiểu Tĩnh, anh là thật lòng yêu em, thật sự muốn sống cả đời với em. Triệu Tĩnh nói, "Anh Triệu Dũng, em không nói là không cưới anh, em muốn có một cuộc hôn nhân hoàn chỉnh, nếu như cuộc hôn nhân của chúng ta không có sự chúc phúc của gia đình, chúng ta sẽ không có hạnh phúc trọn vẹn, chúng ta còn trẻ, kết hôn sớm như vậy chưa chắc đã là một chuyện tốt, không phải là có câu, người ngoài thành thì muốn vào, người trong thành thì muốn ra ư, chỉ chẳng qua là một tờ giấy kết hôn thôi mà, chỉ cần tình cảm của chúng ta vẫn tốt, có cưới hay không thì vẫn vậy thôi." Đinh Triệu Dũng nói, "Tiểu Tĩnh, anh không muốn em phải chịu ủy khuất triệu tĩnh nắm tay gã áp lên mặt mình ôn nhu nói sau khi em tốt nghiệp xong em sẽ phụ giúp anh cùng anh sáng lập ra sự nghiệp tranh thủ đưa công ty đi lên em tin rằng em có thể thay đổi ấn tượng của họ đối với em em có lòng tin sẽ khiến họ chấp nhận em tiểu tĩnh đinh triệu dũng ôm triệu tĩnh vào trong lòng khi trương dương dẫn cha mẹ tới tống ra tống hoài minh đã ở nhà chờ liễu ngọc oánh giao đứa bé cho bảo mẫu đang bận rộn ở trong bếp, bà ta đã thích ứng với vai trò người phụ nữ trong gia đình. Từ sau khi con trai ra đời, trọng tâm của Liễu Ngọc Oánh bất trí bất giác tất cả đều chuyển rời đến lên người nó. Quá khứ bà ta rất quan tâm đến sự nghiệp, nhưng hiện tại bà ta đã không còn hùng tâm tráng trí lớn như vậy nữa. Thật ra lúc trước chuyên tâm với sự nghiệp là bởi vì hai người kết hôn nhiều năm mà mãi không có con, thiếu cai cớ để ký thác. Nghe nói nhà Trương Dương tới, Liễu Ngọc Oánh cũng từ trong bếp đi ra, Cùng Tống Hoài Minh nghênh đón gia đình Trương Dương. Tống Hoài Minh lập tức phát hiện Triệu Tĩnh không tới, y cười nói "Triệu Tĩnh đâu?" "Sao không tới?" Trương Dương cười nói, nó thấy không khỏe nên ở lại khách sạn nghỉ ngơi rồi. Tống Hoài Minh gật đầu, mời vợ chồng Triệu Thiết Sinh vào trong nhà, Liễu Ngọc Oánh bước lên nắm tay Từ Lập Hoa, mỉm cười nói "Chị Từ, chúng ta đây là lần đầu tiên gặp mặt." Từ Lập Hoa cười cười gật đầu, ấn tượng của bà ta đối với vợ chồng Tống Hoài Minh là rất tốt quan chức cao như vậy mà không hề ra vẻ, đối với bọn họ rất ấm áp thân thiện, giống như là người nhà vậy. Chương 854, bản tính 1. Triệu Thiết Sinh đưa hai túi đồ cho Liễu Ngọc Oánh, đây là nấm mà Trương Dương từ núi Thanh Đài mang tới. Liễu Ngọc Oánh cười nói, anh Triệu, anh khách khí như vậy làm gì? Triệu Thiết Sinh nói, cũng chẳng có gì đâu, chỉ là chút đặc sản Xuân Dương thôi mà. Mấy người tới phòng khách, Liễu Ngọc Oánh nói, anh chị ngồi trước đi tôi đi mang đồ ăn lên từ lập hoa cũng không ngồi nói bà tống để tôi giúp chị liễu ngọc oánh cười nói cứ gọi tôi là tiểu liễu được rồi người nhà với nhau mà đừng khách khí làm gì tống hoài minh mời triệu thiết sinh ngồi xuống sa lông muốn châm trà cho y nhưng trương dương giành làm tống hoài minh mỉm cười nhìn triệu thiết sinh lão ca cảm ơn anh chị đã bồi dưỡng ra một đứa trẻ tốt như trương dương triệu thiết sinh nghe y nói như vậy thì có chút hổ thẹt Ngẫm lại nhiều năm qua, mình đối với Trương Dương quả thực không tận trách nhiệm của người làm cha, bởi vì Trương Dương không phải là con trai ruột của y, cho nên đối với Trương Dương trước đây y cũng không quan tâm gì lắm, thậm chí còn hay đánh chửi. Không như với con trai con gái ruột của y, nhưng Trương Dương lại không ghi hận, sau khi thành công không những không báo thù y, ngược lại còn đối với y rất tốt. Triệu Thiết Sinh mỗi lần nhớ tới chuyện này, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy áy náy, cho nên y mới đối đãi tốt với Từ Lập Hoa hơn dùng phương thức này để bồi thường trương dương thật ra đây cũng là chỗ thông minh của trương dương triệu thiết sinh nói tỉnh trường tống tôi không làm gì được cho thằng bé này cả là bản thân thằng ba tự biết phấn đấu từ nhỏ tới lớn nó đều tự dựa vào bản thân mình tống hoài minh mỉm cười nói lão ca ơn dưỡng dục không thể quên được anh nuôi nó lớn như vậy loại ân tình này cả đời cũng không báo đáp được y nói với trương dương trương dương về sau phải hiếu thuận với cha cậu nghe chưa trương dương cười nói dạ cháu biết rồi tống hoài minh nói lão ca sức khỏe tốt chứ triệu thiết sinh gật đầu nói tốt lắm thằng ba thường xuyên mua đồ ngon cho tôi ăn còn dạy tôi và mẹ nó phương pháp rèn luyện sức khỏe giờ về hưu rồi cả ngày không có việc gì làm chỉ tập thể dục cảm thấy sức khỏe so với lúc còn đi làm thì còn khỏe hơn tống hoài minh nhớ tới một chuyện lấy ra một bao thuốc anh có hút thuốc không triệu thiết sinh đã có kinh lịch ngày hôm qua hôm nay rất chú ý tới hình tượng, y xua tay, nói tôi bỏ rồi. Tống Hoài Minh nói, bỏ rồi là tốt, hút thuốc chẳng có lợi gì cho sức khỏe cả. Lúc này Liễu Ngọc Oánh và Từ Lập Hoa mang đồ ăn lên, gọi bọn họ ra ăn cơm. Tống Hoài Minh mở một bình mao đài, Trương Dương phụ trách rót rượu. Sự bình dị gần gũi của Tống Hoài Minh đã xóa a tan sự lo ngại của hai vợ chồng Triệu Thiết Sinh, nhưng Triệu Thiết Sinh cũng không dám uống nhiều, trước khi tới, Từ Lập Hoa đã dặn kỹ, sợ y uống nhiều lại nói linh tinh từ lập hoa nói tỉnh trưởng tống yên nhiên yên nhiên khi nào thì quay về tống hoài minh cười nói cái này thì chị phải hỏi trương dương con gái hướng ngoại đợi sau khi kết hôn rồi thì trở thành người nhà chị rồi khi nói câu này y nhìn trương dương trương dương biết vị nhạc phụ đại nhân này đối với mình vẫn chưa hoàn toàn yên tâm lần này mời cha mẹ hắn đến ăn cơm là để tiến thêm một bước củng cố địa vị của con gái mình trương dương nói sắp rồi Cô ấy nói với con là trong năm nay có thể xử lý xong chuyện ở nước Mỹ, đợi chuyện bên đó yên ổn rồi, cô ấy sau này đa số thời gian sẽ ở trong nước, không loại trừ khả năng sẽ chuyển dịch trung tâm phát triển về trong nước. Tống Hoài Minh nói: "Chị à, đứa con gái đó của tôi, từ nhỏ đã được nuông chiều quen rồi, tính khí hơi bướng, tôi thì công việc bận rộn, không có nhiều thời gian chiếu cố nó, sau này nó và Trương Dương nếu kết hôn rồi, chị giúp tôi quản nó với nhé." Những lời này đương nhiên chỉ là khách khí nhưng người làm gia trưởng nhà gái tất nhiên là phải nói vậy. Tống Hoài Minh xử lý rất tốt, những lời nói ra cũng khiến vợ chồng Triệu Thiết Sinh rất thuận tai. Từ lập hoa cười nói, tỉnh trưởng Tống khách khí rồi, hiện tại bọn trẻ khác với thời chúng ta, thời chúng ta, người làm dâu phải đảm việc nhà, nhưng bọn trẻ hiện tại đều có sự nghiệp của mình, nào còn giống như chúng tôi, yên nhiên rất tốt, trông thì xinh đẹp lại có tri thức hiểu lễ nghĩa, lại còn có tài như vậy nữa, còn trẻ mà đã là giám đốc công ty rồi, biết nó đính hôn với thằng ba, tôi vui đến nỗi mấy đêm không ngủ được, thằng ba nhà chúng tôi thật sự là có phúc khí tu được từ kiếp trước. Liễu Ngọc Oánh cười nói chị, Trương Dương cũng rất xuất sắc mà. Từ lập hoa nói, thằng bé này từ nhỏ đã bướng rồi, lúc xưa thì đần đần, cả ngày không thấy nó nói chuyện, từ sau khi làm công tác, giống như là một người khác vậy, biến thành rất hoạt bạt, cũng biết phấn đấu, có điều nó cũng càng nóng tính hơn, làm việc dễ xung động trương dương cười khổ nói mẹ mẹ nói làm con chẳng biết chui vào đâu mọi người đều bật cười từ lập hoa nói có điều nó rất tốt tính không phải người xấu bụng tỉnh trưởng tống anh là lãnh đạo của nó sau này lại là trưởng bối của nó đợi tương lai nó khi kết hôn với yên nhiên rồi nó cũng chính là con của anh nó nếu làm sai chuyện gì muốn đánh thì cứ đánh muốn mắng thì cứ mắng tống hoài minh cười nói chị à chị yên tâm đi tôi sẽ quản nó Trương đại quan nhân nghe thấy những lời này thì dùng mình sợ hãi nhạc phụ đại nhân đang đánh châm dự phòng cho mình đây. Hai nhà nói chuyện rất hòa hợp, khi cơm nước xong, tiểu canh tân mới ngủ dậy, bảo mẫu mẹ nó xuống nhà tìm mẹ, từ lập hoa nhìn tiểu canh tân, cười nói, thằng bé trông xinh quá. Triệu thiết sinh lấy ra một bao lì xì 500 đồng đã chuẩn bị trước, trước khi tới y đã biết trong nhà có tống hoài minh còn có một đứa bé chưa tới một tuổi, lần đầu tiên gặp mặt, bao lì xì là phải có rồi vợ chồng tống hoài minh cũng không từ chối buổi gặp mặt tối hôm đó rất vui vẻ khi gia đình trương dương về tống hoài minh tự mình tiễn bọn họ ra cửa trương dương bảo cha mẹ mình lên xe trước hắn còn có mấy lời muốn nói riêng với tống hoài minh trương dương nhìn nhìn chung quanh từ khi bước vào sĩ đồ thằng ôn này biến thì cẩn thận hơn rất nhiều tống hoài minh cười nói có chuyện gì vậy lý đồng dục đã trở lại rồi tống hoài minh ừ một tiếng vẻ mặt không hề có bất kỳ biến hóa gì Trương Dương nói, người này có chút cố chấp, ngài tốt nhất nên phòng bị hắn một chút. Tống Hoài Minh cười nói, yên tâm đi, tôi biết phải làm gì. Nhìn bộ dạng của Tống Hoài Minh, chắc cũng nắm chắc đối với chuyện này, Trương Dương thầm nghĩ, Tống Hoài Minh trên xử thế làm người không biết cao minh hơn mình bao nhiêu lần, mình lo cho y là dư thừa, hắn nói khẽ chu Tống, cháu đi đây. Tống Hoài Minh gật đầu, cậu đừng tìm y nữa. Y nói câu này là không muốn Trương Dương lại tìm lý đồng dục gây phiền phức y hiểu tính tình của Trương Dương, Lý Đồng Dục làm ra nhiều chuyện nhằm vào y như vậy, Trương Dương khẳng định sẽ không ngồi yên mà nhìn. Trương Dương cười nói, cháu biết rồi. Thanh Minh là mùa nhiều mưa, Trương Dương và em gái cùng nhau tiến cha mẹ lên tàu hỏa về Giang Thành, vốn Trương Dương còn muốn mời bọn họ tới Nam Tích chơi, nhưng hai vợ chồng Thủy Trung không yên lòng chuyện trong nhà, kiên trì đòi về sớm một chút, cho nên Trương Dương cũng chỉ có thể kệ họ. Khi tới sân ga, Đinh Triệu Dũng cũng chạy tới, Triệu Thiết Sinh bởi vì chuyện của Đinh Gia, đối với chàng con rể tương lai này cũng có chút không vừa mắt, khi Đinh Triệu Dũng chào y, y cũng chẳng buồn quan tâm, chỉ cúi đầu hút thuốc. Từ lập hoa ngược lại trong chuyện này biểu hiện rất thoải mái, vui vẻ chào hỏi Đinh Triệu Dũng. Đinh Triệu Dũng nói, chú Triệu, gì Tư, sao không ở lại Đông Giang chơi thêm vài ngày, cháu và tiểu tính có thể dẫn hai người đi chơi mà. Từ lập hoa nói, trong nhà còn rất nhiều chuyện, chúng tôi sống xuân dương xuân dương quen rồi, đến thành phố lớn luôn không thích ứng, cho nên tốt nhất vẫn về sớm một chút, và lại sắp tới thanh miên hồi, còn phải về nhà tảo mộ. Nghe bọn họ nói như vậy, Đinh Triệu Dũng cũng chỉ có thể gật gật đầu, gã đưa quà vừa mùa cho Triệu Thiết Sinh, chú Triệu, đây là quà cháu hiếu kính với chú. Triệu Thiết Sinh không nhận, mắt chẳng thèm lật lên, không dám nhận đâu. Mặt Đinh Triệu Dũng đỏ bừng, Triệu Tính Triệu Tính được liền nói cha, Triệu Dũng không đắc tội với cha, cha làm gì thế. Từ lập hoa cười cười nhận lấy quà, triệu thiết sinh thì đã xoay người bước vào cửa trạm. Từ lập hoa nói với Đinh Triệu Dũng, Tiểu Đinh, tính của chú cháu là vậy đó, cháu cũng đừng trách chú ý, quà này tôi nhận thay ông ta, những lời nên nói chúng tôi đều nói cả rồi, chuyện của hai đứa thì hai đứa tự lo lấy. Từ lập hoa nói xong cũng vào theo. Trương Dương đi theo sau, muốn đưa từ lập hoa lên xe, không cần tiến, mau về đi, công việc bể bột, đừng để đừng chậm trễ chính sự. Triệu Thiết Sinh từ xa cũng quay đầu vẫy tay với bọn họ. Triệu Tĩnh nhìn bóng dáng cha mẹ đi xa, không biết vì sao mắt đỏ lên. Đinh Triệu Dũng nhìn thấy bộ dạng của cô ta thì có chút đau lòng, Triệu Tĩnh nói, em cứ thấy mình có lỗi với cha mẹ. Đinh Triệu Dũng nói, Tiểu Tĩnh, anh sau này nhất định sẽ đối đãi tốt với em hơn. Trương Dương thở dài nói, đi thôi. Chương 855, bản tính hai. Ba người trở lại xe của Đinh Triệu Dũng. Lương Thành Long gọi điện thoại vào di động của Trương Dương, lại là Lâm Thanh Hồng cảm thấy đau bụng, tới bệnh viện kiểm tra thì họ nói không có vấn đề gì, gã không yên tâm, cho nên muốn mời Trương Dương tới khám giúp. Đinh Triệu Dũng lái xe tới biệt thự của Lương Thành Long ở Đông Giang, sau khi đến mới biết được nhạc mẫu của Lương Thành Long, Phó Viện trưởng Viện Viện Nông nghiệp Đông Giang Trang Hiểu Đường cũng ở đây, từ sau khi Lương Thành Long và Lâm Thanh Hồng làm lành, Trang Hiểu Đường liền dọn tới đây ở để chiếu cố cho con gái. Ấn tượng của Trang Hiểu Đường đối với Trương Dương trước giờ luôn rất tốt, sau khi nhìn thấy Trương Dương, Trang Hiểu Đường cười nói, "Tôi đi gọi Thanh Hồng xuống." Lương Thành Long vội vàng pha trà cho bọn họ. Lâm Thanh Hồng mang thai vừa mới được 3 tháng, bụng vẫn chưa lộ ra, có điều cô ta cũng rất cẩn thận, dù sao cũng đã 30 tuổi rồi, đối với đứa nhỏ cũng rất coi trọng, cô ta nhờ mẹ đỡ xuống lầu, hô lên, đến nhanh thế. Trương Dương nói, khi Lương Thành Long gọi điện thoại tới, chúng tôi vừa hay ở nhà ga tiễn người cách nơi này không xa lâm thanh hồng nói giờ không đau nữa rồi tới bệnh viện kiểm tra bác sĩ nói không có việc gì trương dương bắt mạch giúp cô ta phát giác lâm thanh hồng quả thực không có chuyện gì hắn cười nói chắc không có việc gì đâu hai người đừng quá khẩn trương lâm thanh hồng nói tôi cũng đã nói là không có việc gì là thành long quá khẩn trương nặng nặc đòi gọi cậu tới khám Lương Thành Long tới bên cạnh Lâm Thanh Hồng rồi ngồi xuống, cười cười ôm vai Lâm Thanh Hồng, nói em là lão bà của anh, anh sao có thể không khẩn trương được. Lâm Thanh Hồng mặt ửng đỏ, nói, ra mặt dày thế, nhiều người như vậy, anh cũng không sợ người ta chê cười à. Lương Thành Long cười nói, ai cười mặc họ, Đinh Triệu Dũng và Triệu Tĩnh không phải mùng một tháng năm năm nay cũng kết hôn ư. Nhắc tới chuyện này, Đinh Triệu Dũng và Triệu Tĩnh đều có vẻ không được tự nhiên. Lương Thành Long và Lâm Thanh Hồng đều là nhân vật phong vân trên thương trường, nhãn lực của hai người cũng không tầm thường, liếc một cái đã nhìn ra, chuyện này tám phần là có biến. Triệu Tĩnh nói, bọn em đã thương lượng rồi, không kết hôn trong năm nay. Lương Thành Long kinh ngạc nói, sao vậy? Không phải đã quyết định rồi sao? Trương Dương vội vàng nói đỡ, là như thế này, Tiểu Tĩnh tháng 7 năm nay mới tốt nghiệp, mùng 1 tháng 5 mà kết hôn thì sớm quá tốt nhất chờ tốt nghiệp xong, ổn định một năm đã rồi tính tiếp. Lương Thành Long tuy rằng đoán được chuyện này đơn giản như vậy, có điều chuyện tình cảm của người ta cũng không tiện hỏi nhiều. Trang Hiểu Đường nói, Trương Dương, cậu và Yên Nhiên thế nào rồi? Quan hệ của Trang Hiểu Đường và Margaret rất tốt cho nên cho nên đặc biệt quan tâm tới chuyện của sở Yên Nhiên và Trương Dương. Trương Dương cười nói, rất tốt. Vậy mau kết hôn đi, quen nhau lâu vậy rồi, cứ kéo dài mãi cũng không hay. Trang Hiểu Đường là dùng giọng điệu trưởng bối để giáo huấn Trương Dương. Trương Dương cười nói, "Đang chuẩn bị à, có điều vẫn sớm quá." Trang Hiểu Đường nói, "Bọn trẻ cô cậu đừng có gặp một người là yêu một người, trong tình yêu phải chuyên nhất, một cái chìa khóa chỉ có thể mở được một ổ khóa thôi." Lương Thành Long nghe ra lời này cũng hiểu là đang có ý dạy bảo cả mình, gã cười nói, "Mẹ, Trương Dương là cái chìa khóa vạn năng mà." Tất cả mọi người đều bật cười, Trương Dương thì mặt đỏ bừng lên. Trang hiểu đường nói, không làm phiền các cô cậu nói chuyện, tôi cùng Thanh Hồng ra ngoài tản bộ. Triệu tĩnh nói, cháu cũng đi. Bọn họ đi rồi, Lương Thành Long mới hỏi Đinh Triệu Dũng rốt cuộc là có chuyện gì, Đinh Triệu Dũng kể lại từ đầu chí cuối, Lương Thành Long an ủi gã, không sao đâu, thím tôi rất thân với mẹ cậu, lát nữa tôi bảo bà ấy giúp cậu làm công tác tư tưởng. Trương Dương nói, thôi, cứ để thuận theo tự nhiên đi, dù sao tôi cũng thấy hai người kết hôn có chút gấp gáp quá lương thành long nói thôi không nói đến những chuyện không vui nữa mọi người lâu lắm mới tề tụ đông đủ buổi trưa tôi mời cơm lát nữa gọi cả viên ba đến trương dương nói tôi còn có việc lương thành long và đinh triệu dũng đồng thời nói chuyện có lớn bằng trời thì cũng phải ăn cơm trương dương nói tôi lần này đến đông giang là để xử lý chuyện nhật báo đông nam cái thằng chó điên lý đồng dục đó khiến cho tôi rất khó chịu lương thành long cũng nghe nói tới chuyện này gã khó hiểu nói trương dương cậu và Lý Đồng Dục có huyết hải thâm cừu gì hả? À? Hắn sao cứ nhìn chằm chằm vào cậu vậy? Lần này còn tố cáo cả tỉnh trưởng Tống, nghe nói bí thư lưu của ủy ban kỷ luật từ trước là có liên quan tới nhạc phụ của cậu. Trương Dương nói, thối lắm, anh đừng có mà nghe người khác nói hưu nói vượt. Lương Thành Long vẻ mặt xấu xa, nói, không có lửa thì sao có khói, chúng ta là huynh đệ, tôi ăn ngay nói thật mà, cậu đừng có để bụng. Hiện tại rất nhiều người đều nói Lưu Diễm Hồng là vì nhạc phụ của cậu nên mới từ chức, cô ta là hy sinh mình để thành toàn cho nhạc phụ của cậu, phải là có tình cảm sâu đậm lắm mới làm ra được chuyện như vậy chứ chẳng chơi đâu. Trương Dương nói, tôi sao lại muốn tẩn cho anh một trận thế nhỉ? Lương Thành Long cười nói, đừng đánh tôi, tôi chỉ là nói chuyện mà tôi nghe được cho cậu thôi. Trương Dương uống một ngụm trà, đặt chén trà lên bàn, có chút bất đắc dĩ tựa vào sofa, nói cái tên Lý Đồng Dục này là tiểu nhân, chuyện gì cũng làm được. Lương Thành Long nói, cái này thì tôi cũng nhìn ra được, hắn tuyệt đối là một con chó điên, người nào hắn cũng dám cắn, hắn hình như cũng không thèm cân nhắc tới hậu quả. Đinh Triệu Dũng nói, tiếng tăm của người này trước giờ không được tốt. Lương Thành Long dớn lại gần Trương Dương, nói có muốn cho hắn một bài học không? Trương Dương nói, tôi đã tìm người theo dõi hắn rồi, xem xem con rùa đen này rốt cuộc là muốn làm gì. Đinh Triệu Dũng nói, cảnh sát à! Trương Dương lắc đầu nói, cảnh sát không quản loại chuyện này đâu, tôi bảo hoàng quân của quán ba thời kỳ đồ đá mới giúp tôi theo dõi y. Trương Dương và hồn quân cũng là không đánh không quen nhau, hoàng quân là anh họ của Đông Tú Tú, bởi vì che giấu Huệ Cường, bị Trương Dương đánh một cho một trận, có điều thông qua sự hòa giải của Đông Tú Tú, gã và Trương Dương cũng từ kẻ thù biến thành bạn bè, hoàng quân thuộc loại phần tử xã hội đen, nhưng rất có nghĩa khí. Lương Thành Long cũng đã nghe nói tới tên của Hoàng Quân, làm gì phải theo dõi cho phiền phức tóm lấy hắn đánh cho một trận đánh cho giang rơi đầy đất xem hắn còn dám nói lung tung nữa không trương dương nói nếu bạo lực có thể giải quyết được vấn đề thì chuyện này đã sớm được giải quyết rồi lý đồng dục này rất kỳ quái cứng mềm đều không ăn đinh triệu dũng nói hắn cũng không phải là người bình thường đánh hắn không những không mang lại tác dụng ngược lại còn càng khiến lớn chuyện hơn lúc này di động của trương dương đổ chuông Trương Dương nhìn số trên màn hình, nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo đến. Điện thoại là Hoàng Quân gọi tới, Hoàng Quân nói: "Trương Dương, người mà anh bảo tôi theo dõi rất lạ, hắn vừa rồi ở bệnh viện tỉnh mua không ít thuốc, tôi đi theo nhìn, toàn là thuốc chống ung thư, hắn có phải là mắc bệnh nan y không?" Trương Dương nghe vậy liền ngây ra, chuyện này hắn cũng thật sự không biết, Trương Dương nói: "Anh có hỏi hắn bị bệnh gì không?" Hoàng Quân nói: "Tôi không hỏi, anh không phải là bảo tôi đừng làm kinh động tới hắn sao tôi chỉ đứng ở bên cạnh xem hắn mua thuốc hắn cũng không nói gì chỉ lấy thuốc xong là đi tôi nhớ được tên mấy loại hỏi một chút toàn bộ là thuốc ung thư trương dương nói tiếp tục theo dõi hắn tôi lập tức tới ngay hoàng quân nói ừ anh đến mau đi anh bảo tôi làm trộm thì được nhưng bảo làm cảnh sát thì tôi không làm đâu mệt bỏ mẹ trương dương hỏi rõ địa điểm hiện tại của hoàng quân lập tức đi tới lương thành long nhàn rỗi không có việc gì muốn đi theo góc vui trương dương bảo đỗ thiên giã và triệu tĩnh về nhà trước rồi cùng lương thành long lái xe tới gặp hoàng quân bọn họ ở quảng trường cổ lâu nhìn thấy hoàng quân hoàng quân vừa thấy trương dương đến đã khổ không ngừng tôi hai ngày này đi theo hắn chân tê cả rồi đây này trương dương cười nói đừng có oán thắn nữa lát nữa tôi mời anh ăn cơm hắn giới thiệu lương thành long với hoàng quân hoàng quân cũng đã nghe danh lương thành long từ lâu gã cười cười bắt tay với lương thành long lương tổng từ lâu đã nghe đại danh của anh gần đây tôi cũng mở một công ty xây dựng về sau có gì thì nhờ anh chiếu cố cho lương thành long cười cười ngoài miệng thì nói không thành vấn đề nhưng trong lòng thì rất khinh thường loại lưu manh xã hội như hoàng quân trương dương nói lý đồng dục đâu hoàng quân chỉ chỉ vào một chiếc santana màu đen trong bãi đỗ xe đó là xe của hắn hắn đi mua báo Trương Dương nói, trước tiên lên xe đã rồi nói sau. Bọn họ cùng lên xe của Lương Thành Long, một lúc sau, liền nhìn thấy Lý Đồng Dục đi tới, hắn cũng không vội vã lên xe mà nhìn nhìn chung quanh, sau đó tiếp gọi điện thoại, thuận tay ném tờ báo vào trong thùng rác rồi lúc này mới cửa chiếc xe Santana đó lái đi xa. Trương Dương nói, đi theo hắn. Hoàng Quân nói, vẫn theo à, bộ dạng của hắn cũng không giống phần tử xấu mà. Lương Thành Long nói, theo hắn một ngày nhưng không thể theo hắn cả đời đâu. chương 856, bản tính 3. Trương Dương nói, tôi cứ thấy người này rất có vấn đề, chúng ta theo hắn một đoạn, xem xem hắn làm gì. Lý Đồng Dục quả thực mới từ trong bệnh viện đi ra, mục đích y tới bệnh viện là để kê thuốc, mấy ngày gần đây y cảm thấy sức khỏe càng lúc càng yếu, y ý thức được mình không còn sống được mấy ngày trên đời nữa rồi. Người ta trước khi chết luôn có thói quen tiến hành tổng kết bản thân, Lý Đồng Dục cũng không ngoại lệ, nghĩ tới cuộc đời sắp kết thúc của mình, Y phát hiện mình không ngờ ngay cả một người bạn thực sự cũng không có. Lý Đồng Dục biết mình không thể thân được với ai. Từ lúc Tống Hoài Minh cướp đi sở tĩnh chi người mà Y yêu nhất, Y không còn tin vào tình bạn nữa. Y thậm chí không tin bất kỳ ai. Lý Đồng Dục giống như một u hồn cô độc du đáng trên thế gian. Hiện tại Y sắp đi xa rồi, Y không còn thời gian nữa. Tuy rằng Y rất muốn báo thù, rất muốn giày vò Tống Hoài Minh muốn y phải đau khổ cả đời, Lý Đồng Dục không cam lòng cứ vậy mà đi, vì sao vận mệnh lại bất công với y như vậy, tất cả chuyện bất hạnh tất cả đều rơi lên đầu y, mà lại chiếu cố tới Tống Hoài Minh như vậy, người như thế mà sao bất kể tình cảm hay là sự nghiệp đều được đắc ý. Lý Đồng Dục nhìn nhìn sắc mặt tái nhợt của mình trong gương chiếu hậu, ánh mắt ảm đảm không có chút sinh cơ. Lý Đồng Dục cảm thấy mình sắp chết rồi, thật ra y cảm thấy tim y sớm đã chết từ lâu, từ ngày sở tĩnh chi gả cho Tống Hoài Minh, tìm y đã chết rồi. Điện thoại đổ chuông, Lý Đồng Dục cầm điện thoại lên, alo. Đã nhận được tiền rồi. Vậy làm chuyện mà anh nên làm đi. Lý Đồng Dục nói xong, dừng một chút rồi nói tiếp, đợi đã, tôi muốn tận mắt thấy anh ra tay. Đối phương bật cười, không tin tôi à. Lý Đồng Dục nói, không phải không tin anh, mà chỉ là muốn tận mắt nhìn thấy thôi. Đường hành sơn vườn chi thu, họ dẫn con đi chơi, khi ra khỏi cửa tôi sẽ động thu. Được, tôi lập tức tới ngay. Liễu Ngọc Oánh gần đây cơ hồ mỗi ngày đều cùng bảo mẫu dẫn con trai ra ngoài tản bộ, để nó hứng chút nắng chính ngọ, để nó hít thở chút không khí mùa thu. Vườn chi thu cách đại viện tỉnh ủy không xa, không tới một cây em, Liễu Ngọc Oánh và bảo mẫu đẩy đứa bé đi bộ tới đây, tâm tình của Liễu Ngọc Oánh rất tốt, có đứa nhỏ này, gia đình mới chính thức được đầy đủ. Sau khi dạo một vòng trong vườn chi thu, hai người quay về, tiểu canh tân ở trong xe đã ngủ rồi, Liễu Ngọc Oánh nhìn con trai đang ngủ say, lộ ra nụ cười ấm áp, bà ta rất cẩn thận đắp chăn lại cho con trai, sau đó thả rèm xuống, nói với bảo mẫu, "Về thôi." Lý Đồng Dục đỡ xe ở ngoài cửa vườn Chi Thu, lặng lặng nhìn cửa lớn của vườn Chi Thu, y đã nhìn thấy Liễu Ngọc Oánh, nhìn thấy bà ta và bảo mẫu đang đẩy xe, vừa đi vừa cười. Lý Đồng Dục cắn cắn, y hạ cửa kính xe xuống, nhìn thấy Liễu Ngọc Oánh lại đột nhiên ngừng lại, đứa nhỏ đó đang khóc. Liễu Ngọc Oánh bế con trai từ trong xe ra, Lý Đồng Dục nhìn thấy rõ khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ đáng yêu của đứa bé đó, ánh mặt trời chiếu xuống khiến mặt nó như ánh lên rạng rỡ. Lý Đồng Dục nhìn thấy mặt nó, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm thụ khác thường, y nhìn thấy một sinh mệnh mới, một sinh mệnh giống như là một vầng thái dương đang nhô lên. Bọn Trương Dương và Lương Thành Long bởi vì sợ bị Lý Đồng Dục phát hiện, cho nên đi theo rất xa, bọn họ không biết Lý Đồng Dục vì sao lại tới vườn chi thu, khi liễu ngọc oánh xuất hiện trương dương không khỏi biến sắc chẳng lẽ lý đồng dục muốn bí quá hóa liều trương dương nói khẽ bỏ mẹ rồi đúng lúc này một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi khởi động sau khi khởi động bỗng nhiên tăng tốc lao như điên về phía mẹ con liễu ngọc oánh mí mắt trương dương như rách ra quát lái xe lao lên lương thành long đã tắt máy xe lúc này phải khởi động lại có muốn lao lên cũng không kịp liễu ngọc oánh nghe thấy tiếng lốp xe ma sát với mặt đất ngẩng đầu lên, vẻ mặt của bà ta lập tức biến thành trắng bệch, bà ta ôm con trai, căn bản không thể nào thoát khỏi chiếc xe hơi đang lao đi như điên này. Lý Đồng Dục nhìn cảnh trước mặt, trong mắt y không hề có vẻ vui sướng, thậm chí trong lòng y cũng không cảm thấy bất kỳ khoái cảm vì sắp báo được đại thù, trước mặt y bỗng hiện ra một khuôn mặt ngây thơ đáng yêu, Lý Đồng Dục đau khổ nhắm hai mắt lại, y giống như nghe thấy giọng nói phẫn nộ của sở tính chi, Lý Đồng Dục, anh đã thay đổi rồi, anh không còn là Lý Đồng Dục trước kia nữa. Lý Đồng Dục gầm lên một tiếng như thằng bị động kinh, y dậm mạnh chân ga, trên thực tế y còn chưa tắt máy. Xe Santana phóng về phía trước với tốc độ kinh người. Liễu Ngọc Oánh ôm con trai muốn tránh, nhưng hai chiếc xe đồng thời lao về phía bà ta, bà ta hoàn toàn bị dọa cho choáng váng, bà ta ý thức được đây không phải là chẳng may, bà ta không biết nên làm như thế nào, tiểu canh tân dường như cũng ý thức được sự nguy hiểm đang ập tới, nó đột nhiên dừng khóc. Xe Santana lái sượt qua người mẹ con, đâm mạnh vào sườn chiếc xe nhỏ đó, khiến chiếc xe đó bị lật sang một bên, bởi vì va chạm quá mạnh, kính trước của xe Santana hoàn toàn vỡ vụn. Mảnh thủy tinh bắn về bốn phía, có không ít mảnh bay về phía mẹ con Liễu Ngọc Oánh, bà ta dùng thân thể cản những mảnh thủy tinh nhỏ này, bảo vệ cho con trai. Một nam nhân trong chiếc xe nhỏ lảo đảo chui ra, Lý Đồng Dục cũng mở cửa xe bước xuống, máu đầy mặt và cổ, y lao về phía nam tử đó, tự hồ như muốn ngăn cản hành động tiếp theo của hắn nam tử đó đột nhiên giơ tay lên một mũi dao lạnh phát đâm vào bụng lý đồng dục lý đồng dục tóm chặt lấy tay y cảm thấy mũi dao lạnh như băng đó đã đâm xuyên người mình trên mặt lý đồng dục vẫn mỉm cười y nói gì đó nghe không rõ nam tử đó muốn giấy thoát khỏi y nhưng lý đồng dục óm chặt lấy hắn không buông hắn chỉ đành đâm liên tiếp vào người lý đồng dục trương dương lương thành long và hoàng quân ba người ngay lập tức vỏ tới bên cạnh liễu ngọc oánh trương dương hét lớn bảo vệ gì liễu nói xong hắn lao lên trước, một cước đá cho tên nam tử đó ngã ra đất, nam tử đó muốn đứng lên, Trương Dương tuyệt không dung tình, nhấc chân dẫm lên cổ tay phải của hắn, rắc một tiếng, cổ tay của nam tử đó bị Trương Dương dẫm nát. Trương Dương sau đó đấm mạnh một quyền, đánh ngất hắn. Hai tuần cảnh nhanh chóng chạy tới, Trương Dương chỉ vào tên nam tử đã hôn mê, bắt lấy hắn. Trương Dương đi tới bên cạnh Lý Đồng Dục, Lý Đồng Dục đã ngã ngửa ra đó, máu chảy thành một dòng suối nhỏ, trương dương vươn tay điểm huyệt đạo của y muốn giúp y cầm máu nhưng lại bị bàn tay đầy máu tươi của lý đồng dục tóm lấy đừng vì sao lại làm vậy lý đồng dục nhìn mặt trời giữa trưa tất cả những gì ở trước mắt trở nên mơ hồ và hư ảo y nhìn thấy sở tĩnh chi mặc váy trắng đang bồng bềnh chen không trung trải qua nhiều năm như vậy rồi dung nhan của cô ta vẫn không thay đổi vẫn trẻ trung xinh đẹp như xưa lý đồng dục buông tay trương dương ra bàn tay đầy máu vươn lên không chung muốn bắt lấy sở tĩnh chi, tĩnh chi. Y nhìn thấy sở tĩnh chi đang cười với Y, nhìn thấy nước mắt trong suốt từ trong đôi mắt ôn nhu của cô ta chảy ra, Lý Đồng dục tay run run, tĩnh chi. Đừng khóc, đừng khóc vì anh, không đáng đâu. Sở tĩnh chi không nói gì, vươn bàn tay trắng nõn ra nắm lấy bàn tay đầy máu của Y. Lý Đồng dục nói, đừng, bẩn hết quần áo của em. Sở tĩnh chi cười rất ôn nhu, hai giọt nước mắt trong suốt chảy xuống, rơi lên mặt Lý Đồng Dục lại biến thành ánh mặt trời. Hình ảnh của cô ta trở nên mơ hồ trong tầm nhìn của Lý Đồng Dục, người giống như một hạt cát bay theo gió. Chờ anh với, Lý Đồng Dục run giọng nói. Kiên trì một chút, anh nhất định phải kiên trì. Trương Dương lớn tiếng nói. Lý Đồng Dục buồn bã cười nói, Tống Hoài Minh, vì sao phải đánh thức tôi? Vì sao, tính chỉ muốn dẫn tôi đi, tôi và cô ấy sẽ không bao giờ xa cách nữa. Y dùng hết toàn lực tóm chặt lấy ngực áo Trương Dương, tự hồ như muốn xé ra ngực của Trương Dương xuống, song sức của Y đã không còn, không lâu sau, cánh tay của Y vô lực rủ xuống, bệt trong vũng máu đỏ thấm. Tống Hoài Minh tuyệt không ngờ rằng Lý Đồng Dục lại dùng phương thức như vậy để kết thúc lịch trình cuối cùng của nhân sinh, kỳ thật ngay cả bản thân Lý Đồng Dục cũng không ngờ, bởi vì chuyện này liên quan tới an nguy của mẹ con Liễu Ngọc Oánh, Phó Thính trưởng Thính Công an tỉnh Vinh bằng phi tự mình tới tiếp quản vụ án này, Mẹ con Liễu Ngọc Oánh bình an, nếu không phải Lý Đồng dục trong lúc nguy cấp lái xe lao lên, đụng bay chiếc xe con đó, vậy thì mẹ con Liễu Ngọc Oánh và cả bà bảo mẫu kia cũng không thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Tống Hoài Minh sau khi nghe tin, ngay lập tức về nhà, đứa bé không bị kinh hãi, giờ đã ngủ rồi. Liễu Ngọc Oánh rõ ràng vẫn chưa từ trong kinh hoàng bình tĩnh lại, ngồi ở bên cạnh võng nhìn con trai đang ngủ say, lặng lẽ rơi lệ, nhìn thấy Tống Hoài Minh kinh hồn chưa định chạy vào nhà. Liễu Ngọc Oánh chỉ gọi một tiếng Hoài Minh rồi nhào vào trong lòng y khóc không thành tiếng. Tống Hoài Minh nhỏ giọng khuyên giải an ủi vợ, nghe vợ đứt quáng kể lại chuyện vừa rồi. Tống Hoài Minh tuy rằng không tận mắt nhìn thấy những gì đã xảy ra nhưng vẫn có thể tưởng tượng được cảnh kinh tâm động phách đó. Y ôm chặt lấy vợ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai đã ngủ say. Lý Đồng Dục vốn có thể khiến cho y phải đau khổ cả đời. Nhưng vào thời khắc cuối y lại thay đổi ý niệm. Tống Hoài Minh không thể biết được là điều gì đã thay đổi Lý Đồng Dục nhưng y biết hôm nay là một ngày vĩnh viễn không thể nào quên đối với gia đình y. chương 857, Bản tính 4 Vinh bằng phi cao mày, y nói Trương Dương với đang ngồi đối diện mình, nói đi. Sao các cậu lại ở đó? Trương Dương người đầy máu, máu là dính từ trên người Lý Đồng Dục, một màn hôm nay thật sự quá đột nhiên, hắn thở dài nói, đến bây giờ trong đầu tôi vẫn trống rỗng, vốn cho rằng Lý Đồng Dục muốn giết mẹ con gì liếu, nhưng không ngờ hắn lại cứu gì ấy. Vinh bằng phi nói, người lái xe tên là Thích Cảnh Lương, trước đây từng là phó chủ nhiệm Ủy ban xây dựng thành phố Tĩnh An, bởi vì tội tham ô mà bị đi tù. Lúc ấy tỉnh trưởng Tống đang ở Tĩnh An đảm nhiệm chức bí thư Ủy ban kỷ luật. Vụ án này là y xử lý. Trong lúc Thích Cảnh Lương đi tù, vợ y phát bệnh điên, giết chết con gái hắn, cho nên Thích Cảnh Lương cho rằng là tỉnh trưởng Tống đã hại gia đình hắn, sau khi ra tù vẫn luôn muốn tìm cơ hội trả thù. Trương Dương hít một hơi lạnh hắn nói khẽ chuyện này không liên quan tới lý đồng dục ư vinh bằng phi nói sao lại không liên quan lý đồng dục tìm tới hắn hai người thông đồng với nhau là lý đồng dục tạo điều kiện cho hắn thích cảnh lương vừa rồi đã khai hết hắn muốn giết chết mẹ con liễu ngọc oánh nhưng không ngờ lý đồng dục lại ngăn cản hắn trương dương nói tôi cũng không ngờ vinh bằng phi nói cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi vì sao mấy cậu lại ở hiện trường trương dương lúc này mới mới kể lại chuyện bảo hoàng quân theo dõi lý đồng dục vinh bằng phi sau khi nghe xong nói khẽ theo những gì mà cậu nói thì lý đồng dục bị bệnh nan y ư trương dương nói chắc là vậy đây là là nguyên nhân mà hắn bất chấp tất cả trả thù tỉnh trưởng tống vinh bằng phi thở dài nói người này thật sự là khó mà đánh giá lúc này thủ hạ của y đã mang báo cáo nghiệm thi của lý đồng dục tới quả nhiên không ngoài sở liệu của trương dương lý đồng dục bị ung thư phổi sau khi Vinh Bằng Phi nói tin tức này cho Trương Dương, Trương Dương trầm mặc một hồi lâu, hắn nói: "Vinh cục, vụ án này cuối cùng sẽ ra sao?" Vinh Bằng Phi nói: "Tình tiết vụ án đã rõ ràng, đợi tôi nói chuyện với tỉnh trưởng Tống đã." Nghi thu lại hồ sơ, nói Trương Dương: "Trong đây là cậu không đúng rồi, chuyện xảy ra hôm nay, mấy người các cậu đừng có nói ra ngoài đấy." Tống Hoài Minh và Vinh Bằng Phi đi trong đại viện tỉnh ủy. Vinh bằng Phi là đặc biệt tới đây để báo cáo tình tiết vụ án với y. Tống Hoài Minh nghe xong báo cáo của y, một hồi lâu sau vẫn không nói gì. Vinh bằng Phi nói: "Tỉnh trưởng Tống, tình tiết vụ án vô cùng rõ ràng, Lý Đồng Dục thuê thích cảnh lương, ý đồ mưu hại người nhà của ngài, khi thích cảnh lương bắt đầu hành động, lương tâm của Lý Đồng Dục bỗng nhiên quay trở lại, y lái ô tô của mình lao lên, ngăn cản hành động phạm tội của thích cảnh lương, thích cảnh lương cho rằng mình bị y lừa, Lý Đồng Dục lo lắng hắn có hành động tiếp." cho nên tóm lấy hắn, thích cảnh lương tổng cộng đã đâm lên người Lý Đồng Dục 27 nhát dao. Tống Hoài Minh nói, Lý Đồng Dục. Vinh Bằng Phi nói, khi xe cứu thương đến nơi thì y đã đã chết vì mất máu quá nhiều rồi. Tống Hoài Minh nói, chuyện của y có thể xử lý lặng lẽ được không? Vinh Bằng Phi nói, vì sao? Y có chút kinh ngạc nhìn Tống Hoài Minh. Tống Hoài Minh ngẩng đầu lên, ánh mắt đang nhìn mây trên trời không biết vì sao lại có chút ươn ướt, Y nói khẽ y từng là người bạn tốt nhất của tôi, bất kể là như thế nào, hôm nay y cũng đã dùng tính mạng của mình để cứu vợ con tôi, hành động sau cùng của y đã xóa đi tất cả sai lầm của y rồi, tôi không muốn y bị bêu xấu. Vinh bằng phi nhỏ giọng nhắc nhở, Thích Cảnh Lương vẫn còn sống. Tống Hoài Minh nói, chết không đối chứng, nếu là hắn cố ý vu hãm Lý Đồng Dục thì sao? Vinh bằng phi lập tức hiểu ý của Tống Hoài Minh, y là muốn giúp Lý Đồng Dục bảo toàn sự trong sạch lý đồng dục đã chết tống hoài minh không muốn y phải gánh tội danh giết người tống hoài minh nói khẽ nếu chúng ta đã không thể thay đổi kết cục vì sao không thể để kết cục này đẹp đẽ một chút sáng sủa một chút vinh bằng phi mất máy môi nói khẽ tôi sẽ không nói tin rằng trương dương cũng sẽ không nói tống hoài minh nói không ai nói ra cả kết cục đều là như vậy có điều tôi muốn người bạn của tôi có thể đi yên ổn khi nói ra hai chữ người bạn này trong lòng tống hoài minh nặng như đổ trì trước khi sở tĩnh chi xuất hiện y và lý đồng dục từng là bằng hữu tốt nhất nhớ tới sự thay đổi của lý đồng dục trong mấy năm nay mình không thể nói là không có chút trách nhiệm nào nếu mình chiếu cố tốt tĩnh chi lý đồng dục cũng sẽ không thay đổi thành như thế này tống hoài minh không thể phủ nhận tình cảm của lý đồng dục đối với sở tĩnh chi tuyệt đối không kém gì mình thậm chí tình yêu của y còn sâu đậm hơn cả đời y đều là sống vì sở tĩnh chi chính sự tuyệt vọng đối với tình yêu này đã phá hủy cuộc đời y tống hoài minh rất muốn nói một câu với lý đồng dục y cuối cùng phát hiện vẫn còn nợ lý đồng dục một câu xin lỗi câu xin lỗi này là bởi vì mình không chiếu cố tốt cho tĩnh chi trương dương vẫn tới nhìn di thể của lý đồng dục trong trí nhớ của hắn chưa bao giờ vì một người mình hận mà thương tâm như vậy hành vi trước lúc chết của lý đồng dục thật sự là nằm ngoài y liệu của trương dương hắn nhớ tới một người nhớ tới trưởng xã hồ ái dân của xã hát giả sơn Cả hai đều từng là người bị Trương Dương phủ định, nhưng khi thật sự đối diện với lựa chọn sinh tử đều biểu hiện ra dũng khí hơn người của họ, có lẽ đây mới là bản tính của bọn họ. Nhìn khuôn mặt đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh lực của Lý Đồng Dục, Trương Dương cảm thấy bi thương khôn kể, hắn rất muốn cứu lại sinh mệnh của Lý Đồng Dục, nhưng đã quá muộn rồi, nếu không phải biết mình sắp chết vì bệnh nan y, Lý Đồng Dục có lẽ sẽ không làm ra nhiều hành động trả thù điên cuồng như vậy, nhưng khi tâm nguyện y sắp đạt thành tâm nguyện của mình, lại lựa chọn từ bỏ, điều này đủ để chứng minh, trong đáy lòng y còn có sự thiện lương. Điều thực sự khiến Trương Dương cảm động chính là tình yêu cố chấp của Lý Đồng Dục đối với Sở Tĩnh Chi, một người có thể dùng sinh mệnh của mình để bảo vệ tình yêu của mình, đáng để tất cả mọi người tôn trọng. Trương Dương đi ra ngoài phòng để xác, ánh dương hoàn hôn rất ấm áp, nhưng ở sâu trong lòng hắn lại loạn lẽo, sinh mệnh vĩnh viễn lại yếu ớt như vậy, anh vĩnh viễn không biết được mình lúc nào sẽ ra đi. Trương Dương kéo chặt áo, không biết vì sao hắn bỗng nhiên rất muốn gọi điện thoại cho yên nhiên tuy rằng biết rõ lúc này sẽ đánh thức mộng đẹp của sở yên nhiên sở yên nhiên ú ớ nói alo gọi sớm thế trương dương cười nói ở đông giang đang là hoàng hôn sở yên nhiên nói khẽ xem ra chúng ta hiện tại luôn không cùng nhịp gọi điện thoại sớm như vậy có việc gì thế anh không có gì chỉ là vì muốn nghe thấy giọng nói của em thôi sở yên nhiên cười nói được vậy em nói với anh cho anh nghe chán thì thôi nhé. Trương Dương nói, yên nhiên, em rất tốt. Sao thế, sở yên nhiên cảm thấy hắn có chút khác thường. Trương Dương nói, không có gì, mau về đi, anh nhớ em lắm. Buồn nôn quá đi, sở yên nhiên nhỏ giọng gắt, nhưng ở sâu trong lòng lại cảm thấy rất hạnh phúc. Trương Dương tối hôm đó về tới Nam Tích, Lý Đồng Dục đã chết, chắc sẽ không tiếp tục gây phiền toái cho Tống Hoài Minh nữa, nhưng cái chết của y lại khiến Trương Dương nhận thức sâu thêm về sinh mệnh. Hắn nghĩ tới An Ngữ Thần, nhưng gọi điện thoại thì di động An Ngữ Thần cứ ở trong trạng thái tắt. Trương Dương vốn cho rằng là vì muộn quá rồi, cho nên để ngày hôm sau gọi lại. Nhưng vẫn như vậy, Trương Dương bắt đầu cảm thấy chuyện có chút không ổn. Hắn ngồi trong văn phòng, liên tục gọi điện thoại, thậm chí hắn còn bảo anh hai của hắn tới núi Thanh Đài một chuyến, tìm lão đạo sĩ Lý Tín nghĩ hỏi nơi ở của An Ngữ Thần, lại bảo Khương Lượng tới quảng trường chùa Nam Lâm hỏi xem An Ngữ Thần gần đây có tới đó hay không. Buổi trưa ngày hôm sau, đầu tiên là Khương Lượng gọi điện thoại tới, nói với Trương Dương rằng An Ngữ Thần quả thực đã tới quảng trường chùa Nam Lâm, có điều là chuyện của mấy ngày trước rồi. Ngay sau đó Lý Tín Nghĩa tới xã Hắc Giả Sơn gọi điện thoại cho Trương Dương, giọng nói của ông ta lộ ra vẻ khẩn trương, Trương Dương, nó không phải đi tìm cậu à. Trương Dương nghe Lý Tín Nghĩa nói như vậy, trong lòng lập tức lạnh toát, những lời mà an ngữ thần nói với hắn trong điện thoại lúc trước tất cả đều là lừa gạt mình trương dương cố nén sự sợ hãi trong lòng nói khẽ lý đạo trưởng ông lần sau cùng gặp cô ta là lúc nào lý tín nghĩa nói chính là trước lúc gọi điện thoại cho cậu đấy trương dương tôi thấy lần này hỏng chuyện rồi con bé này không phải đã xảy ra chuyện gì chứ giọng nói của lý tín nghĩa đã run run trương dương an ủi lý tín nghĩa lý đạo trưởng ông đừng lo lắng có lẽ cô ta về hong kong rồi Lý Tín Nghĩa nói, không thể nào, con bé nó đã nói là sau này nó ở lại trong nước, không về Hong Kong nữa mà. Trương Dương nói với ông ta, mà cũng có lẽ là nói với chính mình, ông yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm được cô ta, cho dù đi khắp chân trời góc biển, tôi cũng nhất định phải tìm được cô ta. chương 858, tôi muốn đi Tây Tạng 1. An Ngữ Thần không hề trở về Hong Kong, Trương Dương sau khi liên hệ với cha của của cô ta là An Đức Minh lập tức chứng thực được điểm này, An Đức Minh rất yên tâm đối với biểu hiện của con gái, Trương Dương, nó buổi sáng ngày hôm qua gọi điện thoại cho tôi, nói là muốn đi leo núi, Tiết Thanh Minh sẽ ở núi Thanh Đài chờ chúng tôi. Trương Dương cũng không nhiều lời, tâm sự nặng nề đặt điện thoại xuống, An Đức Minh xem ra không rõ lắm về tình huống thật sự của con gái mình, tình huống hiện tại của An Nữ Thần rất không tốt, căn cứ vào miêu tả về mạch của cô ta của Lý Tín Nghĩa, kinh mạch mà Trương Dương lợi dụng nội lực bá đạo cường hành đả thông cho cô ta chỉ sợ sắp bế tắc. Trương Dương hối hận đến cực điểm. Nếu lúc trước mình cẩn thận hơn một chút, quan tâm tới cô ta nhiều hơn một chút thì đã có thể phát hiện ra sự khác thường của cô ta rồi. Mình không nên rời khỏi Xuân Dương, bất kể là như thế nào cũng phải thấy mặt cô ta một lần. Trương Dương sau khi trở về Nam Tích, Thủy Trung nhốt mình trong văn phòng, người khác cũng không rõ hắn. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cuối cùng vẫn nhất trí để cử Thường Hải Tâm tới hỏi thăm. Thường Hải Tâm vốn không muốn đến nhưng trong lòng cô ta quả thực rất quan tâm tới Trương Dương, tuy rằng cô ta đã vô số lần hạ quyết tâm muốn cắt đứt tất cả liên hệ với Trương Dương, nhưng trong khoảng thời gian Trương Dương rời khỏi nam tích này, cô ta lại không có lúc nào là không nhớ thương, cô ta hiểu rõ mình chắc cả đời này chỉ sợ là không thể nào bỏ hắn được. Thường Hải Tâm nhẹ nhàng gõ cửa phòng, cửa phòng không hề đóng, vẫn mở hé. Trương Dương tức giận nói, ai? Tôi, nghe thấy giọng nói xê Thường Hải Tâm, Trương Dương thở dài, nói khẽ, vào đi. Thường Hải Tâm đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Trương Dương mặt đầy u sầu, cô ta đóng cửa phòng lại, đi vào, không hề lập tức nói chuyện, mà cầm chén trà của Trương Dương, đổi nước trà cho hắn, pha một chén trà mới rồi đặt lại trước mặt hắn. Hành động lặng lẽ của cô ta đã biểu lộ hết sự săn sóc và quan tâm của cô ta đối với Trương Dương. Trương Dương nói tiểu yêu đã xảy ra chuyện rồi. Thường Hải Tâm phát ra một tiếng kinh hô, bằng vào trực giác cô ta cảm thấy khẳng định không phải là việc nhỏ nếu không trương dương cũng sẽ không biểu hiện ra vẻ uể oải như vậy con người ta khi tình tự xuống thấp thường thường cần một người lắng nghe trương dương cũng không ngoại lệ hắn nói khẽ tiểu yêu trời sinh việt mạch tôi vẫn luôn tìm phương pháp cứu chữa cho cô ta nhưng tôi lại thủy chung không tìm thấy cách chính xác tôi vốn tự cho rằng y thuật của mình là có một không hai trong thiên hạ nhưng hiện tại tôi mới phát hiện rất nhiều lúc tôi vẫn vô lực vãn hồi Tôi không thể giúp ông ngoại của Yên Nhiên sống lại, tôi cũng không ngăn cản được lý đồng dục mất máu mà chết, hiện tại ngay cả tiểu yêu cũng. Trương Dương nói tới đây, trong lòng cảm thấy đau khổ nói không nên lời, thậm chí ngay cả một câu cũng không nói được nữa. Thường Hải tâm lặng lẽ đi tới gần hắn, từ phía sau ôm lấy hắn, dùng cái ôm ấm áp và mềm mại của cô ta để an ủi nội tâm của Trương Dương. Trương Dương nói, cô ta nhìn ra tôi lần trước cứu cô ta đã dốc hết toàn lực, cũng biết tôi không có biện pháp gì hay. Cho nên cô ta không muốn tôi mạo hiểm vì cô ta nữa, không ngờ lại lựa chọn lặng lẽ rời đi. Thường Hải Tâm nói khẽ, bởi vì cô ta yêu anh. Người Trương Dương run bắn lên, thật ra hắn đã nhìn rõ chuyện này, tình cảm của An Ngữ Thần đối với hắn không thể nói là không sâu đậm, từ khi hắn ở xã Hắc Sơn Tử mới bước vào Sĩ Đồ, cho tới hiện tại, chỉ cần Trương Dương cần, bất kỳ lúc nào An Ngữ Thần cũng đều sẽ không chút do so dự trả giá vì hắn. Cô ta đối với hắn tuyệt đối không chỉ có tình cảm của đồ đệ đối với sư phụ, từ lâu đã vượt qua giới hạn tình bạn. Trương Dương lẽ nào lại không hiểu? Thường Hải Tâm có thể lý giải An Nữ thần, nếu chuyện tương tự phát sinh trên người của cô ta, cô ta cũng sẽ không chút do dự đưa ra lựa chọn như vậy. Cô ta ôn nhu nói, vì sao không đi tìm cô ta? Trương Dương buồn bã nói, tôi không tìm thấy cô ta, tôi đã tìm tới tất cả những người có thể biết tin tức của cô ta rồi, nhưng vẫn không tìm thấy cô ta. Thường Hải Tâm nói, cô ta nếu quyết định bỏ đi thi sẽ không nói chuyện này cho những người khác, nếu tôi là cô ta, người khó bỏ nhất chính là anh, anh thử nghĩ kỹ lại đi, gần đây cô ta có nói gì với anh không? Trương Dương nói, cô ta giấu giếm rất tốt, tôi thậm chí còn không nghe ra là có bất kỳ điều gì khác thường. Thường Hải Tâm nói, trước đây thì sao? Cô ta có nói gì về tâm nguyện chưa thành không? Được Thường Hải Tâm nhắc nhở, Trương Dương bỗng nhiên nhớ tới một việc có một lần An Ngữ Thần ở trong nhà hắn nói chuyện phiếm, từng bảo cô ta còn có rất nhiều nơi chưa tới, phải nhân lúc còn đi đứng được, đi tới mỗi một ngóc ngách trên thế giới, cô ta còn muốn tới Tây Tạng, muốn trèo lên núi Cô Lang Ma. Giọng nói của An Ngữ Thần vang vọng bên tai hắn, nếu có một ngày tôi thật sự muốn chết, tôi tình nguyện chết ở trên đỉnh núi băng Himalaya, vĩnh viễn bị đóng băng ở đó, tôi rất ưa đẹp, tôi không muốn biến thành bộ dạng xương cốt trắng ẩn. Trương Dương Kinh Hô, cô ta đi Tây Tạng, tới cô Mô Lang Ma. Thường Hải tâm đầy kinh ngạc nhìn Trương Dương, Trương Dương kích động vô cùng, nhất định là vậy rồi, nhất định là vậy rồi. Tôi giờ phải đi tìm cô ta, chắc vẫn kịp, chắc là vẫn còn kịp. Hắn đứng lên, ôm lấy Thường Hải Tâm, dùng sức hôn lên môi cô ta một cái, cảm ơn em Hải Tâm. Cảm ơn em. Thường Hải Tâm xấu hổ đến mặt đỏ bừng, thật sự là một tên điên cuồng. Trương Dương ra khỏi văn phòng, hắn đi tới căn phòng ở bên cạnh, còn chưa vào trong văn phòng của Thường Lăng Phong, hắn đã lớn tiếng kêu lên, Lăng Phong. Lăng Phong. Thường Lăng Phong đang thương lượng chuyện vận hội tỉnh với tiêu điều mẫn trong văn phòng, từ khi gã tới Nam Tích, Trương Dương trên cơ bản đã giao hết chuyện cho gã. Thường Lăng Phong thật sự là bất lực, mình kiếp trước chắc là thiếu nợ tên này rồi, hắn bắt mình làm việc cho hắn mà cứ tự nhiên như không. Tiêu điều mẫn nhìn thấy Trương Dương chạy vào trong phòng, cô ta cười cười, chào Thường Lăng Phong rồi lại chào Trương Dương sau đó biết điều cáo từ. Tiêu điều, điều Mẫn vừa đi, Trương Dương liền kích động vô cùng, nói: "Lăng Phong, tôi phải ra ngoài một thời gian, anh lo việc giúp tôi nhé." Thường Lăng Phong ngây ra nhìn Trương Dương, thằng ôn này trước giờ đều là hấp tấp như vậy, về Nam Tích còn chưa được nửa ngày đã đòi ra ngoài. Thường Lăng Phong nói: "Chủ nhiệm Trương à, anh ra ngoài nhiều ngày như vậy, vừa mới về, tôi còn chưa kịp báo cáo công tác với anh, anh hiện tại đã nói với tôi rằng anh muốn ra ngoài?" giờ là tháng mấy rồi, tôi có cần phải nhắc anh không? Trương Dương nói, tháng tư, kệ mẹ nó là tháng mấy, còn lâu mới tới vận hội tỉnh mà. Thường Lăng Phong nói, tháng 10 là khai mạc, anh còn nói là còn lâu à? Tính đi tính lại cũng chỉ còn có nửa năm nữa, chúng ta không chỉ phải đối diện với một kỳ vận hội tỉnh, còn có hội kinh mậu nữa, lão đại à, xin anh nghiêm túc một chút có được không? Trương Dương nói, tôi phải đi. Thường Lăng Phong nói, đi đâu? đi mấy ngày. Tây Tạng, chắc cũng phải 20 ngày đấy. Vẻ mặt của Thường Lăng Phong phức tạp đến cực điểm, anh nói đùa à? Đúng rồi, là đang nói đùa, hôm nay là mùng 1 tháng 4, là ngày cá tháng tư Nhưng gã lập tức nhìn ra vẻ mặt của Trương Dương căn bản không giống như đang nói đùa, anh không phải đang nói đùa ư. Là thật à? Trương Dương gật đầu. Thường Lăng Phong nói, anh cứ vậy mà đi à? Nói đi là đi ư, để lại tất cả việc ở Nam Thích lại cho tôi ư trương dương nói lăng phong anh hiểu tôi mà đánh thiên hạ thì tôi còn làm được nhưng bảo tôi cai trị thiên hạ thì tôi chịu hiện tại sân khấu tôi đã dựng lên rồi đó khi thực sự biểu diễn thì nên do anh chủ trì thường lăng phong nói anh lúc trước nói với tôi thế nào nhỉ nói là tôi chỉ giúp giúp thôi chứ không phải là làm chủ sự trương dương nói có gì khác ư hiện tại tôi muốn anh giúp đỡ giúp tôi việc lớn này anh là anh em của tôi có phải không anh không thể đợi tới lúc rước đuốc rồi hẵng đi à trương dương nói không được tiểu yêu đang chờ tôi tới cứu mạng tôi phải đi hơn nữa đi ngay lập tức nếu chậm thì chỉ sợ là chỉ có nước nhặt xác cho cô ta thôi thường lăng phong đã nghe nói an ngữ thần xảy ra chuyện lập tức hiểu rõ trương dương vì sao nóng lòng muốn tới tây tạng như vậy gã nói khẽ cô ta tới tây tạng à trương dương nói chắc chắn thường lăng phong nói thì ra anh vẫn không thể đoán chắc vì một chuyện vẫn còn chưa chắc chắn, anh muốn tới Tây Tạng xa xôi một chuyến ư. Trương Dương nói, cho dù chỉ có một phần vạn khả năng, tôi cũng phải đi một chuyến, lăng phong, nếu người mất tích đổi thành Trương Duệ Dung, anh sẽ làm như thế nào? Thường lăng phong thở dài nói, anh đi đi, tôi còn như nhìn rõ con người của anh rồi, cái gì quan chức, cái gì quyền lực, so với mỹ nhân, tất cả đều chẳng đáng một xu. Có điều an ngữ thần cũng là bạn của tôi, lần này tôi giúp anh. Trương Dương nắm chặt tay Thường Lăng Phong, hắn lại nói, ở đây có nhiều người giúp như vậy, có chuyện gì thì anh cứ phân phó cho họ. Nói xong câu đó, hắn vội vàng bỏ đi. Chương 859, tôi muốn đi Tây Tạng 2. Thường Lăng Phong nhìn bóng dáng của thằng ôn này, đầy bất đắc dĩ lắc đầu, Trương Dương chỉ cần đã quyết định, có 10 con trâu cũng không kéo hắn lại được. Khi Trương Dương xuống lầu thì gặp Lương Đông Bình vừa tới báo danh, Lương Đông Bình đã được Thường Lăng Phong an bài ở khoa tuyên truyền bởi vì trương dương đặc biệt chiếu cố cho nên thường lăng phong đối với hắn cũng vô cùng khách khí còn muốn giao cả khoa tuyên truyền của ủy ban thể dục thể thao cho hắn thời gian lương đông bình đến tuy rằng không lâu nhưng hắn đã bước đầu tìm được một số cảm giác chuẩn bị phải công tác thật tốt ở ủy ban thể dục thể thao nam tích lương đông bình nhìn thấy trương dương liền chào hỏi rồi nói vài câu cảm tạ nhưng trương dương làm gì có thời gian mà nghe hắn nói vỗ vai hắn bảo đông bình tôi có việc gấp phải đi để hôm khác nói chuyện nhé. Lương Đông Bình ngạc nhiên nhìn, Trương Dương đi tới trước xe jeep của mình, mở cửa xe ra, vừa khởi động thì Thường Hải Tâm liền xuất hiện trước xe, từ bên cạnh mở cửa xe, ngồi xuống ghế phụ. Thường Hải Tâm nói, anh muốn đi đâu? Trương Dương nói, không phải đã nói với em rồi ư? Anh muốn tới Tây Tạng. Thường Hải Tâm nói, tới Tây Tạng, anh định phá xe à? Một chút chuẩn bị cũng không có, anh hôm nay có phải là sốt rồi không? thường hải tâm vừa nói như vậy trương đại quan nhân lúc này mới bình tĩnh lại đúng vậy tới tây tạng đường xá xa xôi mà mình ngay cả một chút chuẩn bị cũng không có muốn đi bằng xe căn bản là không thực tế không nói tới cái khác chỉ bằng vào chiếc xe jeep này nửa đường mà nổ lốp thì hắn cũng không xử lý được thường hải tâm ôn nhu nói dục tốc tắc bất đạt muốn đi tây tạng cũng được có điều phải muốn tìm một chiếc xe tốt đã trương dương nghĩ thầm tôi lúc này tìm đâu ra ngay được xe bởi vì chuyện của An Ngữ Thần, Trương Đại Quan Nhân đối với rất nhiều việc đều không có thời gian bận tâm. Thường Hải Tâm nói, tới chỗ Triệu Thiên Tài đi, cô ta nhìn ra Trương Dương bởi vì quan tâm quá mức tới sự an nguy của An Ngữ Thần, cho nên đầu óc khá hỗn loạn, đương nhiên điều này cũng biểu hiện ra một mặt tình nghĩa của Trương Dương. Thường Hải Tâm hiện tại đối với Trương Dương đã hiểu rất rõ, Trương Dương đối với cô gái nào cũng đều vậy cả, tình thâm nghĩa trọng, lúc trước cô ta vì hỏa hoạn mà bị hủy dung, Trương Dương cũng như vậy. Trước khi yêu một người có thể lựa chọn, nhưng một khi đã yêu rồi thì không còn lựa chọn nữa. Tất cả tình cảm của Thường Hải Tâm đều gửi gắm lên người Trương Dương, cô ta đã nhận mệnh, ôn nhu nói, anh đừng sốt ruột, trước tiên tỉnh táo lại đã, cho dù đi cũng phải có chuẩn bị. Trương Dương nói, SNS hiện tại đầu óc thật sự rất loạn, anh sợ cô ta gặp chuyện không may, nếu tiểu yêu xảy ra chuyện gì, cả đời anh cũng không thể tha thứ cho sự lơ là của mình. Thường Hải Tâm biết với trạng thái như vậy của Trương Dương, Tuyệt không thích hợp đi một mình. Tới nhà máy sửa chữa của Triệu Thiên Tài, Trương Dương lập tức hiểu ra dụng ý mà Thường Hải Tâm muốn hắn tới đây, chiếc xe Toyota mà Thường Hải Long mới mua được bảo dưỡng ở chỗ này, trên đường tới Tây Tạng tình hình giao thông phức tạp, không có một chiếc xe tốt thì không thể nào đi được, vì thế chiếc xe Việt dã mà Thường Hải Long còn chưa kịp chạy hết thời gian bảo hành đã bị Trương Dương trưng dụng. Triệu Thiên Tài nghe nói Trương Dương muốn đi Tây Tạng thì cũng kinh ngạc không thôi, phản ứng ban đầu của hắn cũng giống như Thường Lăng Phong đều cho rằng hôm nay là ngày cá tháng tư, Trương Dương đang nói đùa, nhưng rất nhanh hắn liền hiểu ra, Trương Dương không phải đang nói đùa, hắn rất nghiêm túc, khi Trương Dương đi vòng quanh chiếc xe Toyota đó, Thường Hải Tâm đã bắt đầu làm công tác với Triệu Thiên Tài, anh Thiên Tài, Trương Dương phải đi. Triệu Thiên Tài nói, thật ư? Thường Hải Tâm gật đầu nói, em định cho anh ấy mượn chiếc xe này anh như em, dù sao anh em cũng làm việc ở kinh thành suốt, gần đây cũng không cần dùng. Triệu Thiên Tài cười cười, "Chuyện nhà của cô, tôi cũng không có bất kỳ ý kiến gì, anh ta nếu muốn dùng thì Hải Long khẳng định cũng sẽ không nói gì." Thường Hải Tâm nói, "Nhưng em không yên tâm để anh ta đi một mình." Anh nói sầm, "Anh ta đang hoang mang rối loạn như vậy mà đi, đường xá lại không quen, hơn nữa phiếc phức nhất là anh ta không biết hết được tính năng của xe, vạn nhất dọc đường xe xảy ra trục trặc gì thì anh nói xem phải làm sao bây giờ?" triệu thiên tài vừa nghe thấy câu này liền hiểu ra thường hải tâm này là bảo hắn đi làm trợ thú nói thật triệu thiên tài thật ra cũng rất luyến tiếc nhà xưởng này vừa mới đưa nhà xưởng vào hoạt động ổn định hiện tại nếu đi thì chắc chắn sẽ tạo thành không ít tổn thất nhưng hắn và trương dương có giao tình đồng sinh cộng tử lúc trước nếu không phải có trương dương hắn hiện tại sao có thể đường đường chính chính mà sống trong nước hơn nữa còn còn có một nhà xưởng sửa chữa ô tô của riêng mình triệu thiên tài nói hay là để tôi đi cùng vậy Thường Hải Tâm không nói gì, khóe môi lại lộ ra nụ cười vui vẻ. Trương Dương cười nói, "Hải Tâm, vậy tôi lái chiếc xe này nhé, lát nữa cô nói với anh hai cô một tiếng giúp tôi." Thường Hải Tâm nói, "Nói cái gì? Anh muốn dùng, anh ấy tuyệt sẽ không nói nửa chữ không." Triệu Thiên Tài nói, "Trương Dương, tôi đi theo anh." Trương Dương ngây ra một thoáng, lập tức mấp máy môi, tuy hắn can đảm hơn người, nhưng đi một mình trong hành trình dài cả vạn dặm có một mình thì đúng là rất tịch mịch, nếu ó triệu thiên tài làm bạn, đương nhiên không còn gì tốt hơn, hơn nữa triệu thiên tài không những là bạn tốt của hắn, mà còn là một kỹ sư xuất sắc, trên đường nếu xe có hỏng học gì thì triệu thiên tài có thể giải quyết dễ dàng, cho nên Trương Dương đương nhiên không có lý do cự tuyệt lý do cự tuyệt, hắn nhìn nhìn chung quanh, nói khẽ. Vậy nhà xưởng này, triệu thiên tài cười nói, đã đi vào vào quỹ đạo rồi, tôi có thể đi, có gì không xử lý được thì chờ tới trở lại sẽ giải quyết. Trương Dương nói, vậy, chúng ta chuẩn bị một chút rồi xuất phát thôi. Triệu Thiên Tài nói, không thể gấp được, trước tiên phải chuẩn bị đã, cho tôi 8 tiếng đồng hồ, để chuẩn bị đồ dùng thiết yếu và tuyến đường, 8 tiếng đồng hồ sau chúng ta sẽ xuất phát. Trương Dương nói, nhưng tôi thật sự rất vội. Triệu Thiên Tài nói, tôi cho anh một đề nghị, gọi Chu Sơn Hổ tới, thằng nhóc này tuy vừa lấy bằng, nhưng lái xe thì rất giỏi, chúng ta ba người cùng đi, luân phiên lái xe, Tuyệt đối là nhanh hơn một mình anh lái nhiều. Hắn vỗ vai Trương Dương, nói Trương Dương, đã quyết định phải đi thì tất cả nghe tôi an bài đi, chúng ta không những phải đi mà còn phải bình an trở về nữa. Trương Dương nghe theo đề nghị của Triệu Thiên Tài, gọi Chu Sơn hổ tới, lợi dụng 8 tiếng đồng hồ mà Triệu Thiên Tài dùng để chuẩn bị, Trương Dương cơ hồ đã liên hệ với tất cả những người quen của An Ngữ Thần, bảo bọn họ nếu biết được nơi trốn hiện tại của An Nữ Thần thì lập tức liên hệ với mình. 6 giờ tối hôm đó trương dương và triệu thiên tài chu sơn hổ chu sơn hổ điều khiển chiếc toyota của thường hải long lên đường bởi vì trương dương lo lắng cho an nguy của an ngữ thần cho nên trên đường bọn họ cơ hồ là không dừng lại mỗi ngày ba người thay phiên lái xe cũng may là kỹ thuật điều khiển của ba người cũng không tồi thể lực cũng đều rất tốt chu sơn hổ lại là một lái xe trời sinh tính năng của chiếc toyota vốn đã vô cùng ưu tú hơn nữa có kỹ sư ưu tú triệu thiên tài trên đường đi rất thuận lợi Nói một cách tương đối, thời gian lái xe của Trương Dương ngược lại hơi ít một chút, bởi vì mọi người đều lo Trương Dương hiện tại đang sốt ruột tìm An Nữ Thần, mà đường đi phần lớn là đường núi, cực kỳ nguy hiểm, tốc độ quá nhanh khẳng định sẽ không đảm bảo an toàn. Càng gần tới nơi, tâm tình của Trương Dương cuối cùng cũng trở nên bình hòa hơn, với tốc độ của bọn họ, cho dù An Ngữ Thần xuất phát từ mấy ngày trước, cũng sẽ không bỏ lại họ quá xa được. Dựa theo cách nói của Triệu Thiên Tài, nếu còn tiếp tục đi nhanh như vậy, không khéo sẽ vượt qua an ngữ thần, bỏ an ngữ thần lại phía sau. An ngữ thần vẫn không có bất kỳ tin tức gì, Trương Dương gặp di động lại, ô tô đã lái qua cầu lớn sông Kim Sa của giao giới Tây Tạng. Triệu Thiên Tài vừa xem bản đồ vừa nói, sau khi đi qua cây cầu này coi như chính thức vào đất Tạng rồi, tối hôm nay chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút. Chu Sơn Hổ đang lái xe nói, tối nay có thể ở khách sạn rồi, mấy ngày rồi không được tắm rửa, thật sự là thèm tắm quá. Trương Dương không nói gì, hắn nhìn ra bên ngoài, sơn thế nhấp nhô, đường quốc lộ của Xuyên Tảng và đường quốc lộ của Điền Tảng lúc này giao nhau, bọn họ đã vượt qua núi Lạp Ô độ cao so với mặt biển hơn 4.000 thước, tiến vào khe núi sông Lan Thương, vượt qua sông Lan Thương, từ khe núi ổ cao chọc trời dõi mắt nhìn ra xa, đường quốc lộ Xuyên Tảng và sông Lan Thương giống như hai dòng ngân hà, như ẩn như hiện. Xe Việt giã trèo lên núi Đông Đạt, sau đó lên tiếp núi Nộ Giang, xuống tới thành phố Bát Túc ở bên cạnh sông Nộ thành bát túc chỉ là một thành phố nhỏ, bọn họ ở trên đường tìm thấy một nhà nghỉ tương đối sạch sẽ, Triệu Thiên Tài và Chu Sơn Hổ vừa vào khách sạn liền vội vàng đi tắm, Trương Dương thì cầm một bức ảnh của An Ngữ Thần đi tới chỗ ông chủ hỏi thứ. Trên đường đi, Trương Dương cơ hồ mỗi lần vào khách sạn đều làm vậy. chương 860, tôi muốn đi Tây Tạng 3. Ông chủ khách sạn chính là một người Hán, nhìn bức ảnh đó rồi lắc đầu. Lúc này, hai nam tử thân hình khôi ngô, Gia ngăm đen đi tới bên cạnh Trương Dương, hít mắt nhìn bức ảnh trong tay Trương Dương. Trương Dương ôm một tia hy vọng nói với họ, người anh em, có từng gặp qua không? Hai nam tử dân tộc tạng nhìn nhau, bật cười ha ha, một người trong đó nói, xinh quá. Trương Dương thở dài cất bức ảnh đó đi, khi đi lên cầu thang, một nam tử người Hán bước tới, nhắc nhở hắn, người anh em, lần đầu tiên tới đây à? Trương Dương gật đầu, lần đầu tiên nam tử người hán đó nói giao tiếp với người dân tộc tạng phải cẩn thận một chút không phải ai cũng thuần phát như trong báo chí tuyên truyền đâu trương dương cười nói cảm ơn đã nhắc nhở người đó lại nói gần đây núi an cửu lạp rất hay có cướp bóc các anh khi đi qua đó phải cẩn thận một chút trương dương lại nói cảm ơn trên đường vào đất tạng cũng nghe không ít người nói chị an của con đường này không được tốt nhưng bọn họ trên đường cũng không gặp bất kỳ nguy hiểm gì kỳ thật gặp nguy hiểm họ cũng không sợ Trương Đại Quan nhân chính là đang muốn tìm một cơ hội để phát hiện sự bực dọc trong lòng. Trở lại phòng, Chu Sơn Hổ đã tắm xong rồi, đang nằm trên giường cầm điều khiển từ xa, gã chuyển đi chuyển loại cũng toàn là kênh tiếng tạng, Chu Sơn Hổ bực bội ném điều khiển sang một bên, trời ạ, à, không có gì để xem cả. Triệu Thiên Tài run lẩy bẩy từ trong nhà tắm đi ra, con mẹ nó. Không ngờ không có nước lạnh. Chu Sơn Hổ cười nói, anh chấp nhận đi, có nước tắm rửa đã tốt lắm rồi trương dương cũng đi tắm rửa nghe thấy tiếng hai người nói chuyện ở bên ngoài triệu thiên tài thở dài nói xem ra lại không hỏi thăm được gì rồi chu sơn hổ nói còn không phải ư chúng ta đi đường hỏi suốt nhưng căn bản không có ai thấy cô ta anh nói xem liệu chúng ta có phải là tìm nhầm địa chỉ không người ta căn bản không tới đây triệu thiên tài nói bất kể cô ta có tới hay không dù sao chúng ta cũng đã đến rồi tôi từ lâu đã muốn được tới đây chơi lần này vừa hay có cơ hội Chu Sơn Hổ nói, anh tham quan được gì rồi, còn tôi thì chẳng thấy gì cả, cả ngày từ sáng tới tối chỉ lái xe. Triệu Thiên Tài cũng thở dài theo. Trương Dương ở bên trong nghe thấy vậy, trong lòng cũng có chút ngại ngùng, mấy ngày nay, hắn chỉ lo dục mọi người lên đường, cảnh trên đường có đẹp hơn nữa thì cũng không dừng lại để mọi người thưởng thức một chút, càng tới gần mục đích, hy vọng trong lòng Trương Dương cũng không ngừng giảm đi, hắn cũng hoài nghi an ngữ thần căn bản không tới, nếu như cô ta tới, sẽ không đến nỗi ngay cả một chút tin tức cũng không có. Trương Dương tắm rửa bằng nước lạnh xong, thay quần áo rồi đi ra, hắn vừa lau đầu vừa nói những lời nghe được vừa rồi khi lên lầu cho bọn Triệu Thiên Tài. Triệu Thiên Tài nói, dọc theo đường đi cũng có nghe nói tới cướp bóc, nhưng chúng ta có gặp vụ nào đâu. Chu Sơn Hổ cười nói, tôi ước gì gặp được mấy tên cướp, lên cao nguyên, tức cứ cảm thấy bực dọc khó chịu, nếu có cướp, vừa hay để tôi luyện tập. Trương Dương nói, thôi đừng tán phét nữa, xuống dưới tùy tiện ăn một chút, sáng ngày mai lại lên đường. Những ngày này bọn họ đại đa số thời gian đều là màn trời chiếu đất, lâu rồi chưa được ăn tử tế. Tuy rằng trong khách sạn vốn có đồ ăn, nhưng Triệu Thiên Tài đề nghị ra ngoài, đã tới Tây Tạng rồi, nói sao cũng phải thưởng thức đặc sản địa phương chứ. Theo sự phát triển của thời đại, vùng Tạng càng lúc càng chịu nhiều ảnh hưởng văn hóa của dân tộc Hán. Ở con phố này quán ăn kiểu xuyên rất nhiều, đa số là để làm hài lòng dân du lịch vào tảng. Tố chất sức khỏe của ba người đều rất xuất sắc, từ lúc ban đầu vào tảng cho đến bây giờ cũng không xuất hiện phản ứng cao nguyên, bởi vì lo lắng chỗ rừng chân không an toàn, nhưng đồ quý giá đều do Chu Sơn Hổ đeo, lưng hắn đeo hơn 10 cây di đồ mà vẫn đi như bay. Mục đích của Trương Dương là đi khắp nơi xem xem, cố gắng để có thể gặp được An Ngữ Thần, mấy ngày qua, hắn Thủy chung có trực giác, cho rằng An Ngữ Thần một mình lái xe tới Tây Tạng, cho nên hắn cũng lựa chọn lái xe tới đây, để tránh đi qua cô ta trên đường. Nhưng bọn họ hiện giờ đã vào tạng, đến bây giờ vẫn không nhìn thấy bóng dáng của An Ngữ Thần, Trương Dương bắt đầu hoài nghi đối với trực giác của mình. Bọn họ ở góc đường phát hiện một quán cơm do dân tạng mở, nhìn ngoài cửa có rất nhiều xe đỗ, sinh ý chắc là không tồi, bọn họ vào khách sạn tìm một nơi yên tĩnh rồi ngồi xuống. Triệu Thiên Tài gọi vài món đặc sản Tây Tạng. Triệu Thiên Tài lại gọi rượu lúa mì thanh khoa, Trương Dương sợ rượu lúa mì thanh khoa không đủ đô, bảo Chu Sơn Hổ lấy ra hai bình mao đài, khi uống rượu, mấy người dân tạng ở bàn bên cạnh đều không ngừng nhìn về phía họ. Triệu Thiên Tài phát hiện ra điểm này, thấp giọng nói với Trương Dương, mấy tên người tạng đó hình như nhìn chúng ta với ánh mắt rất kỳ lạ. Trương Dương lạnh lùng cười nói, mặc kệ họ, chúng ta ăn của chúng ta, bọn họ không chọc chúng ta thì thôi, nếu dám trêu vào chúng ta, thì tôi sẽ đánh cho chúng quên đường về quê luôn. Trương Dương lưu ý hai tên dân tạng trong đó chính là hai kẻ mà hắn đã gặp ở khách sạn. Chu Sơn Hổ có chút hâm mộ nhìn tạng đao mà người tạng này dắt bên hông, người trông thì chẳng ra làm sao, nhưng đao thì đẹp thật, lát nữa cũng phải mua vài con đem về. Trương Dương nói, đợi tới Hà xa rồi, anh muốn mua bao nhiêu thì cứ mua. Triệu Thiên Tài cầm rượu lúa mì thanh khoa lên, nói chúng ta lặn lội đường xa thuận lợi tới Tây Tạng, nào, anh em ta cùng cạn một ly. Trương Dương kháng nghị, độ rượu của anh quá kém, anh kêu cạn ly có phải là khi dễ người ta không? Triệu Thiên Tài cười nói, tử lượng của tới không được, uống cái này thôi. Trương Dương cũng không phải là thật sự so đo với hắn, chỉ cười cười, cầm chén rượu lên không ngờ thật sự uống cạn một cốc thủy tinh, Triệu Thiên Tài cũng uống cạn cốc rượu lúa mì thanh khoa đó. Chu Sơn Hổ nói, tôi thật sự bội phục Trương Đại ca. Trương Dương cười nói, bội phục tôi cái gì? Chu Sơn Hổ nói, bội phục con người anh, bội phục tử lượng của anh. Triệu Thiên Tài nói, tôi cũng bội phục anh ta. Trương Dương nói, anh bội phục tôi cái gì? Vì một nữ hài tử có thể vượt vạn dặm xa xôi tìm tới Tây Tạc, thực sự là tới nước trí thánh rồi. Nịnh tôi đấy à? Triệu Thiên Tài lắc đầu như đánh chống bỏi, không, tuyệt đối không. Hắn thật sự không có ý châm chọc Trương Dương, Thật ra lúc trước khi còn ở nước Mỹ, Trương Dương vì cố giai đồng mà khiến New York long trời lỡ đất, một màn trước mắt khiến Triệu Thiên Tài cảm thấy quen thuộc vô cùng. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng mưa hắt vào cửa sổ. Chu Sơn Hổ chạy ra xem, quay đầu lại nói với bọn họ, là mưa đá. Tâm tình vừa mới có chút thả lỏng của Trương Dương lại trở nên trầm trọng, cái mà hắn lo lắng nhất chính là thời tiết đột biến khiến hành trình chậm trễ. Triệu Thiên Tài nhìn ra tâm tư của hắn nhẹ giọng khuyên giải, đừng lo, trong hai ngày chúng ta có thể tới được Hasa mà. Sáng sớm ngày hôm sau, 5 giờ sáng, Trương Dương đã rời giường nghe thấy Chu Sơn Hổ nghe thấy động tính cũng dậy, Triệu Thiên Tài vẫn ngủ, Trương Dương vỗ vai hắn, Triệu Thiên Tài rên rỉ hai tiếng, Trương Dương sờ sờ trái hắn, chỗ tiếp xúc rất nóng. Triệu Thiên Tài không may bị bệnh rồi, Trương Dương bảo Chu Sơn Hổ đi lấy thuốc rồi sắc cho hắn uống. Triệu Thiên Tài sau khi uống thuốc xong, thở phào nói, không có việc gì rồi, chúng ta đi tiếp nào. Ba người ra tới bên ngoài, mưa đá đã biến thành mưa nhỏ, rơi lên xe Việt dã của bọn họ, Trương Dương trước tiên giải thảm ở ghế sau để triệu thiên tài nằm cho thoải mái. Chu Sơn Hổ phụ trách lái xe, Trương Dương ở bên cạnh chỉ đường. Cả con đường chỉ có xe của bọn họ đi, bởi vì mưa nhỏ càng lúc càng mau, đường lại lồi lỏng không phẳng, Chu Sơn Hổ lái xe rất chậm, thị lực của Trương Dương siêu mạnh, hắn hết sức chăm chú nhìn thẳng về phía trước, thỉnh thoảng nhắc nhở Chu Sơn Hổ phải chú ý gì đó. Đi qua đường núi lầy lội ở phía trước, độ cao so với mặt biển cũng không ngừng tăng, bọn họ cách ha xa càng lúc càng gần. Bởi vì Trương Dương trước đó đã nghe nói nơi này có kiếp phỉ thường lui tới, cho nên đặc biệt cẩn thận, đường núi ở phía trước càng lúc càng hẹp, ở phía trước 200 mét có một chiếc xe jeep bị ngập trong bùn, ở phía sau đặt biển phản quang, có một nam tử mặc quần áo người tạng đang đứng đó vung vẩy hai tay về phía họ. Chu Sơn Hổ đi chạm lại, nói khẽ, hình như có chút không đúng. Trương Dương nói, không sao, cứ lái tới xem. Khi còn cách chiếc xe ở phía trước 50 mét, Trương Dương bảo Chu Sơn Hổ đỗ xe lại, hắn mở cửa xe bước xuống. Mặt đất trơn vô cùng, có không ít chỗ đã kết thành băng mỏng, tạng dân đó dùng tiếng hắn cứng ngắc nói, bị xa lầy rồi, người anh em hộ trở đẩy một chút. Trương Dương nhìn nhìn chung quanh, tên tạng dân đó tựa hồ không hề có đồng bạn, hắn gật đầu, đi về phía chiếc xe Jeep đó, không đợi hắn đến gần chiếc xe jeep đó, tên tạng dân đó bỗng nhiên có động tác, từ bên hông rút ra tạng đao, đột nhiên dí vào eo Trương Dương, hắn chắc không muốn làm hại đến tính mạng của Trương Dương, chỉ muốn chế trụ Trương Dương, lợi dụng hắn để áp chế những người khác bên trong xe. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 860.